Viện nghiên cứu kinh tế Samsung được công chúng Hàn Quốc công nhận là cơ cấu kinh tế xuất sắc nhất Hàn Quốc. Samsung thoát ra khỏi được cơn bão tài chính châu Á chính là nhờ vào tác dụng hỗ trợ cực lớn của nó. Samsung khai phát thị trường Trung Quốc không được thuận lợi như dự kiến, ngoại trừ điều chỉnh sản nghiệp, tổng bộ còn đưa ra một quyết định là thành lập Viện nghiên cứu kinh tế Samsung ở Kiến Nghiệp để nghiên cứu vấn đề thị trường Trung Quốc một cách sâu hơn. Lý Hinh Dư sở dĩ nhíu mày ngồi đây là vì cô bị yêu cầu phải cống hiến cho Samsung, tham gia công tác ở viện nghiên cứu, chỉ có điều viện nghiên cứu đang xây dựng, cô có thể tạm thời làm biếng không tham dự. Tiểu thư Hinh Dư đã xem báo cáo của Tổng Bộ chưa? Kim Nam Dũng bê cà phê tới, đưa cho cô một gốc. Lý Hinh Dư gật đầu, trong lòng cảm thấy rất khổ sở. Biết làm sao được chứ, người ta thì anh chị em trong nhà tương thân tương ái. Lý Hinh Dư rất ít cảm nhận được tình cảm đó của anh chị em trong nhà. Cha cô vốn từ rất lâu đã được bồi dưỡng làm người kế thừa, chuyện trước kia cô còn quá nhỏ chẳng nhớ lắm, nhưng năm 87 sau khi ông nội mất, cô đã đi học rồi, không khí quái dị trong gia tộc khi đó làm cô có ấn tượng rất sâu, giờ mọi người lại bắt đầu tranh đoạt vị trí người kế thừa. Rốt cuộc Lý Tại Thù có mưu đồ gì, vì sao kiếm cớ nhất định muốn gia tộc ép mình làm việc ở Viện Nghiên cứu Kinh tế? Chẳng lẽ định đem bất lợi ở thị trường Trung Quốc đẩy lên đầu kẻ khác sao sao? Chẳng lẽ để mình tham gia cơ mật thương nghiệp là mong đợi mình phản bội gia tộc sao? Kim Nam Dung thấy Lý Hinh Dư buồn rầu ngồi im đó, cầm lấy báo cáo lật xem, thấy không khí hơi ngột ngạt, định kiếm đề tài lảng đi, nhưng nghĩ rồi lại thôi, chăm chú đọc nốt bộ phận bản báo cáo chưa xem. Cẩm Hồ đưa ra đề nghị tham lam với Microsoft làm bên ngoài bàn tán ầm ĩ. Viện nghiên cứu kinh tế Samsung mau chóng tiến hành đi sâu điều tra vụ này. Ái Đạt năm 97 thừa cơ cơn bão tài chính châu Á mua âm nhạc toàn cầu của một công ty Nhật với giá chưa tới 1 triệu đô la Mỹ, sau đó ISS tiếp tục đầu tư thêm 20 triệu đô la Mỹ phát triển. Cuối năm 98, Toshiba và CQ liên hợp đầu tư 60 triệu vào âm nhạc toàn cầu lấy 30% cổ phần, một mặt là để âm nhạc toàn cầu hoàn toàn không lo thiếu vốn phát triển. Mặt khác chói chặt ba doanh nghiệp lớn ePlayer vào âm nhạc toàn cầu. Năm ngoái khi Toshiba và CQ chấp nhận cái giá Cẩm Hồ đưa ra cho 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu đã khiến người trong nghề cảm thấy khó tin. Nhưng suy nghĩ từ góc độ có lợi cho tiêu thụ ePlayer nên chấp nhận chuyện Cẩm Hồ bắt chẹt nho nhỏ, nếu không để Cẩm Hồ bắt chẹt, tương lai càng tổn thất nhiều hơn, nên không phải là khó tưởng tượng. Chưa tới một năm cũng 30% cổ phần đó thôi lại được ra giá gấp 15 lần. Lý Tại Thù không biết lúc này cao tầng Toshiba, CQ đang mừng thầm trong lòng hay là lau mồ hôi mũi. Nếu Microsoft chấp nhận cái giá này, có nghĩa là sau 2 năm đầu tư, Cẩm Hồ thu được siêu lợi nhuận gấp gần 150 lần. Lý Tại Thù đứng nhìn mặt sông, không nói trong một thời gian rất dài, một phần vì tâm lý phản kháng của Lý Hinh Dư, một phần vì con số kinh tế trong báo cáo làm tâm tình hắn rất nặng nề. Báo cáo này tựa hồ chỉ ra rằng, trong những ngôi sao mới đang lên của giới kinh doanh toàn cầu, hắn còn lâu mới được xếp vào trong nhóm nhỏ ưu tú đó. Kim Nam Dũng không nói lời nào, khi bên ngoài đa phần cho rằng sự tham lam của Cẩm Hồ sẽ chọc giận Microsoft thì báo cáo viện nghiên cứu Samsung lại đưa ra kết luận, cái giá 900 triệu đô la Mỹ không phải thái quá. Báo cáo chỉ ra, năm nay ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Hàn không ngừng khơi lên cơn bão bản quyền đã quyết định không gian trưởng thành của âm nhạc toàn cầu. Mặc dù các nhà phá hành truyền thống cũng thu được tiến triển mang tính quyết định, khiến trang web cung cấp âm nhạc miễn phí ở các quốc gia phát triển thu họp, khu vực đó lại là thị trường trọng tâm hiện tại của ePlayer, cho nên hạn chế nghiêm trọng sự tăng trưởng của ePlayer, nhưng do kỹ thuật flash memory ngày càng hoàn thiện, khiến ePlayer có không gian giảm giá lớn, nên thực tế việc tiêu thụ ePlayer không hề ảnh hưởng lớn như tưởng tượng. Chỉ có điều lúc này mọi người đều rất hưởng thụ mức lợi nhuận lớn, nên không vội điều chỉnh giá mà thôi. Trong báo cáo chỉ ra, chỉ cần ePlayer há giá 1/3, lượng tiêu thụ sẽ đạt tới mức tối cao trước cơn bão bản quyền. Chương 1129, bóng dáng to lớn 2. Là một trong ba nhà cung ứng flash memory hàng đầu, kỹ thuật này phát triển tới giai đoạn nào, tất nhiên Samsung nắm rất rõ. Lúc này giá một chiếc ePlayer cả Cẩm Hồ bán tại Bắc Mỹ có giá 699 đô la Mỹ, nếu giá giảm xuống tới 300 đô la Mỹ, cũng không lỗ. Cẩm Hồ nắm quyền chủ động khá lớn, Cẩm Hồ có thể giảm mạnh giá tiêu thụ ePlayer, kích thích thị trường phần cứng tăng trưởng, hy sinh lợi nhuận phần cứng để âm nhạc toàn cầu có không gian tăng trưởng lớn hơn, giá cổ phiếu của âm nhạc toàn cầu tất nhiên sẽ thuyền lên theo nước. Các doanh nghiệp sản xuất máy nghe nhạc số,
trong đó bao gồm cả Samsung trong đó đều không hy vọng giá phần cứng giảm mạnh để tăng trưởng thị trường, trong thời gian ngắn không thể lấy số lượng bù lại lợi nhuận đáng có. Hơn nữa trong giao dịch của cẩm hồ của ePlayer còn cả cấp quyền kỹ thuật ePlayer, có nghĩa là một khi cẩm hồ và Microsoft đạt thành hiệp nghị, thị trường phần cứng ePlayer lại xuất hiện thêm một con cá mập lớn tới tranh ăn. Mặc dù Microsoft còn chưa thể hiện khả năng ở thị trường phần cứng, nhưng trên toàn thế giới có doanh nghiệp điện tử tiêu dùng nào xem thường sự khuếch trương của Microsoft? Mọi quyền chủ động đều nắm trong tay cẩm hồ, Samsung, Toshiba, CQ đều chăm chăm nhìn vào cẩm hồ, xem cẩm hồ cân nhắc lợi ích ra sao. Dù thế nào Toshiba và CQ còn đỡ một chút, bọn họ có cổ phần ở âm nhạc toàn cầu, ít nhất tổn thất lợi nhuận ở phần cứng, có thể bù đắp bằng giá trị cổ phần tăng lên. Kim Nam Dung đứng suy ngẫm về những điểm mấu chốt trong vụ này, vậy là chỉ có Samsung thành đứa con không mẹ, tổn thất lớn từ lợi nhuận tiêu thụ phần cứng mà chẳng có cái gì bù vào. Qua một năm nỗ lực, lượng tiêu thụ ePlayer toàn cầu của Samsung vượt qua CQ đứng vào vị trí thứ 3 có tác dụng gì? Khi cẩm hồ dung hợp mô hình tiêu thụ phần cứng và mạng, Samsung chỉ chú tâm vào phần cứng, đã định sẵn bọn họ vĩnh viễn ở vào địa vị bị động. Lý Tại Thù đột nhiên quay đầu lại, Kim Nam Dũng giật nảy mình, thấy mắt hắn sáng lên, quên cả hỏi hắn nảy ra ý tưởng gì. Chuyện Microsoft tiến vào chúng ta không thể ngăn cản được nữa, so với hệ họ hợp tác với cẩm hồ, vì sao chúng ta không chủ động một chút? Lý Tại Thù nói đầy khí phách, siết chặt nắm đấm đấm vào bàn tay còn lại, nhìn quy mô thị trường của ePlayer mỗi ngày một lớn, cảm giác sợi dây thừng cẩm hồ thắt trên cổ càng ngày càng chặt. Phục chế âm nhạc toàn cầu sao? Kim Nam Dũng hỏi lại. Mặc dù có hơi khó khăn, nhưng thế nào cũng tốt hơn chúng ta bị cẩm hồ siết cổ, Microsoft bị cẩm hồ bắt chẹt 900 triệu. Lý Tại Thù nói chắc chắn. Nếu chúng ta hợp tác với Microsoft, cẩm hồ liền chủ động giảm giá với Microsoft thì sao? Kim Nam Dũng liếc nhìn Lý Hinh Dư. Lý Hinh Dư mím môi không nói chuyện, cô chỉ vờ suy nghĩ để không khí không quá gượng gạo. Cẩm hồ mà chủ động giảm giá, với chúng ta mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Lý Tại Thù càng nói càng tự tin. Lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phần giảm thiểu, cẩm hồ sẽ không thể giảm lợi nhuận tiêu thụ phần cứng quá nhiều, sẽ phải hoãn lại quá trình giảm giá ePlayer. Khiến cẩm hồ thu được ít tiền hơn, nói thế nào cũng không phải là một chuyện xấu. Kim Nam Dũng cảm thấy Lý Tại Thù nói rất có lý, nhưng chuyện như thế thì quá đơn giản, chẳng lẽ cẩm hồ khi ra giá cao thế, không suy tính tới khả năng chọc giận Microsoft khiến bọn họ thừa cơ sao? Những thứ nghĩ không thấu thì đành chịu. Chỉ có thể căn cứ vào tình hình phán đoán sự việc, hơn nữa bọn họ cũng chỉ có thể đề xuất ý kiến với tổng bộ có tiếp nhận hay không là chuyện khác, tổng bộ mà tiếp nhận, quá nửa cũng sẽ do công ty ở Mỹ chấp hành. Kim Nam Dung chỉ thắc mắc không biết Chỉ Tá Tú Tàng có suy nghĩ gì về việc này. Chỉ Tá Tú Tàng cũng đang ở Kiến Nghiệp, hắn được mời tới tham gia lễ hoàn công công trình chủ thể Nét Hoa Hạ tại Kiến Nghiệp. Thị trường tinh viên châu Á còn chưa tới lúc hồi sinh. Trừ số ít nhà máy tinh viên có thể no bụng, như nét ngay nhà máy ở Nhật sản năng còn dư thừa tất nhiên không phân chia nghiệp vụ cho phía bên này, đại đa số mọi người đều cho rằng Nét Hoa Hạ nên tạm hoãn đi vào sản xuất tránh thua lỗ lớn. Chỉ Tá Tú Tàng vốn không muốn xuất hiện trong buổi lễ này, nhưng nếu hắn không ra mặt cổ vũ cho Nét Hoa Hạ, không biết nó sẽ còn bị Trung Tinh Vi Tâm áp chế tới mức độ nào. Hắn nhận được tin tức. Chính quyền Mỹ cũng hy vọng sớm thúc đẩy Trung Quốc gia nhập WTO để đạt thành hiệp nghị Trung Mỹ. Chính quyền Mỹ hy vọng Trung Quốc có nhượng bộ nhiều hơn trong việc mở cửa thị trường nội địa, vì rất có khả năng bọn họ nới lỏng tiêu chuẩn ti chuyển nhượng kỹ thuật cho Trung Tinh Vi Tâm. Đây là cục diện mà các doanh nghiệp điện tử Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc không muốn nhìn thấy. Một khi việc chuyển nhượng kỹ thuật qua được sự thẩm tra của chính quyền Mỹ, trình độ chế tạo của Trung Tinh Vi Tâm trong thời gian ngắn tăng thêm 2 bậc, mà cẩm hồ đứng sau mấy năm qua có tốc độ trưởng thành kinh người như thế, gần như có thể khẳng định. Một khi chuyện chuyển nhượng kỹ thuật này được thông qua, sẽ ảnh hưởng toàn bộ sản nghiệp điện tử ở châu Á. Một số cơ sở sản nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan bị ép phải di chuyển sang có chi phí lao động thấp hơn, nguồn nhân lực phong phú hơn, như Trung Quốc, Việt Nam. Bất kể là góc độ hiện thực hay là ân oán cá nhân, Chỉ Tá Tú Tàng đều muốn thúc đẩy Nét Hoa Hạ đi vào sản xuất. Nét Hoa Hạ có lỗ hay không hắn cũng chẳng quan tâm, phía Nhật đâu phải gánh tổn thật gì, nếu Nét Hoa Hạ thua lỗ. Trung Tinh Vi Tâm lãi lớn, hắn cũng chẳng lo nó bị cẩm hồ thôn tính, vì hắn hiểu quan viên Trung Quốc, vì thể diện bọn họ nhất định bắt Nét Hoa Hạ cầm cự, nói cho cùng có thua lỗ cũng có phải là đám quan viên đó móc túi ra bù đâu, thiệt hại là của người dân Trung Quốc. Mang cái thâm tư như thế,
chỉ tá Tú Tàng phô trương tới tham gia lễ hoàn công, còn kéo cả một vài nhân vật trọng yếu của NEC tới, nhiệt tình điều hòa giữa các bên, để NEC hứa sẽ đưa một số đơn đặt hàng của NEC cho NEC Hoa Hạ, thế nào cũng phải để chúng nếm được chút mật ngọt. Trước khi lên máy bay tới kiến nghiệp thì chỉ tá Tú Tàng mới hay tin về đề nghị tham lam của Cẩm Hồ với Microsoft, lúc đó hắn sững sờ, không hiểu vì sao Cẩm Hồ dám nói ra cái giá đó, tới kiến nghiệp 2 ngày, tập trung nguồn tin các nơi lại, mới làm rõ ràng được. Chính vì đã hiểu rõ cho nên mới càng đau đầu, lúc tham gia lễ điển của NEC Hoa Hạ, mặc dù chỉ tá Tú Tàng miệng cười, nhưng mày nhíu chặt. 20 năm qua, thị trường máy nghe nhạc cầm tay luôn là thiên hạ của xí nghiệp điện tử Nhật. Tính tổng số máy mà Sony tiêu thụ được trên toàn cầu cho tới nay đã gần 200 triệu chiếc. Sony có thể leo lên ngai vàng sản nghiệp điện tử tiêu dùng toàn cầu là nhờ cống hiến cực lớn của máy nghe nhạc cầm tay. Trước khi Cẩm Hồ đưa ra ePlayer, xí nghiệp điện tử Nhật Bản chưa bao giờ suy tính tới khả năng một doanh nghiệp nào nước ngoài có thể xen vào thị trường này. Đầu năm 98, khi Cẩm Hồ đưa ePlayer vào thị trường Nhật, trừ Toshiba, tất cả doanh nghiệp Nhật đều không thèm để ý. Toshiba kết minh với Cẩm Hồ cũng chẳng làm bọn họ thay đổi thái độ, tới cuối năm 98, khi tổng lượng tiêu thụ ePlayer ở Bắc Mỹ vượt qua MD, các xí nghiệp Nhật mới cuống lên. ePlayer có thể quật khởi nhanh chóng, có liên quan tới việc tải được âm nhạc miễn phí trên mạng, Sony và các doanh nghiệp khác nhìn rõ điều này, nên muốn ra tay từ phương diện đó để vãn hồi cục diện. Chương 1130, vì sao dám hét giá 900 triệu? 1. Sony là một trong bốn nhà phát hành âm nhạc lớn trên thế giới, cấp quyền tiêu thụ âm nhạc bản quyền cho âm nhạc toàn cầu cũng là âm nhạc thuộc sở hữu của Sony, vì thế mà Sony không tiện ra mặt kiện Cẩm Hồ xâm phạm bản quyền, IAA là đại biểu tốt nhất. Chẳng ngờ, tưởng lấy IAA có thể dọa Cẩm Hồ rút lui khỏi Bắc Mỹ, vậy mà các doanh nghiệp kinh doanh trên Internet thế lực tư bản mới lại ngả theo phía Cẩm Hồ, khiến danh tiếng của thương hiệu IDEA tăng vọt. Lượng tiêu thụ ePlayer tăng lên theo, từ tháng 3 lượng tiêu thụ máy nghe nhạc của doanh nghiệp Nhật bắt đầu có sụt giảm nhỏ. Sony và IAA cuống cả lên, điều chỉnh sách lược, đem kiện cáo xâm phạm bản quyền chĩa vào các doanh nghiệp cung cấp nguồn âm nhạc miễn phí. Không chỉ IAA, Sony có thể quang minh chính đại ra trận, phát động hơn 10 vụ kiện ở Nhật. Lần này thì bọn họ đánh đúng chỗ rồi, sau khi nguồn cung âm nhạc miễn phí giảm mạnh, lượng tiêu thụ ePlayer đang tăng vòn vọt tạm thời chứng lại. Chỉ tá Tú Tàng hiểu rõ ngọn ngành toàn bộ sự việc này, còn dùng thế lực của Mitsui ngầm hỗ trợ, nhìn thấy lượng tiêu thụ của ePlayer bị chấn áp, bọn chúng đều cho rằng trận chiến đầu tiên đã thắng. Trung Thôn Dụ Chi người ra mặt cho phía Sony ở việc này thì nhìn sự việc theo lập trường Sony, chỉ tá Tú Tàng xen lẫn ân oán cá nhân. Ai ngờ khoái cảm chiến thắng chưa duy trì được một tháng đã bị đánh tan, phát hiện ra thắng lợi chỉ là nhầm tưởng. Áp chế được lượng tiêu thụ của ePlayer. Nhưng các trang web âm nhạc trực tuyến bị Sony thanh trừng, khiến giá trị thị trường của âm nhạc toàn cầu tăng vọt, đó mới là chỗ dựa căn bản để Cẩm Hồ dám lớn tiếng báo một cái giá không tưởng với Microsoft, tính ra Cẩm Hồ phải cám hơn Sony nhiều. Từ đầu tới cuối Cẩm Hồ đều hưởng lợi lớn, nghĩ thấu điều này, chỉ tá Tú Tàng uất tới hộc máu. Điều đầu tiên chỉ tá Tú Tàng nghĩ tới cũng là phá hỏng giao dịch giữa Cẩm Hồ và Microsoft. Toshiba và Samsung tham dự trận doanh của ePlayer đã khiến doanh nghiệp Nhật mất đi ngôi vương ở thị trường máy nghe nhạc cầm tay rồi, giờ có thêm Microsoft chẳng phải mọi nỗ lực trước kia của hắn đều uổng phí. Trong mắt chỉ tá Tú Tàng, Cẩm Hồ quật khởi 5 năm qua hoàn toàn là được hưởng bóng mát từ cây đại thụ Ti, chưa nói đâu xa, không có Ti, Trung Tinh Vi Tâm muốn bằng vào năng lực của mình nâng cao trình độ chế tạo tinh viên mất 10 năm nữa, nếu để Cẩm Hồ dựa vào được Microsoft, còn khủng khiếp tới cỡ nào. Kết thúc buổi lễ, mọi người hàn huyên qua loa rồi chuẩn bị qua cầu. Lúc tới đây, Vương Hải Thúc theo đằng sau, xe phải đỗ ngoài bãi, khi rời đi, phải nhường các quan viên và đại biểu phía Nhật đi trước, hắn ngồi trong xe, nhìn từng chiếc xe nối đuôi nhau đi qua. Lúc này Vương Hải Thúc mới chú ý tới phía trước là cơ sở sản xuất màn hình LCD của Cẩm Hồ, khởi động xe, theo đoàn xe qua Nhị Kiều, còn có thể nhìn thấy một góc của Trung Tinh Vi Tâm, quay đầu lại đằng sau, chỉ có vài cỗ xe đi sau mày. Bất kể nói thế nào thì mình cũng đã chen chân vào hàng ngũ những người thực sự thao túng thế giới này rồi, hắn nghĩ như thế. Di động trên bảng điều khiển rung lên, Vương Hải Thúc cầm lấy xem, là điện thoại của Lâm Tuyết. Anh cùng tôi tới sân bay tiễn người, chỉ tá Tú Tàng hôm nay không rời kiến nghiệp, thư ký của hắn gọi điện, nói muốn gặp nhau tối nay. Ở kiến nghiệp số người Nhật thường trú lên tới 12.000 người, vì thế ngõ Trường Thanh có rất nhiều CLB, quán bar, quán rượu kiểu Nhật. Hết sức phồn vinh.
Nơi này thường chỉ tiếp khách Nhật, hoặc là khách do người Nhật mời. Tạ Kiếm Nam đỗ xe trước quán rượu Tiên Thai, bảo lái xe đỗ xe xa xa một chút, nhìn thấy đám gái gọi rượu hai bên cửa dùng thứ tiếng Nhật không sói chào hỏi, hắn cau mày lại. Xin lỗi, nơi này không tiếp đãi người Trung Quốc. Tên giám đốc tựa hồ nhìn thấu thân phận của hắn, chạy ra ngăn cản. Tạ Kiếm Nam muốn quay người bỏ đi ngay, so với người Nhật Bản, cái bản mặt đám nô tài Trung Quốc này càng làm người ta căm ghét hơn. Hắn hít một hơi lấy lại bình tĩnh, thong thả nói, tôi là khách chỉ tá Tú Tàng mời tới đây. Hắn cố ý gọi thẳng tên chứ không dùng cách xưng hô tôn kính. À, là khách của ngài chỉ tá. Tên giám đốc nhiệt tình hẳn lên, tôi dẫn anh tới đó. Tạ Kiến Nam cởi giày trước cửa phòng bao, nhân lúc đó quan sát người trong phòng, Lâm Tuyết, Vương Hải Túc, Chu Hưng Đông, cả Nghiêm Văn Giới không tham gia buổi lễ ban sáng cũng có mặt, không hiểu hắn tới lúc nào. Bên phía Nhật Bản có chỉ tá Tú Tàng, Tiểu Trạch Hùng của Nét, Trung Thôn Dụ Chi Củ Sony, toàn là khuôn mặt quen thuộc. Chỉ tá Tú Tàng không rời Kiến Nghiệp mà ở lại mời tiệc mọi người, đúng là khiến người ta phải nghi ngờ. Tạ Kiếm Nam đi vào nói, có chuyện đột xuất nên tới trễ, xin lỗi mọi người. Chúng ta bắt đầu thôi. Chỉ tá Tú Tàng vỗ tay, rèm cửa trong phòng vén lên, một hàng thiếu nữ mặc kimono đi vào, tới bên từng người dùng tiếng Nhật chào hỏi, rót rượu. Tạ Kiếm Nam đưa chén rượu trên môi, nhưng mắt quan sát người ngồi quanh, đều là những kẻ bị khả năng hợp tác giữa Cẩm Hồ và Microsoft dọa cho sợ vỡ mật. Tạ Kiếm Nam lại nhìn Chu Hung Đông, tên hoàn khố kinh thành tới Kiến Nghiệp này đang cau mày, hắn đang nghĩ gì không biết. Khoa Vương muốn tồn tại bị ép phải chấp nhận việc NEC và Hoa Hạ đầu tư, lúc này Chu Hưng Đông đại biểu Hoa Hạ đảm nhận vị trí BQT của Khoa Vương. Có phục vụ tiếp rượu ở đây, theo thông lệ mọi người chỉ uống rượu, tán chuyện gió chăng không nói chuyện khác. Tạ Kiếm Nam thực sự nghĩ không thông vì sao NEC Hoa Hạ lại vội đi vào sản xuất, hoàn cảnh ác liệt như thế, đi vào sản xuất cũng có nghĩa là lỗ lớn, Trung Tinh Vi Tâm cũng nhờ Cẩm Hồ cung cấp thị trường nội địa cho nên mới đứng vững chân được. Chu Hưng Đông thấy Tạ Kiếm Nam nhìn mình, cười miễn cưỡng, giơ lý rượu lên mời. Hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật giữa Cẩm Hồ và Ti luôn là tiêu điểm mọi người chú ý, NEC Hoa Hạ đi vào sản xuất, trừ được chỉ tá Tú Tàng hứa giải quyết đơn đặt hàng, nguyên nhân cốt tử là nằm ở đó. Khi cái hiệp nghị kia được chính quyền Mỹ thông qua, có nghĩa là cảnh cửa phong tỏa kỹ thuật đã hé mở, Hoa Hạ NEC muốn có được kỹ thuật cùng quy cách từ Nhật cũng không khó, tới lúc đó Trung Tinh Vi Tâm có kỹ thuật của Ti. NEC Hoa Hạ có kỹ thuật của xí nghiệp Nhật, TW sẽ ngả về phía ai là chuyện quá hiển nhiên. Cho nên NEC Hoa Hạ nhất định đánh liều tiến tới, nếu không đến lúc đó lấy cớ gì để cướp được ưu đãi chính sách ngả về phía Trung Tinh Vi Tâm. Không có ưu đãi chính sách, Trung Tinh Vi Tâm dù có được kỹ thuật của Ti thì cũng lấy gì huy động vốn xây nhà máy mới. Tuy nói thị trường chip cơ sở đang sa sút, nhưng các doanh nghiệp chip có thực lực của Âu Mỹ đều nhân cơ hội đáy vực này khuếch đại sản lượng, làm chi phí chế tạo không ngừng tăng lên. Trung Tinh Vi Tâm muốn đầu tư một nhà máy chế tạo chip 25 micron, hiện 1,4 tỷ đô la Mỹ là đủ xây dựng 6 dây chuyền sản xuất, sang năm sau 1,4 tỷ đô la Mỹ chỉ đủ xây 4 dây chuyền chính sách thôi. Trung Tinh Vi Tâm lại liền một lần có hai kỹ thuật lớn từ Ti, chi phí còn tăng vọt. Không có chính sách TW hỗ trợ, tỉnh Đông Hải dù có dốc toàn lực hỗ trợ Cẩm Hồ cũng chẳng giúp được mấy. Tổng quy mô vốn vay tỉnh Đông Hải năm 98 còn chưa tới 70 tỷ, nơi cần hỗ trợ vốn quá nhiều, cho dù có tiền dư cũng phải ưu tiên liên hợp tỉnh Giang Nam hỗ trợ cảng Đông Sơn, cho hạng mục siêu cấp cơ sở sản xuất sắt thép có sản lượng 14 triệu tấn. Vì nhắm chúng vào điểm yếu của Cẩm Hồ về huy động vốn, nên Hoa Hạ mới liều mình thúc đẩy NEC Hoa Hạ đi vào sản xuất. Chương 1131, vì sao dám hét giá 900 triệu? 2. Chỉ tiếc rất tính kế có tinh vi đến đâu cũng không theo kịp tình thế thay đổi, đó là khả năng hợp tác giữa Cẩm Hồ và Microsoft. Theo kế hoạch định sẵn, hôm nay về Bắc Kinh, nhưng được chỉ tá Tú Tàng thông báo tụ họp, xem có biện pháp gì kiềm chế Cẩm Hồ, cứ để Cẩm Hồ đi lên thế này, cuộc sống của bọn chúng sẽ ngày một khó khăn. Chu Hưng Đông biết vì sao Nghiêm Văn Giới lại ngồi đây, cơ sở sản xuất sắt thép 14 triệu tấn kia sẽ trực tiếp cạnh tranh mạnh mẽ với tập đoàn sắt thép Văn Chu thuộc hệ Hoành Tín. Nghiêm Văn Giới càng hy vọng nhìn thấy Cẩm Hồ xa lầy vào thiếu hụt tài chính, làm trì hoãn xây dựng cơ sở sản xuất sắt thép này, như thế mới hợp tâm ý của hắn. Không ngờ Cẩm Hồ dám há miệng đòi 900 triệu đô la Mỹ của Microsoft, điều này làm người ta nghe thôi đã giật mình. Nghiêm Văn Giới ngoại từ cảm thấy khó tin, một mặt khác cũng nghĩ, điều này chứng minh, công nghệ mới ở mặt thao tác vốn có thể làm nên chuyện lớn.
Trước đó ai ngờ Côn Đằng Online vận hành thua lỗ lên sàn giao dịch Nasdaq, giá trị tăng lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ, ai mà tin Amazon luôn thua lỗ giá trị có thể tăng lên tới 30 tỷ đô la Mỹ. So với giá trị của Amazon, tựa hồ cái giá của Cẩm Hồ đưa ra không phải là quá. Nghiêm Văn Giới nghĩ, chẳng lẽ bước tiến của mình còn quá nhỏ? Cao Khoa Khoa Vương mua một tòa nhà 12 tầng xây dựng ở bờ Đông Yến Quy Hồ làm trung tâm nghiên cứu thiết kế. Từ trung tâm đi ra, có một con đường dài men hồ, đi bộ chừng 7, 8 phút là có thể về Yến Viên. Ở Kiến Nghiệp Trần Tĩnh thích sáng sớm đi qua con đường dợp bóng cây này tới công ty, rồi chập tối lại đi về Yến Viên, dưới ánh trăng êm dịu, đi trong không gian xanh u tĩnh này, cảm giác hết sức dễ chịu. Cẩm Hồ thực sự ra giá 900 triệu với Microsoft sao? Trần Tĩnh quay đầu nhìn Trương Khắc hỏi. Microsoft béo mẫm như thế, lại tự tới tận cửa, không há miệng ngoạm một miếng, chẳng phải có lỗi với chú Bill sao? Trương Khắc đùa. Trần Tĩnh nhoẻn miệng cười, thật là có cướp tiền cũng đâu thể cướp như thế chứ. Ra giá trên trời, trả giá dưới đất thôi, làm thế này là để một số kẻ nhốn nháo, ai thực sự tin Microsoft đồng ý với cái giá chúng tôi đưa ra. Bản thân anh cũng không tự tin sao? Trần Tĩnh đầu hơi ngoẹo sang, trước mặt Trương Khắc cô không còn cần che giấu những động tác của cô gái nhỏ nữa, trong bóng đêm u mê, đôi mắt sáng thật quyến rũ, cánh môi như cũng ánh lên sắc thái hồng nhuận mời gọi. Tự tin phải xem là nói từ phương diện nào chứ? Trương Khắc vòng tay sau lưng vừa đi vừa thoải mái nói, từ lập trường của chúng tôi mà nói thì đúng là quá tham lam, hơn nữa kẻ muốn phá hoại thành đằng sau cũng nhiều, hy vọng thành công rất mong manh. Nhưng cô đã bảo giờ suy nghĩ ở dưới góc độ của chú Bill chưa? Chú Bill, Trần Tĩnh thấy Trương Khắc xưng hô với Bill Gates như thế thì không nhịn được cười, thích thú học theo, vậy chú Bill sẽ nghĩ gì? Một số nhà kinh tế học đang hô hào cảnh giác với kinh tế Internet có vấn đề bong bóng hóa nghiêm trọng, Microsoft hẳn cũng có đánh giá tương quan rồi, chú Bill đâu phải là người bị bong bóng Internet làm đầu óc mê muội, nếu không Microsoft đâu có địa vị bá chủ ngày hôm nay. Trương Khắc hỏi lại. Microsoft lựa chọn thời cơ này tiến vào thị trường điện tử tiêu dùng, cô thử đoán xem, rốt cuộc bọn họ xuất phát từ suy tính gì. Có người đi qua bên cạnh, Trần Tĩnh nhường đường, đi gần thêm Trương Khắc thêm một chút, thế rồi không nỡ trở lại vị trí cũ nữa, gần như ngửi thấy mùi mồ hôi nam nhân, cảm giác được hơi thở của Trương Khắc phả lên môi mình, chỉ muốn tới gần hơn chút nữa, ôm cánh tay y, nép mình bên cạnh như Đường Thanh hay làm, nhưng lúc này người ra ngoài tản bộ rất đông, chỉ đành kiềm chế. Bàn việc một cách nghiêm chỉnh, một con quái vật khổng lồ mỗi năm lãi ròng lên tới 8 tỷ đô la Mỹ, trong đầu nghĩ cái gì làm sao mà tôi đoán được. Nếu tôi đoán, tôi nói 900 triệu đô la Mỹ với Microsoft chỉ như cọng lông. Trần Tĩnh bề ngoài tỏ vẻ nghiêm túc, bên trong càng muốn giả ngốc, lời nói rất trẻ con. Trương Khắc mỉm cười, tầm mắt dừng ở sống mũi thẳng xinh xinh của cô, bệnh cũ tái phát cúi đầu nhìn vào chỗ không nên nhìn của con gái nhà người ta, qua chiếc áo sơ mi mềm. Y có thể nhìn thấy hai gò núi tròn căng đầy dụ hoặc, dù cách lớp áo mỏng đường nét lung linh đó vẫn hết sức sống động. Muốn đưa tay ra nắm tay Trần Tĩnh, nhưng không nắm được, từ chỗ dễ có một vợ chồng tản bộ buổi tối bên hồ đi tới, hắn thuận tay đưa lên sờ mũi, khoanh trước ngực, cả hệ thống sản nghiệp của Microsoft cơ bản ở trong hoàn cảnh ứng dụng kín, phần mềm của Microsoft gần như chỉ hoạt động trên hệ điều hành Windows, nghiệp vụ trình duyệt web, MSN chỉ có thể coi là nghiệp vụ phụ. Bọn họ tiến vào thị trường máy nghe nhạc số và thị trường âm nhạc, hoặc là dùng ưu thế hệ điều hành Windows phát triển sản phẩm phụ kiếm lợi, hoặc phát triển sản phẩm mới củng cố địa vị thống trị của hệ điều hành Windows. Không có khả năng đột nhiên phá vỡ hoàn cảnh ứng dụng khép kín vốn có tiền vào thị trường mới. Trần Tĩnh hơi cong môi, suy nghĩ rồi nói, anh nói việc này có tác dụng xúc tiến địa vị lũng đoạn của hệ điều hành Windows. Có khả năng này, Trương Khắc gật đầu, ở lĩnh vực âm tần. MP3 chiếm địa vị tuyệt đối, mặc dù chúng ta biết định dạng âm nhạc này không phải phương án tối ưu, nhưng ai muốn phát triển định dạng thay thế nó lại không phải chuyện đơn giản. Từ người dùng quen thuộc, nó cũng dính líu tới quá nhiều tập đoàn lợi ích, tôi nghĩ dù là Microsoft có muốn phổ biến định dạng nhạc mới, cũng rất khó. Trần Tĩnh mắt sáng lên, đưa tay ra vén mái tóc, buổi chiều buồn ngồi tán gẫu với Từ gia, vì sao 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu đáng giá 900 triệu đô la Mỹ? Chúng tôi tính tải một bài hát 99 xu, trong đó 60 xu trả cho doanh nghiệp cấp phát, còn lại chỉ có 39 xu, trong đó 20 xu là lợi nhuận thuần, tính trung bình mỗi năm một người tải 50 bài hát, âm nhạc toàn cầu nếu phát triển tới 10 triệu người dùng. Giả bộ thở dài, tiền trên đời bị Cẩm Hồ cướp hết rồi sao ấy?
hiện số hộ dùng âm nhạc toàn cầu còn có khoảng cách không nhỏ mới được 1 triệu, cho dù không gian trưởng thành rất lớn, 30% cổ phần hết giá 900 triệu hơi quá đáng. Thực tế cẩm hồ trói buộc ePlayer vào âm nhạc toàn cầu, thực tế có điều kiện ở lĩnh vực âm nhạc Internet, có thể khai phát định dạng âm nhạc mới hoàn toàn thay thế địa vị của MP3. Tài nguyên Internet luôn chảy từ lĩnh vực thu phí sang lĩnh vực miễn phí, chỉ cần âm nhạc toàn cầu chiếm cứ vị trí có lợi, định dạng âm nhạc mới chiếm cứ địa vị chủ đạo không phải chuyện khó. Chưa nói tới khoản phí sử dụng khổng lồ, một định dạng mới được số đông chấp nhận nối liền với môi trường khép kín của hệ điều hành Windows, chắc chắn sẽ củng cố địa vị lũng đoạn của Microsoft. Chẳng trách bên ngoài xôn xao ầm ĩ, mà Microsoft lại giữ im lặng bất ngờ, chưa có thái độ gì, nếu Microsoft không có tâm tư này, e là đã công khai trả lời với báo chí rồi. Trần Tĩnh rất vui khi nghe Trương Khắc giải thích nghi hoặc trong lòng mình, cảm giác được tin tưởng làm người ta thỏa mãn hơn bất kỳ việc gì. Yến Viên đã ở trước mặt, đêm chưa khuya, có rất nhiều nhà khoa học, kỹ sư của vườn sồi đưa con cái ra đây tản bộ, bọn họ chủ động chào hỏi, Trương Khắc và Trần Tĩnh dù tình trạng ý thiếp đều muốn cả, nhưng đành vờ nghiêm túc bàn công việc. Hoàng hôn Trương Khắc đặc biệt bỏ thời gian tới trung tâm nghiên cứu của Cao Khoa KV, xem tình hình phát triển di động mới của bọn họ. Nếu công tác các phương diện đều thuận lợi, Cẩm Hồ, Cao Khoa KV, Liên Tín sẽ cùng đưa ra di động trong nước thực thụ ở phân khúc tầm thấp, với giá dưới 1.500 tệ, thực hiện sản xuất trong nước triệt để, lần đầu tiên đem di động trong nước giảm xuống giá dưới 200 đô la Mỹ. Chương 1132, vì sao dám hét giá 900 triệu? 3. Công năng của máy di động mới khá sơ sài, điều này cần trình độ kỹ thuật hạch tâm nâng cao mới dần cải thiện được. Đơn giản hóa ngoại hình dễ hơn một chút, ít nhất không còn nặng như 2 năm trước nữa. Ngoài ra yêu cầu lớn nhất của Trương Khắc là phải bền. Xem xét tình hình xong, Trương Khắc đi bộ tiến Trần Tĩnh về Yến Viên, trung tuần tháng 10, ban ngày nhiệt độ cao nhất chỉ có 25 độ, mặc áo đơn rất thích hợp, tới tối, đặc biệt đi bên hồ lộng gió thì tha hồ run cầm cập. Trần Tĩnh mặc choàng áo khoác của Trương Khắc, đi tới cổng Yến Viên mới cởi áo trả Trương Khắc, quyến luyến vẫy tay tạm biệt. Yến Viên gần như là hậu viện của vườn sồi, đa phần nhân viên nghiên cứu cao cấp ở đây, đều nhận ra Trương Khắc, y có mặt dày tới đâu cũng chẳng dám theo Trần Tĩnh đi vào, nhìn cô thở nhẹ một hơi mỉm cười, đưa tay ra hiệu gọi điện thoại, rồi đi về ngõ học phủ, lái xe buồn chán đi theo sau. Khi Trương Khắc tới chung cư thanh niên, vừa vặn Lý Hinh Dư ôm hai chồng sách trước ngực cũng đi vào. Á, Lý Hinh Dư dừng bước, không đi tới phía Trương Khắc mà ra hiệu cho y đi trước. Thay đổi này là sao thế? Trương Khắc đứng lại đợi Lý Hinh Dư, cười hỏi cô. Lý Hinh Dư do dự một lúc mới dẩu môi đi về phía Trương Khắc, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, cùng Trương Khắc sóng vai đi vào chung cư, đứng đợi thang máy, nhưng không nói chuyện với y. Có phải Samsung có âm mưu quỷ kế gì, vừa vặn cô biết, cảm thấy không nói cho tôi biết sẽ rất áy náy không? Lý Hinh Dư mím môi nói, anh rất thông minh, thử đoán xem bọn họ có âm mưu quỷ kế gì với Cẩm Hồ. Trương Khắc mỉm cười hỏi, chuyện làm Samsung ngứa mắt nhất là Cẩm Hồ muốn bắt chẹt của Microsoft 900 triệu đô la Mỹ, bọn họ muốn phá đám chứ gì? Anh tự đoán ra đấy nhé, không liên quan gì tới tôi đâu. Trương Khắc thấy Lý Hinh Dư vẫn né tránh ánh mắt mình, lại nói, kế hoạch phá hoại của một số kẻ, e không được cha cô phê chuẩn đâu. Nghe Trương Khắc nói thế, Lý Hinh Dư mới chăm chú nhìn y, nở nụ cười cực kỳ ngọt ngào, thì ra trong lòng anh hiểu cả. Kế hoạch một số kẻ báo lên bị cha tôi phủ quyết, có điều không giải thích nguyên nhân vì sao, một số kẻ nghĩ không thấu còn đang gãi đầu gãi tai. Nghe khẩu khí của Lý Hinh Dư, một số kẻ, đúng là Lý Tại Thù, Trương Khắc không ngờ Lý Kiện Hy nhìn thấu triệt như thế, ePlayer trói chặt vào âm nhạc toàn cầu, mô hình này có khả năng đưa ra tiêu chuẩn định dạng âm nhạc mới, như thế âm nhạc toàn cầu càng lớn càng tốt, càng lũng đoạn càng tốt, không nên lập nên một trang web khác đối kháng cao độ với âm nhạc toàn cầu. Từ ý nghĩa này mà nói, sự hợp tác giữa Cẩm Hồ và Microsoft không phải ai muốn phá cũng phá được, Samsung muốn phá đám, sẽ bị chính Microsoft phản cảm. Khi người trong nghề trố mắt, giới truyền thông chất vấn Cẩm Hồ, một số kẻ lo sợ, một số hả hê đợi xem trò hay thì Microsoft không nổi giận phất tay bỏ đi như trong tưởng tượng mà im lặng liền 10 ngày, sau đó Microsoft mở họp báo tuyên bố cùng thương vụ Cẩm Hồ chính thức đàm phán thương nghiệp về vấn đề chuyển nhượng cổ phần. Thái độ của Microsoft làm công chúng, truyền thông tới cả chuyên gia, người trong nghề, học giả kinh tế đều kinh ngạc, trong suy nghĩ của bọn họ Cẩm Hồ tham lam tới mê muội như thế, Microsoft phải giáo huấn cái công ty Trung Quốc không biết tốt xấu này,
sao lại ngồi xuống đàm phán chứ? Một thời gian không lâu trước đó, khi Amazon muốn mua toàn bộ cổ phần của âm nhạc toàn cầu, tuyên bố trên Internet toàn bộ cổ phần của nó đáng giá 400 triệu đô la Mỹ, tất cả mọi người cho rằng Amazon đánh giá toàn vẹn rồi, với mức giá này Cẩm Hồ cũng lãi không ít. Ai mà ngờ được Cẩm Hồ thẳng thừng từ chối cái giá của Amazon, rồi sau đó báo một cái giá điên khủng với Microsoft, đem toàn bộ cổ phần của âm nhạc toàn cầu đẩy lên tới giá trị 3 tỷ đô la Mỹ. Bất kể thế nào, cho dù đàm phán còn phải đi một chặng đường nữa, Microsoft đưa ra tuyên bố công khai đủ gây ảnh hưởng cực lớn. C. Q cở hữu 10% của âm nhạc toàn cầu, ngay trong ngày Microsoft đưa ra tuyên bố, giá cổ phiếu của C. Q tăng lên 13%. Nếu như giao dịch giữa Cẩm Hồ và Microsoft đạt thành, tài sản của C. Q sẽ tăng thêm gần 300 triệu đô la Mỹ, đây tuyệt đối là kích thích lớn với lợi nhuận dòng năm 98 chỉ có 200 triệu đô la Mỹ của họ. Toshiba cũng đón nhận ảnh hưởng của tin tức này, giá cổ phiếu của họ trên TTCK Tokyo có tăng trưởng nhìn thấy, nhưng ảnh hưởng kém hơn của C, Q nhiều, dù sao C, Q mới nổi đâu thể so được với Toshiba. Làm người ta cảm thấy khó tin nhất là cổ phiếu công ty công nghệ trong nước đồng loạt tăng trưởng, gần 50 công ty cổ phần tăng giá tới 5%, cổ phiếu Hải Thúc một lần nữa tăng giá liên tục cho tới khi đóng cửa. Trong vòng nửa năm cổ phiếu của Hải Thúc tăng lên gấp 9 lần. Chỉ có điều giá cổ phiếu của cái xác chế dược Giang Nguyên thấp quá, dù tăng 9 lần thì tổng trị giá vẫn chỉ có 3.2 tỷ. Mặc dù giới truyền thông và cơ cấu bình luận chứng khoán trong nước ra sức thổi phồng cổ phiếu của Hải Thúc còn xa mới đạt vị trí đáng có, thổi phồng không gian và tiềm lực của sản nghiệp công nghệ mới, nhưng không phải không có những lời nghi ngờ. TT Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ thông qua Côn Đảng Online đưa ra bài viết nói xí nghiệp Internet trong nước phần đông thiếu cơ sở thực tế chống đỡ, có xu thế bong bóng hóa. Trước giờ TT Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ luôn ẩn sau màn, cung cấp tư vấn hỗ trợ sản nghiệp, thành quả nghiên cứu chỉ lưu truyền trong nội bộ, rất ít công khai với bên ngoài, đây là lần đầu tiên đưa ra báo cáo nghiên cứu kinh tế mang tính chu kỳ với báo chí, công chúng chẳng biết TT Nghiên cứu Cẩm Hồ là cái củ cái gì. Con mẹ nó chứ, chuyện này là sao? Một cái trang web rách nát ở Bắc Mỹ dám hét giá 900 triệu đô la Mỹ với Microsoft. Vậy mà trong nước lại nói bong bóng kinh tế. Đúng là loại làm gái điếm còn muốn lập bia trinh tiết. Lâm Tuyết ném tờ báo lên bàn làm việc của Vương Hải Túc, xoay người ngồi lên cửa sổ, ánh mắt trời phủ lên làn da như tuyết của cô ta. Vương Hải Túc hoảng sợ đứng dậy, mặc dù Lâm Tuyết đứng dưới ánh mặt trời đẹp mê hồn, nhưng Vương Hải Túc tuyệt đối không dám coi cô ta như một cô gái xinh đẹp bình thường mà ngắm nhìn. Cầm lấy tờ báo xem, thì ra là nó, đêm hôm qua hắn đã đọc ở trên Côn Đằng Online rồi, đọc sóng rất rối rắm. TT Nghiên cứu Cẩm Hồ gần như chẳng có sức ảnh hưởng gì trong nước, nhưng không ngờ chứng khoán Thượng Hải lại cho đăng nguyên văn bài viết này ở trang đầu, đây đúng là một cú đấm thẳng mặt vào đề tài công nghệ mới rất sôi động thời gian qua. Vương Hải Thúc cẩn thận hỏi, có cần liên hệ với giám đốc Nghiêm không? Khỏi, nếu không phải là Nghiêm văn giới gọi điện cho tôi, thì tôi đang ngủ trên giường. Lâm Tuyết nhìn ra cửa sổ, vượt qua Yến Quy Hồ, ở bờ phía bắc là vườn sồi, lại tới mùa thu rồi. Cô ta phải thừa nhận, sau khi vào mùa thu, vườn sồi đẹp nhất trong năm, đương nhiên lòng cô ta càng hận. Nhưng hận thì sao nào? Năm 97 còn định dùng vài thủ đoạn ngáng chân Cẩm Hồ, có vấn đề gì có thể trông cậy vào Hồ Tôn Khánh chùi đít hộ. Nhớ tới đây Lâm Tuyết thầm hận, Hồ Tôn Khánh đúng là tên biến thái, thích liếm đít nữ nhân, lúc này trước mặt Cẩm Hồ, Hồ Tôn Khánh chỉ biết rụt đầu làm rùa. Lâm Tuyết trước kia còn tự tin dựa vào Nghiêm gia có thể so đỏ hơn thua với Cẩm Hồ ở trong nước. Hiện giờ xem ra Nghiêm gia cũng chẳng đáng tin cậy nữa, cô ta không dám khiêu khích Cẩm Hồ, thậm chí hy vọng người kia quên hết đi ân oán trước kia. Vương Hải Thúc đề nghị thu mua nghiệp vụ quán net của Sáng Vực, Lâm Tuyết còn mong đó là cơ hội hòa hoãn quan hệ đôi bên, nhưng bài báo hôm nay lại khơi lên lửa giận trong lòng cô ta. Vương Hải Thúc hiểu không thấu suy nghĩ của Lâm Tuyết, hỏi, ý giám đốc Nghiêm gia sao? Nghiêm văn giới nói chậm lại một chút cũng tốt, Lâm Tuyết nghiến răng nói. Nhưng nguyên nhân thì không giải thích, tưởng bà đây là nhà kinh tế à? Chương 1133, bản báo cáo quỷ dị 1. Tôi cũng thấy nên chậm lại một chút, Vương Hải Thúc giờ mới dám phát biểu ý kiến của mình, nếu đợt sóng đầu quá mạnh, lực phía sau sẽ yếu. Anh nói bài viết của Cẩm Hồ đang giúp các anh đấy à? Lâm Tuyết quay đầu lại, cau mày nhìn Vương Hải Thúc. Chúng ta nếu muốn thực hiện thành công kế hoạch tăng cổ phiếu, tốt nhất phải đợi tới năm sau. Vương Hải Thúc phân tích, theo quy định trong nước,
việc mượn xác lên TTCK cần qua 12 tháng mới được phát hành thêm cổ phiếu mới huy động vốn từ thị trường công khai, mấy bước cờ cuối cùng của bọn chúng phải tới tháng 5 năm sau mới thực thi được. Đề tài công nghệ mới đã nóng liên tục nửa năm rồi, muốn duy trì sức nóng tới năm sau là khả năng nhỏ. Cần có thời gian bước đệm để chúng ta điều chỉnh lại là tốt cho chúng ta. Lâm Tuyết nhăn mặt, té ra tôi còn phải đi cảm ơn chúng à. Vương Hải Thúc thấy cô ta có vẻ xuôi xuôi rồi mới dám lấy gan ngắm nhìn cơ thể gợi tình của mỹ nữ rắn rết này, nuốt nước bọt một cái lấy bình tĩnh nói, tôi nghe nói TT nghiên cứu kinh tế của Cẩm Hồ luôn nỗ lực thành cơ cấu nghiên cứu độc lập. Thời gian qua hắn tiếp xúc với đám Đỗ Phi khá nhiều, cho nên biết được một ít nội tình, tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Châu vài ngày nữa sẽ chính thức phát hành cổ phiếu trên TTCK, tôi nghĩ TT nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ không ác ý phát biểu luận điệu nguy cơ đàn áp TTCK vào thời điểm này đâu. Tin trung tâm đó độc lập được, chẳng bằng tin heo nái biết leo cây còn hơn. Lâm Tuyết luôn cảnh giác với Cẩm Hồ, lần đầu dùng mỹ sắc dụ hoặc bị cự tuyệt vô tình để lại cho cô ta ý ức khắc sâu. Cô ta chưa bao giờ một thanh niên chưa đầy 20 có thể chống lại sức cám dỗ của mình, huống chi ánh mắt căm ghét của Trương Khác như vết cắt đau đớn trong tim làm cô ta không bao giờ quên được. Thị vệ Trung tới văn phòng làm việc rất sớm, trên bàn đã đặt báo mới nhất, xem bài viết trên chứng khoán Thương Hải, ông ta cũng giật mình. Thị vệ Trung suy nghĩ một lúc, quyết định gọi điện cho Lý Minh Học, cầm điện thoại lên rồi thôi, Lý Minh Học sáng sẽ tới đây họp, lúc đó thảo luận cũng không muộn, không cần quá sốt ruột. Như thế tỏ ra mình thiếu kiên nhẫn. Và lại muốn nghe nội tình gì, chẳng bằng trực tiếp đi tìm Hứa Tư. Tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Châu là xí nghiệp đầu tiên dưới City cổ phần Hải Châu lên TTCK, vài ngày nữa sẽ chính thức phát hành cổ phiếu. Thời gian qua thị vệ Trung đặc biệt chú ý tới động thái của TTCK trong thời gian qua. Mặc dù trong nước chưa có tiền lệ phát hành cổ phiếu mới thất bại, nhưng khi chuyện tới trước mặt khó tránh khỏi lo lắng. Trước kia là xưởng nông khí cải tổ. Nay tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Châu đã thành xí nghiệp tập đoàn tầm trung có lãi ròng mỗi năm trên 100 rồi. Sau mùa thu năm 98, trọng tâm công tác của Quốc vụ viện thúc đẩy xí nghiệp quốc hữu địa phương lên TTCK, TP Hải Châu có điều kiện kinh tế hoàn thiện có được 3 hạn ngạch. Thành phố cũng muốn thông qua việc công khai lên TTCK để từng bước giảm bớt cổ phần quốc hữu, để tầng quản lý và vốn đầu tư bên ngoài, công chúng nắm trên một nửa cổ phần. Mặc dù cũng có những tiếng chất vấn, nói chính phủ làm thế là bán tài sản quốc hữu, nhưng mấy năm qua TP Hải Châu có đường lối phát triển rõ ràng, biết trọng tâm kinh tế ở đâu. Thị vệ Trung nhốt mình trong văn phòng xem báo cho tới khi Lý Minh Học cùng Hoàng Trụ Toàn phó thị trưởng phụ trách kinh tế mậu dịch tới mới bỏ báo xuống đi nghênh tiếp. Ông ta tin Lý Minh Học và Hoàng Trụ Toàn hẳn đã đọc báo chứng khoán Thượng Hải hôm nay, thấy bọn họ bình tĩnh đúng giờ tới tham gia cuộc họp chuẩn bị cuối cùng lên TTCK, ông ta cũng không cần để lộ vẻ khiếp sợ. Thị vệ Trung xuống đến nơi thấy Lý Minh Học và Hoàng Trụ Toàn đứng ở đại sảnh nói chuyện, đi tới bắt tay họ, hỏi, thị trưởng Hoàng và giám đốc Lý đọc báo hôm nay rồi chứ? Ồ, tờ báo này do sáng nay hợp bí thư Lưu đưa cho thị trưởng Hoàng xem đấy. Lý Minh Học cầm tờ báo dơ ra, thị trưởng Hoàng vừa mới đưa cho tôi xem. Lưu Văn Đào tới Hải Châu làm bí thư thành ủy chỉ có cái danh xuông, bất kể là ở cuộc họp văn phòng bí thư hay là cuộc họp thường ủy, Hải Châu là khối thống nhất. Ngoài ra còn có SDND cản trở, tỉnh càng không ủng hộ Lưu Văn Đào gây sóng gió ở Hải Châu. Ngoài ra, Hoành Tín muốn mua địa khốc Cẩm Thành hưởng thành quá không có ai ác ý ngăn cản, ít nhất ở Hải Châu, mâu thuẫn của Hoành Tín và Cẩm Hồ không hề thấy có xu thế gay gắt. Hoành Tín thuận lợi mua được tài sản của Cẩm Thành bán đi thu hồi vốn, dù kinh tế Hải Châu tăng trưởng nhanh, nên lợi nhuận còn cao hơn dự định. Chính bởi vì mâu thuẫn hai bên nhìn có vẻ như được hòa hoãn, nên Nghiêm Văn Giới mới đồng ý Hải Thúc mua quán nét của Sáng Vực. Đối với Lưu Văn Đào mà nói, Nghiêm gia cũng không ủng hộ hắn thể hiện quá mạnh mẽ ở Hải Châu, hắn đành xuôi theo tình thế, coi như đây là chuyến đi quá độ, đối với tất cả mọi chuyện cho thêm hào quang vào chính thức, dù không nắm được quyền chủ đạo, hắn cũng tích cực tham gia. Ít nhất khi giới truyền thông đăng tin, hắn không cho tên của mình xếp sau Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn. Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn chẳng biết phải làm thế nào với hành vi vô lại này của Lưu Văn Đào, thị vệ Trung cũng hiểu, người ta hay dở gì cũng là người đứng đầu, bị gạt bên lề đã đủ thê lương rồi, mong kiếm chính tích chạy đi chỗ khác là điều dễ hiểu. Chuyện tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Châu lên TTCK cũng được Lưu Văn Đào tới hiện trường chỉ đạo vài lần, nhưng thị vệ Trung không biết hắn vẫn kiên trì xem báo chứng khoán. Thị vệ Trung hỏi, bí thư Lưu nói sao? Muốn chúng ta gọi điện hỏi Cẩm Hồ chuyện này là thế nào? Hoàng Trụ Toàn nhún vai đáp,
chẳng còn cách nào, tôi đành phải gọi điện tại chỗ hỏi vì sao lại cho đăng bài viết như thế vào thời điểm này, bên kia chỉ trả lời sẽ cho đăng nghiên cứu báo cáo kinh tế định kỳ làm tham khảo. Không liên lạc được với Trương khác. Nói thì nhẹ nhàng thật đấy. Thì Vệ Trung nghĩ vậy, nhưng cả Lý Minh Học và Hoàng Trụ Toàn đều không lo lắng gì, đành tạm thời gian sang một bên, nghiêm túc mà nói thì cũng chẳng ảnh hưởng lắm, quan trọng là tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Châu phải tự tin. Công tác chuẩn bị trước đó đã đầy đủ rồi, cuộc họp lần cuối ngay cả tra xét thiếu sót để bổ sung cũng chẳng có mấy chuyện. Tan họp, thì Vệ Trung giữ hai người kia ở lại ăn cơm, Hoàng Trụ Toàn cười, được, có điều anh phải mời khách, lần này lên TTCK rồi, anh sẽ là phú ông trăm triệu đầu tiên mà thành phố dựng lên. Thì Vệ Trung lúc này nắm 5% cổ phần tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Châu, nếu lên TTCK thành công đúng kế hoạch, tài sản của ông ta sẽ hơn 100 triệu. Cổ phần của ông ta cũng chẳng phải bỗng dưng mà có, khi City cổ phần Hải Châu tiến hành cải cách xí nghiệp dưới quyền, thực hiện chế độ tiền đảm bảo với tầng quản lý, khi Thi Vệ Trung cạnh tranh thành xưởng trưởng, xưởng nông khí không có tài chính phát triển, do ông ta và mấy chủ nhiệm phân xưởng nộp gần 100 vạn tiền đảm bảo phát huy tác dụng. Xí nghiệp phát triển lên, số tiền đảm bảo này tất nhiên thành cổ phần, Thi Vệ Trung là tổng giám đốc tập đoàn, nhiều lần tích cực tham dự huy động vốn nội bộ, cổ phần tích lũy tới 5%. Mặc dù hiện giờ có những lời chất vấn ác ý, nhưng Thi Vệ Trung chẳng thẹn với lương tâm, nghe thế cười thoải mái, nói thế nào tôi cũng là anh lính dưới tay thị trưởng Hoàng và giám đốc Lý, nói ra, ai chẳng hâm mộ thị trưởng Hoàng kiếm được cô con dâu tốt. Lý Minh Học cười hỏi, lúc nào cho chúng tôi uống rượu mừng? Chương 1134, bản báo cáo quỷ dị 2. Hiện người trẻ tuổi nghĩ gì chúng ta chẳng hiểu được, hai đứa nó đã sống với nhau rồi mà sống chết không chịu lấy giấy đăng ký kết hôn. Hoàng Trụ Toàn cười khổ, con trai ông ta Hoàng Tiểu Minh cùng Lương Quân như con gái Lương Quốc Hưng cùng học ở Đỡ Ết Hải Châu, qua lại vài lần rồi yêu, giờ đã tốt nghiệp một năm rồi, chúng nói là trước Tết đính hôn, coi như nể mặt đám già chúng tôi, nói thế là sao chứ? Dù miệng thì than vãn, nhưng mắt cười híp lại, phía bên kia không muốn làm phô trương, tới khi đó sẽ mời các anh tới uống rượu. Lương Quốc Hưng tới Hải Châu làm phó cục trưởng cục lao động, mấy năm qua chưa rời ổ, nhưng ông ta là anh vợ Trương Chi Hành. Ở Hải Châu gần như không tồn tại người nào dám không nể mặt ông ta nữa. Nếu tới dự bữa tiệc thành phố, ông ta còn có tư cách ngồi bàn tiệc chính hơn cả phó bí thư, con người sống tới mức đó cũng là đủ rồi. Lý Minh Học cười phụ họa hỏi, không biết Trương khác có về uống rượu không nhỉ? Không rõ, nếu cậu ấy không có thời gian, ai có thể ép cậu ấy tới chứ? Thì Vệ Trung thầm nghĩ Hoàng Trụ Toàn chú ý cuộc hôn nhân này là vì Trương khác. Ông ta không rõ ở thành phố có bao người biết sự tồn tại của Hứa Tư, nhưng Tống Bồi Minh hẳn là biết, nếu không Tống Bồi Minh thân là thị trưởng có khiêm tốn tới đâu cũng chẳng cần niềm nở hòa nhã đối đãi với mình. Cũng lâu lắm rồi không gặp Trương khác, bài viết trên báo hẳn là suy nghĩ thực sự của cậu ấy, tôi còn muốn kiếm cơ hội thảo luận với cậu ấy một chút. Lý Minh Học khoác vai hai người kia kéo vào xe tới quán cơm. Thì Vệ Trung nghe giọng điệu của Lý Minh Học có vẻ tán thưởng bài báo này. Hỏi, anh cảm thấy vấn đề bong bóng hóa có nghiêm trọng không? Nói thế nào nhỉ, vận hành của TTCK có một quy tắc khác, nhưng về lâu dài nó không thoát khỏi cơ sở kinh tế. Lý Minh Học trả lời, thao tác vốn có tác dụng hữu hạn thôi. Từ con số được công bố hiện nay mà xét, cơ bản tình hình kinh tế chỉ thể trong nước vẫn gay gâu, rước nửa đầu năm sau khó có khả năng thoát khỏi sa sút. Đề tài công nghệ mới có thể xào đi xáo lại tới tận mùa hè năm sau không? Nếu là người thông minh, phải hoãn lại một chút, tôi chỉ thấy lạ là Trương khác chưa bao giờ hỏi tới TTCK trong nước, mà ý tứ bài viết này rất thấu triệt, thời cơ chính xác. Ít nhiều có chút quỷ dị, mọi người không thấy thế à? Nghe Lý Minh Học phân tích như thế, thì Vệ Trung cũng thấy hơi quỷ dị, có điều sau này Cẩm Hồ còn định kỳ công bố báo cáo nghiên cứu sản nghiệp kinh tế, nói không chừng muốn phát huy ảnh hưởng lớn hơn. Hiện tình hình kinh tế trong nước cơ bản chưa được xoay chuyển, trong nửa năm TTCK tăng trưởng gấp bội. Nếu không có bong bóng, ma mới tin. Hoàng Trụ Toàn cười ha hả, có quỷ dị hay không, đợi cơ hội gặp được Trương khác hỏi thẳng cậu ấy là được. Lý Minh Học lắc đầu, cậu ấy có nói đáp án, tôi cũng phải suy nghĩ là thật hay giả, tên tiểu tử này lươn lẹo lắm, không tin anh đi hỏi thị trưởng Tống xem có thể moi được câu nói thật từ miệng cậu ấy hay không. Hoàng Trụ Toàn và Thi Vệ Trung đều cười, ai dám đi hỏi Tống Bồi Minh vấn đề này. TTCK trải qua 5 tháng liền tăng trưởng liên tục, bắt đầu từ tháng 10 đã có những tờ báo tài chính nghi ngờ về sự bong bóng hóa của mạng Internet,
Chu Trường Đình phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Kinh tế SDND toàn quốc còn viết bài báo với ngôn từ kịch liệt yêu cầu ban ngành giám sát quản lý chứng khoán chọc thủng bong bóng đang tồn tại trên TTCK. Chu Trường Đình từng làm phó bộ trưởng Bộ Tài chính, tuổi đến hạn mới sang SDND, cho nên phát biểu của ông ta làm nhà đầu tư mẫn cảm trực tiếp liên hệ tới hướng đi của chính sách kinh tế TW. TT nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ phát biểu phân tích kinh tế với lập luận rõ ràng thực tế tác dụng không nhiều, nhưng lời nói của Chu Trường Đình làm chỉ số sang hai index giảm luôn 2 điểm, TTCK Thượng Hải sau nửa năm tăng tiến điên cuồng bắt đầu điều chỉnh với mức độ khá lớn. Tập đoàn công nghiệp nhẹ là cổ phiếu mới lên thị trường, bị ảnh hưởng không nhiều. Tiến vào tháng 11, sắc thu ngày càng đậm. Vệ Lan làm xong thủ tục thôi học liền tới Tây Úc, Diệp Tiểu Đồng an bài bồi dưỡng dày đặc làm người ta phát cuồng. Trương Khác và Trần Phi Dung gặp nhau chỉ còn lúc điều chỉnh phát âm tiếng Nhật cho cô, Tô Nhất Đình đột nhiên nổi cơn điên muốn thi nghiên cứu sinh, thế là chỗ 1978, Trương Khác phải thường xuyên qua đó. Nói thì nói thế thôi nhưng Trương Khác chẳng thích vào buổi hoàng hôn lại phải ngồi sâu sau quầy bar, nơi mặt trời không chiếu tới, y ngồi ở quán cà phê đối diện với 1978, ngồi sát bên cửa sổ để mặt trời chiều vào, ngắm người qua lại trong ngõ. Trương Khác đa số thời gian chẳng tập trung lắm, đi cùng y có bốn vệ sĩ, hai người ngồi ngoài 1978 xem báo dưới bóng cây ngô đồng, hai người ngồi trong 1978 trước quầy ba uống cà phê tán gẫu, có bọn họ trông coi 1978 là đủ phân lượng rồi. Lý Hinh Dư ôm chồng sách đi vào, nhìn Trương Khác ngồi đó nở một nụ cười, Trương Khác dọn dẹp sách trên bàn để cô ngồi xuống, Lý Hinh Dư xua tay, chỉ vào bàn cà phê bên cạnh. Những bài tập này cần phải làm xong trong chiều nay, trước khi tôi làm xong, anh không được nói chuyện với tôi đâu. Thấy Lý Hinh Dư cố ý ngồi xoay lưng lại với mình, Trương Khác nhún vai, tiếp tục buồn chán lật sách. Nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào ở cửa, Trương Khác vốn chẳng tập trung xem sách ngẩng đầu lên, thấy Trần Dũng cùng hai thanh niên và hai cô gái xinh đẹp đi tới một cái bàn khác nói chuyện. Trương Khác quay sang nhìn Lý Hinh Dư, cô đã đeo kính lên, tay trái vén mái tóc dài giữ ở trán. Không cho nó xóa xuống quấy nhiễu cô xem sách, nhìn dáng vẻ chăm chú của cô, hình như sự ồn ào vừa rồi chẳng khiến cô phân tâm chút nào, do cô ngồi quay lưng về phía cửa sổ nên đám Trần Dũng không chú ý. Đúng là hiếm có một cô gái nào có sự chuyên tâm như vậy, thành viên của gia tộc Lý Kiện Hy thật không đơn giản, Trương Khắc nghĩ thế, vắt chân lên ngồi nghe Trần Dũng và đám bạn ba hoa. Quả nhiên là lại chuyện cổ phiếu, lại chuyện Chu Trường Đình, Trần Dũng kể đã kịp rút đi trước khi TTCK Thượng Hải điều chỉnh. Trương Khác chỉ biết lắc đầu thở dài, Nghiêm gia có năng lực đẩy một nhân vật như Chu Trường Đình ra, muốn lật đổ hệ Hoành Tín ở chính trị là cực kỳ khó khăn, đành từng bước dụ Nghiêm gia chủ động đớp mồi. Nói thật, nếu chẳng phải Hoành Tín có thái độ hùng hổ như thế với Cẩm Hồ, Trương Khác tính trong nước có thêm nhiều thế lực tư bản dân doanh lớn như vậy tồn tại, thực tế có thể chia sẻ bớt áp lực chính trị mà Cẩm Hồ phải chịu, đó là chuyện tốt. Chỉ tiếc rằng Hoành Tín quá tham lam, không phải người hợp tác tốt. Thời buổi này muốn kiếm chút tiền với một số người là rất khó, với bọn này mà nói lại là quá dễ. Thằng chó này, sớm bảo mày về nhà có bao nhiêu tiền thì vay bấy nhiêu, đảm bảo là kiếm chắc. Mày lại không biết xấu hổ mang 2 vạn tới nói là tận lực rồi, nếu chẳng phải nể mặt mọi người là bạn, tao chẳng mặt mũi nào đánh tiếng với người ta cho mày gộp chung. Giờ thì biết hối hận rồi chứ. Trần Dũng vinh váo tự đắc nói với một thanh niên, hăng lên còn đưa cả tay gõ đầu tên đó, nhát gan thì kiếm chút tiền đó cũng giỏi rồi. Mày nói ra xem nào, cái công ty mày làm việc mỗi năm có trả được cho mày 4 vạn không? Trương Khác thấy tên thanh niên bị gõ đầu hơi quen mắt, hình như là cán bộ hội sinh viên, bị Trần Dũng gõ đầu cũng chẳng giận, cười tâu tuét nói, lão đại ăn thịt, bọn em đi theo húp canh là được. Chương 1135, nghệ thuật tán gái. Nhanh nhanh thôi việc ở cái công ty rách nát đó đi, tao bảo Hồ Kim Tinh cho mày cái chức ở Hải Túc, theo bọn tao chuyên môn chơi cổ phiếu là được. Nếu như một năm mày không kiếm được 100 vạn, tao dù bảo Đình Đình giới thiệu mấy em trong đội của cô ấy cho mày, thì mày cũng không giữ nổi, cái miệng phía dưới của nữ nhân, chỉ có nhét tiền vào mới thực sự thỏa mãn được thôi. Trần Dũng nói oang oang, chẳng ngại Trương Khác ngồi bàn bên cạnh có thể nghe thấy lưới mình, tay vừa nói vừa sờ mông cô gái ở bên, cô gái đó nói hắn ăn nói thô tục, ngúng nguẩy đưa tay ra véo hắn, chẳng biết Trần Dũng thì thầm gì đó vào tai cô ta, làm cô ta bật cười, mặt còn ửng đỏ. Cái mông đẫy đà ngồi lên tay Trần Dũng, mặt quay sang nói chuyện với cô gái đi cùng. Cô gái còn lại sau khi đi vào cởi áo khoác ra, mặc áo chun màu cà phê ngồi đó có vẻ thiếu tự nhiên, ánh mắt u oán,
Đại khái phản cảm với kiểu nói chuyện cố ý thô bỉ của Trần Dũng và thái độ phóng túng khinh người của hắn, nhưng lại cực kỳ khao khao thủ đoạn kiếm tiền thần kỳ cùng cuộc sống xa hoa của hắn, đại khái là loại muốn buông thả nhưng lại không cam tâm. Nhìn hai cô gái xinh đẹp đó chân rất dài, Trương Khắc đoán chắc là học vũ đạo ở học viện âm nhạc, hoặc là học viên ca vũ đoàn quân đoàn. Cả xã hội đang vật chất hóa, Trương Khắc nhớ lại thời mình còn đơn thuần, cứ nghĩ những cô gái xinh đẹp, bản tính nhất định cũng đoan chính lương thiện, nhớ lại thật buồn cười. Thấy Trần Dũng khoe khoang đặt di động hai màn hình của Ái Đạt lên bàn, Trương Khắc đang buồn chán, có ý chọc hắn một phen, lấy di động của mình ra, di động lam bảo thạch dưới ánh tịch dương tỏa ánh sáng long lanh, cùng vỏ máy kim loại hàng không phát ra ánh kim mịn màng hết mức. Di động hai màn hình của Ái Đạt giá thị trường đều trên 6.000, thuộc về hàng cao cấp, tinh tế thời thượng, nhưng đem so với chiếc điện thoại di động chuyên dụng của Trương Khắc, làm Trần Dũng hận không thể giấu chiếc di động của mình đi ngay lập tức. À, chào, Trần Dũng bắt chuyện với Trương Khắc, chiếc di động đó cậu mua ở đâu thế? Mặc dù Hồ Kim Tinh cảnh cáo hắn không được trêu vào Trương Khắc, bản thân hắn cũng biết Trương Khắc không thể đụng vào được, hoàn khố cũng chia đẳng cấp, Trương Khắc được liệt vào hạng hoàn khố cực đỉnh rồi. Trước đó thậm chí vì chuyện thời học bân thiếu chút nữa ra tay, nhưng cũng chưa tới mức gặp mặt không có cả dũng khí hỏi một câu. Loại xuất thân gia đình như Trần Dũng rất thực tế, da mặt dày, cho rằng Hồ Kim Tinh từ bỏ Trần Phi Dung là có thể tới gần Trương Khắc rồi. Mua, Trương Khắc ngạc nhiên nhìn hắn, tôi chưa bao giờ mua di động, chiếc di động này do một nhà thiết kế và công ty di động làm riêng cho tôi. Thấy mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc di động, liền đưa cho hắn xem. Nghe Trương Khắc nói vậy, Trần Dũng không khỏi sinh ra sự tự ti, cẩn thận nhận lấy chiếc di động, cứ như sợ không may làm rơi hỏng, cầm lấy xem mới càng nhận ra chỗ đắt giá của nó, hai cô gái bên cạnh cũng tròn mắt ghé đầu vào ngắm nghía. Em là học viên ca vũ đoàn à? Trương Khắc hỏi. Dạ, cô gái kia ngẩng đầu lên, anh hỏi em sao? Ừ, em tên là gì? Hồ Duy Giai, bọn em đều ở ca vũ đoàn quân khu. Hồ Duy Giai dè dặt nói. Cô ta sớm chú ý Trương Khắc ngồi đó xem sách một mình rồi, khí chất nhàn nhã tỏa ra trên người y giống như mặt nước yến quy hồ, tuyệt đối không phải hạng thô lô cố ý ra vẻ như Trần Dũng có thể bị được. Cũng giống như thiếu nam Hoài Xuân nhìn cô gái xinh đẹp ngồi điềm tĩnh đọc sách, trong lòng sinh ra tình cảm, thiếu nữ Hoài Xuân với chàng trai anh Tuần, khí chất hơn người cũng sinh thiện cảm diễn tả. Anh tên là Trương Khắc, trước lạ sau quen, nếu anh còn nhớ trước kia đã gặp em ở đâu như thế chúng ta được coi là bạn chưa? Trương Khắc cười mê hoặc. Anh đã gặp rồi à? Sao em không nhớ nhỉ? Cô gái cười có chút thẹn thùng lại có chút hưng phấn hỏi. À, anh có việc phải đi đây. Trương Khắc đột nhiên đứng dậy bỏ đi. Trần Dũng chẳng hiểu ra sao, gọi với theo, di động của cậu. Trương Khắc ra cửa rồi quay lại, nhìn Hồ Duy Giai làm bộ ngạc nhiên. Ồ, em cũng uống cà phê với bạn ở đây sao? Rồi ung dung ngồi xuống chỗ cũ. Anh còn nhớ trước kia đã gặp em ở đâu như thế chúng ta được coi là bạn chưa? Cô gái bật cười, vẻ mặt thùy mị hết sức dễ thương, nũng nịu nói, chưa thấy ai vô lại như anh. Được rồi, coi như chúng ta là bạn. Trương Khắc vẫy tay gọi phục vụ tới, dặn vài câu rồi nói với Hồ Duy Giai, em mặc áo chun màu cà phê, trông nhu hòa tinh tế, giống như phong cách cà phê Lam Sơn thuần hương vừa miệng. Mái tóc em dưới ánh hoàng hôn có sắc màu như cà phê mạn da đặc. Anh bảo phục vụ pha thêm cà phê mạn da đặc vào cà phê Lam Sơn, Lam Mạn, cái tên này tựa hồ vô cùng hợp với em. Màu xanh mềm mại. Trần Dũng mắt chố ra, nhìn Hồ Duy Giai thẹn thùng phấn khích đứng dậy đi qua bàn Trương Khắc, trong lòng trừ chua chát tự ti, ngay cả chút ghen tị cũng chẳng có. Hắn tán tỉnh Hồ Duy Giai lâu lắm rồi, cuối cùng đưa được Tạ Đình Đình bạn thân của Hồ Duy Giai lên giường, định đi đường vòng nói không chừng có cơ hội 3P. Nào ngờ chỉ 5 phút thôi Trương Khắc đã lấy mất nửa hồn vía của Hồ Duy Giai rồi. Trương Khắc mỉm cười mời Hồ Duy Giai ngồi, đang định nói chuyện thì lưng bị Lý Hinh Dư cầm bút chọc một cái, Trương Khắc quay đầu lại nhìn, Lý Hinh Dư vẫn ngồi xoay lưng lại phía y, bàn tay trắng nõn giơ cao qua đầu kẹp một tờ giấy, Trương Khắc nhận lấy xem, bên trên Lý Hinh Dư dùng tiếng Hàn viết, anh là đồ vô lại, người ta chưa đọc cuốn tiểu thuyết đó. Hồ Duy Giai lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Lý Hinh Dư. Chỉ là Lý Hinh Dư ngồi quay về phía cửa sổ, thêm vào mái tóc dài buông xuống, che đi bên mặt, từ chiếc áo đỏ thẫm bó sát người, có thể nhìn ra vóc dáng gợi cảm nóng bỏng của cô, Hồ Duy Giai nghi hoặc nhìn Trương Khắc. Trương Khắc cầm lấy bút chì, giải tờ giấy ra bàn cho Hồ Duy Giai xem, lấy một cái bút chì vờ vịt phiên dịch, vừa viết vừa nói, cô ấy bảo, hôm qua gặp anh ở đây, cuốn sách anh đọc, cô ấy cũng thích,
muốn mượn anh đọc. Nhún vai giang tay ra, tiếng Hàn ngắn gọn đa nghĩa như vậy đấy, chỉ vài ký tự thôi có thể biểu đạt được rất nhiều, phiên dịch ra mệt lắm. Đại khái ý từ cũng giống như vừa rồi anh nói với em ấy, đó gọi là trước lạ sau quen. Hồ Duy Giai nửa tin nửa ngờ nghiêng đầu qua nhìn Lý Hinh Dư, lúc này Lý Hinh Dư hai tay ôm đầu mặt gần như vùi vào trong đống sách. Trần Dũng tâm tình ủ rũ, không ngờ chẳng sinh nổi căm hận với Trương Khác, trả di động cho Trương Khác, bảo với phục vụ không cần mang nước tới nữa rồi bỏ đi. Cô gái khoác tay hắn trước khi đi còn gọi Hồ Duy Giai một tiếng, Hồ Duy Giai hơi do dự, theo lý cô phải nên đi cùng bạn, trong lòng lại không muốn. Trương Khác mỉm cười nói, em tới quán nét sáng vực phải không? Uống cà phê xong anh cũng qua đó. Hồ Duy Giai lúc này mới nói với bạn, một lát nữa mình tới. Đám Trần Dũng đi rồi Lý Hinh Dư mới quay lại, còn không quay lại sẽ cười tới đau hàm mất. Bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt thuần thuần kiềm diễm, tuyệt mỹ vô song của Lý Hinh Dư, Hồ Duy Giai sững người, các cô gái nếu quá tự tin vào dung mạo của mình, khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp hơn quá nửa sinh ra tự ti. Quan trọng nhất là dáng vẻ thùy mị phát tán ra khí chất thanh thuần và quyến rũ cực kỳ tự nhiên, làm Hồ Duy Giai tự thẹn vì thua kém người khác, nhìn vẻ mặt của Trương Khác, hiểu ra cô gái này và Trương Khác rất thân thiết, có lẽ là một cặp đôi chưa biết chừng, xấu hổ tức giận vì bị trêu đùa, muốn đứng dậy đi ngay. Chương 1136 vây đánh Cẩm Hồ. Anh chỉ muốn mời em cốc cà phê. Trương Khác nhìn Hồ Duy Giai, nếu vừa rồi anh nói gì khiến em hiểu lầm, thật sự xin lỗi em. Nếu như em muốn biết đám người Trần Dũng đó là loại gì, anh không ngại mời em thêm một cốc cà phê nữa, có lẽ trong lòng em cũng hiểu, có lẽ em cảm thấy những điều đó không hề gì, anh chỉ mời em một tách cà phê. Lam Mạn cà phê, có lẽ sau này có chàng trai thực sự vì em uống Lam Mạn cà phê. Phục vụ mang cà phê lên. Hồ Duy Giai ngồi xuống, im lặng uống hết rồi mới đi. Lý Hinh Dư áp mặt lên cửa kính, nhìn cô gái đó đi dưới cây ngô đồng vừa đi vừa lau nước mắt, quay lại trừng mắt nhìn Trương Khác, anh thật tàn nhẫn, vô lại tán tỉnh người ta, lại tàn nhẫn đả kích. Trương Khác nhún vai, cầm cốc cà phê tới bàn Lý Hinh Dư, cùng cô ngồi uống cà phê, không nói gì cả. Lý Hinh Dư đưa mắt nhìn ánh chiều tà xa xa, lại nói, cho dù biết đó là ảo giác mỹ lệ, nhưng vẫn hơn không có ảo giác nào, anh có thấy thế không? Tôi thà đơn thuần tin đó không phải là ảo giác. Trương Khắc cười, những thứ mỹ lệ nếu chỉ là ảo giác, thì thế giới này thật khiến người ta chán chường. Cô có thấy thế không? Lý Hinh Dư nở nụ cười đẹp rẽ, anh đúng là vô lại. Cũng phải, đó không phải ảo giác. Thấy Trương Khắc còn muốn nói với mình, vội vàng cầu xin, đừng nói nữa, tôi còn phải xem thêm vài trang sách nữa. Anh mà nói tiếp tôi không xem được, khả năng tự kiềm chế của tôi rất kém. Trương Khác lại buồn chán lật sách xem, đợi Lý Hinh Dư xong bài tập của mình, mặt trời đã xuống sau núi, hai bọn họ mới cùng tìm chỗ ăn cơm, đi qua đường còn gặp đám Trần Dũng, chẳng thấy bóng dáng Hồ Duy Giai đâu. Trần Dũng còn nhớ tới chiếc di động của Trương Khác, hỏi phải đặt làm ra sao, Trương Khác trả lời ba lăng nhăng, nói với hắn tìm công ty di động và thiết kế của Italia. Một chiếc di động độc nhất vô nhị giá 70.000 đô la Mỹ, Trần Dũng trầm ngâm chẳng hỏi Hồ Duy Giai sao không đi cùng y, rồi bỏ đi. Cùng Lý Hinh Dư đi qua quán nét sáng vực đã không còn thuộc về sáng vực nữa, bên trong vẫn chật kín người không còn lấy một chỗ trống. Hải Thúc sau khu tiếp nhận quán nét sáng vực, liền ra sức mở rộng, trừ mua cả quán nét Phong Vân phía đối diện, còn thuê cả văn phòng hai bên quán nét Phong Vân diện tích mấy nghìn mét vuông. Nhìn quy mô này, riêng quy mô quán nét ở ngõ Học Phủ phải có hơn 4.000 máy tính. Trương Khác biết Hải Thúc muốn trước khi phát hành cổ phiếu mới vào tháng 5 năm sau, tiêu hết 200 triệu mở rộng quy mô nghiệp vụ và thành tích trong nghề. Hải Thúc cần thời gian, Hoành Tín còn đầu tư tài sản vào một công ty công nghệ trên TTCK dưới cờ. Những thao tác này cần có thời gian, bọn chúng cũng hiểu, đợt sóng công nghệ mới đến quá sớm sẽ làm chúng rơi vào cục diện bất lợi. Cho nên TT nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ đưa ra phân tích về bong bóng hóa, cho dù vấn đề bong bóng hóa còn chưa nghiêm trọng, bọn chúng cũng ý thức được, chèn ép TTCK ở mức độ nhất định, sẽ làm bọn chúng nắm nhiều quyền chủ động hơn. Mặc dù bản chất TTCK trong nước vẫn là thị trường chính sách dẫn đường, cũng chính vì đặc tính này làm Nghiêm Văn Giới tự tin nắm quyền chủ động, chỉ là dưới xu thế lớn, TTCK không dễ nắm như thế. Trừ TTCK liên tục chấn động. Thượng tuần tháng 11 còn có một sự kiện kinh tế trọng yếu, hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật giữa Cẩm Hồ và TI sau 3 tháng thẩm tra nghiêm ngặt chỉ cần được Cục An toàn và Bộ Thương mại Mỹ phê chuẩn là xong. Xí nghiệp điện tử Nhật, Hàn, Đài Loan theo dõi gắt gao sự kiện này,
đặc biệt là các doanh nghiệp chế tạo tinh viên. Trung tinh vi tâm có được kỹ thuật chip 18 micron có nghĩa là rút ngắn được khoảng cách kỹ thuật giữa trong nước và châu Á trong vòng 2 năm, cùng trạng thái vận hành tốt đẹp thuận lợi của nó khiến bọn họ cảm thấy uy hiếp. Trực tiếp ngăn cản là không thể, nhưng bọn họ cũng không cam tâm ngồi im đợi mổ xẻ. Đài Tích Điện sau khi đạt thành hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật với Ti liền tuyên bố khởi động lại kế hoạch xây dựng nhà máy chip 13 micron. Panasonic của Nhật, Samsung của Hàn ngay tiếp đó tuyên bố xây dựng nhà máy chip 13 micron, để bảo vệ ưu thế cạnh tranh. Năng lực sản xuất tinh viên châu Á tức thì mở rộng thêm 50%, mặc dù không biết trong tương lai thị trường tinh viên bao giờ mới thoát khỏi tình trạng sa sút, nhưng mọi người cùng tăng sản lượng khiến chi phí chế tạo thiết bị tăng mạnh. Trừ Samsung ra, NEC, Panasonic đều có thực lực tài chính hùng hậu, lại có Mitsui chống lưng, vì ưu thế cạnh tranh, bỏ ra 1 tỷ đô la Mỹ cũng không tổn hại tới gân cốt. Nhưng với Trung tinh vi tâm mà nói, đằng sau chủ yếu dựa vào Cẩm Hồ chống đỡ, giá chế tạo tăng mạnh, làm bọn họ ngày càng áp lực. NEC đề xuất chuyển những kỹ thuật tinh viên cao cấp hơn cho NEC Hoa Hạ, người thông minh đều nhìn ra Trung tinh vi tâm và NEC Hoa Hạ nếu cùng lúc xây dựng nhà máy sẽ tốn rất nhiều tiền, mà TW không thể ngả về phía Trung tinh vi tâm. Vì đó là xí nghiệp vốn tư hữu làm chủ, không phải quốc hữu. Gần như cùng thời gian đó, Lý Tại Thù đại biểu cho Samsung tuyên bố cùng chính phủ Văn Chu, Hoành Tín liên doanh xây một nhà máy tinh viên 18 micron, khói lửa chiến trường chưa tan lại có thêm quân tham dự. Sau khi phương án cản trở Cẩm Hồ và Microsoft hợp tác bị phủ quyết, Lý Tại Thù được Hoành Tín liên hệ, cùng thành phố Văn Chu thương thảo khẩn cấp, thảo luận kế hoạch lập nhà máy tinh viên ở Văn Chu, cơ bản đã đàm phán xong. Vội vàng đưa ra tuyên bố hợp tác cùng ngày chính quyền Mỹ thông qua hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật giữa Cẩm Hồ và Ti. Đem so với thời gian chủ bị xây nhà máy của Trung tinh Vi Tâm và NEC Hoa Hạ, tốc độ của chính phủ Văn Chu và Hoành Tín cùng Samsung đàm phán đầu tư xây dựng nhà máy nhanh kinh người. Khách sạn Quan Hải Văn Chu, ở gian phòng cao cấp tầng 36, Lý Tại Thù đứng trước cửa sổ, nhìn nước biển xa xa ngoài tầm mắt cùng khu công nghiệp chỉnh tề cùng cảng biển ở gần. Ở Bắc Kinh, Kiến Nghiệp cùng Văn Chu, Lý Tại Thù nhận thức sâu sắc cái quốc gia ở dưới chân mặc dù còn tồn tại nhiều vấn đề, nhưng không thể phủ nhận nó đang nhanh chóng quật khởi. Là người Hàn Quốc, mang trong mình sự tự hào gần 30 năm thành tựu kinh tế của đất nước, nhưng sau khi Trung Quốc thực sự quật khởi, bị Nhật Trung ép vào một cái góc nhỏ, địa vị của Hàn Quốc trở nên rất quẫn bách. Về chính trị, Hàn Quốc không có cơ hội trở thành một nước lớn, nhưng thanh niên Hàn Quốc bình thường bị 30 năm thành tựu kinh tế làm tự tin bành trướng, tuyệt đối không chịu thừa nhận điểm này. Lý Tại Thù nhắm mắt lại, từ góc độ tình cảm cá nhân, hắn quyết không hy vọng nhìn thấy ngày Trung Quốc quật khởi, nhưng bịt tai trộm chuông phủ nhận thực tế không có tác dụng gì trong việc hỗ trợ giải quyết vấn đề. Còn về thực tế, Samsung phải chính diện đối đãi với uy hiếp tớ từ Cẩm Hồ. Việc hợp tác với chính phủ Văn Chu và Hoành Tín nhìn có vẻ như hơi gấp gáp, thực tế đã có suy tính kỹ càng, Lý Tại Thù biết chú mình sau mùa hè tới thăm Trung Quốc luôn chú ý tới thị trường này, hẳn có suy nghĩ chuyên sâu. Bất kể là phủ quyết Samsung trực tiếp ra mặt phá hỏng kế hoạch hợp tác giữa Cẩm Hồ và Microsoft hay quyết định thời gian tới Trung Quốc xây nhà máy tinh viên đều rất chính xác. Kế hoạch này một mặt có thể phối hợp với Mitsui chèn ép Trung tinh Vi Tâm, khiến việc xây dựng nhà máy mới của Trung tinh Vi Tâm từ mua sắm thiết bị, huy động vốn, hỗ trợ chính sách, cạnh tranh thị trường đều bị nâng cao chi phí, tốt nhất là có thể ép Trung tinh Vi Tâm bỏ kế hoạch xây dựng nhà máy mới, cho dù Trung tinh Vi Tâm có cố liều xây dựng. Như vậy sẽ hạn chế tài nguyên của Cẩm Hồ đầu tư vào sản nghiệp khác, cũng là điều có lợi. Chương 1137, vây đánh Cẩm Hồ 2. Mặt khác Samsung sớm quyết định dần chuyển trọng tâm chế tạo sang Trung Quốc, giảm giá thành chế tạo. Chỉ có điều chế tạo tinh viên thuộc về cái gốc của sản nghiệp điện tử, có dịch chuyển không, khi nào dịch chuyển, không chỉ có tranh luận trong nội bộ Samsung, mà dân chúng và chính phủ Hàn Quốc đều tranh cãi về việc này. Hiện giờ nếu cứ sa đà vào tranh cãi mà không có hành động thực tế sẽ làm cho thế yếu về chi phí sản xuất của Samsung ngày càng rõ ràng. Đây mới là nguyên nhân căn bản Samsung quyết định xây nhà máy tinh viên ở Trung Quốc. Kim Nam Dũng gõ cửa đi vào báo, bí thư Kim và thị trưởng Hàn tới khách sạn rồi, chúng ta có xuống đón tiếp không? Kim với Hàn, Lý Tại Thù cười đùa, nghe như người Hàn Quốc chúng ta ấy nhỉ? Kim Nam Dũng cũng cười. Nhưng sự cạnh tranh ác tính trong nội bộ Trung Quốc làm người ta phải trố mắt. Sở dĩ quyết định xây dựng nhà máy ở Văn Chu là vì chính phủ Văn Chu và Hoành Tín hứa do Ngân hàng Tín Thông, Ngân hàng Thương nghiệp Văn Chu sẽ cung cấp khoản vay lãi suất thấp xây nhà máy. Hơn nữa chính phủ Văn Chu gánh hết trọng trách xây dựng công trình phụ trợ,
Samsung trừ cung cấp kỹ thuật và nhân viên quản lý gần như không cần phải gánh chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Kim Nam Dũng thực sự không nghĩ ra được lý do gì để từ chối hợp tác với Văn Chu. Chẳng trách Lý Tại Thù nói Kim Lập Bình bí thư thành ủy Văn Chu, cùng thị trưởng Hàn khởi canh giống người Hàn Quốc, không phải chỉ vì cái họ. Nghiêm Văn Giới bao lâu nữa mới tới? Lý Tại Thù khoác chiếc áo vét trên ghế sofa lên, chuẩn bị xuống đón tiếp chủ nhân của Văn Chu. Chuyện hợp tác này Nghiêm Văn Giới là người hợp tác với hắn, nhưng Lý Tại Thù hiểu rõ kẻ đưa ra mưu kế là Chỉ Tá Tú Tàng, thời gian trước đó ở Kiến Nghiệp, Nghiêm Văn Giới qua lại rất thân mật, nếu không làm sao Nghiêm Văn Giới có thể gãi trúng chỗ ngứa của Samsung. Kim Nam Dũng trả lời, Nghiêm Văn Giới cùng chủ nhiệm Nghiêm tới, nên khả năng hơi muộn một chút. Thế lực của Nghiêm gia ở Chiết Đông rất khủng bố, Nghiêm Nghị là anh họ Nghiêm Văn Giới, từng đảm nhận cương vị lãnh đạo ở Văn Chu thời gian dài. Sau khi Hoành Tín Hệ trồi lên mặt nước, Nghiêm Nghị điều khỏi Văn Chu, làm chủ nhiệm Ủy ban Máy móc Công nghiệp Quốc gia, có tin nói hắn sẽ vào Ủy ban Phát triển Quốc gia, làm phó chủ nhiệm phân quản công nghiệp. Nghiêm Văn Giới nhận được tin Kim Lập Bình và Hàn Văn Khởi đã tới khách sạn Quan Khải, thúc giục lái xe tăng tốc, dù sao để hai lãnh đạo đứng đầu Văn Chu đợi lâu là rất thất lễ. Kế hoạch đầu tư cùng Samsung này làm Nghiêm Văn Giới cực kỳ hài lòng, thực tế Hoành Tín không cần trực tiếp gánh chịu nguy hiểm đầu tư nào. Vốn vay do bên phía Tín Thông phụ trách rồi, còn chip cơ bản do nhà máy sản xuất ra sẽ do nội bộ Samsung đặt hết, không phải lo thị trường bên ngoài diễn biến xấu. Sở dĩ Nét Hoa Hạ lo lắng về thị trường, còn Trung Tinh VTTVT lại sống thoải mái là nhờ có được lượng lớn đơn đặt hàng từ Cẩm Hồ. Đối với cuộc mua bán lãi chắc này, Nghiêm Văn Giới sao bỏ qua được. Ở Kiến Nghiệp bàn bạc bí mật với Chỉ Tá Tú Tàng, hắn đã nhìn thấy rất nhiều lợi ích ẩn giấu đằng sau. Mặc dù cùng nhau vây đánh Cẩm Hồ làm người ta rất dễ chịu, nhưng là doanh nhân hắn suy nghĩ đầu tiên là lợi ích. Nghiêm Văn Giới hiểu sau khi hợp tác, với thủ đoạn khống chế của Samsung, lại cùng nhân viên quản lý đều là của Samsung, bọn họ sẽ đủ thủ đoạn kiếm được lợi ích lớn nhất, Hoành Tín chẳng kiếm được là bao, nhưng đem cổ phần này để Hải Thúc nắm, như thế sẽ có phản ứng dây chuyền thế nào. Trong gian phòng xa hoa ở tầm viên Kim Sơn, Trương Khắc nhìn chăm chú vào biểu đồ cổ phiếu trên màn hình một lúc rồi đi ra cửa sổ, nhìn ánh sóng lóng lánh của ẩm Mã Hà dưới ánh chiều tà. Diệp Kiến Bân hai chân vắt chéo lên nhau, đắc ý nhả từng vòng khói, nói, Nghiêm Văn Giới là kẻ đầu óc rất thông minh, kẻ có đầu óc hơn hắn, tôi thấy không có nhiều đâu. Tay còn chỉ vào huyệt thái dương. Trương Khắc xoay người lại dựa vào cửa sổ cười, dã tâm của hắn cũng rất lớn, khuyết điểm duy nhất là quá tham lam, không biết để lại giới hạn. Đại khái hắn cho rằng có thể dùng thuật bốn lạng đẩy ngàn cân biến Hải Thúc thành xí nghiệp khoa kỹ lấp lánh ánh vàng. Diệp Kiến Bân khinh bỉ nói. TTCK Thượng Hải vẫn đang điều chỉnh, do có tin tức nói City đầu tư Hoành Tín để Hải Thúc ra mặt tham dự kế hoạch xây nhà máy tinh viên với Samsung, nên hôm nay TTCK vừa mở cửa lượng đặt mua trong ngày đã hết luôn, giá trị lại tăng gần gấp đôi. Trương Khắc thở dài, chuyện gì phải tới rồi sẽ tới, cứ mặc cho bọn chúng chơi đi. Chỉ cần không phá hỏng quy tắc tới tận đầu Cẩm Hồ, chúng ta có thể đưa tay ra ngăn cản bọn chúng sao? Hiển nhiên với quy tắc cuộc chơi bình thường, Hải Thúc không có tư cách tham dự hạng mục lớn như xây nhà máy tinh viên, ít nhất thực lực tài chính quá kém. Trung Tinh Vi Tâm xây dựng nhà máy trừ tài chính tới từ cơ cấu tài chính ngân hàng, tập đoàn tài chính ra thì Cẩm Hồ và các cổ đông khách gánh nghĩa vụ bỏ ra 50% tiền đầu tư khoảng 600 triệu đô la Mỹ. Nếu xuất hiện thua lỗ hoặc nguy hiểm kinh doanh, cũng do cổ đông bỏ vốn gánh vác trước tiên. Thường mà nói xuất hiện nguy hiểm kinh doanh, tổn thất chứng khoán vượt xa tổn thất trái quyền. Samsung Hoành Tâm lại đem nguy hiểm đầu tư chuyển hết cho cơ cấu tài chính, cổ đông hùn vốn căn bản không bỏ vào đó bao nhiêu tiền, gần như chẳng có gì để tổn thất, Hải Thúc cũng dùng thuật bốn lạng đẩy ngàn cân tham dự liên doanh, chỉ cung cấp 250 vạn USD đã nắm 25% cổ phần. Phương án liên doanh của Samsung Hoành Tâm mặc dù nói là phá hỏng giới hạn của quy tắc cuộc chơi, nhưng có chính phủ Văn Chu chống lưng đằng sau, đám Trương Khắc muốn phá hỏng cũng chẳng được. Từ trước tới nay, kinh tế Văn Chu luôn đứng trong 5 vị trí đầu của khu Hoa Đông, trước năm 97-98 tình hình kinh tế chỉnh thể Chiết Đông còn tốt hơn Đông Hải. Huệ Sơn, Kiến Nghiệp, Hải Châu gần đây quật khởi, nhất là sản nghiệp kỹ thuật cao vươn mình mạnh mẽ kéo theo trình độ kinh tế chỉnh thể của cả tỉnh Đông Hải vào giai đoạn mới. Làm tỉnh Chiết Đông có chút xuống sắc. Ngoài ra tỉnh Giang Nam xây dựng cảng Đông Sơn đang triển khai tưng bừng, sẽ phân tán ưu thế cạnh tranh của rất nhiều thành phố ven biển của tỉnh Chiết Đông, trong đó có Văn Chu.
Dưới bối cảnh này chính phủ Văn Chu làm bừa ra mặt cùng Samsung xây dựng Samsung Hoành Tâm, cũng không khó hiểu. Là đại biểu thế lực truyền thống của tỉnh Chiết Đông, Hoành Tín kiếm được lợi ích trong đó cũng chẳng có gì khó hiểu. Phó Tuấn gõ cửa đi vào, bí thư Triệu đã tới. Ồ, Triệu Hữu Luân đến rồi. Diệp Kiến Bân đứng dậy, phủi tàn thuốc lá trên người, chắc là ông ta muốn du thuyết chúng ta xây một nhà máy tinh viên ở Kim Sơn, ông ta không thử nghĩ xem chúng ta bị Mitsui, Samsung, Đài Tích Điện, Hoa Hạ, Hoành Tín vây đánh thê thảm thế nào. Diệp Kiến Bân nói rất nhẹ nhàng, nhưng không có nghĩa hoàn cảnh Cẩm Hồ lúc này nhẹ nhàng. Người ta vây đánh thì chúng ta đột vây, đúng là thú vị. Trương Khắc lắc đầu cười khổ, tôi đi mời ông Quách, anh đi ứng phó với Triệu Hữu Luân. Hai bọn họ đi ra hành lang, vừa vặn Quách Tùng Duyên và vợ ở trong phòng đi ra, ông ta xuống máy bay có chút huyết áp cao, cũng do mấy ngày qua bôn ba vất vả gây ra, về phòng nghỉ ngơi một lúc, hiện đã khôi phục tinh thần, nhìn thấy Trương Khắc, nói, phía Singapore có ý rút lui. Trương Khắc gật đầu hiểu ý, thị trường chip tiền đồ không rõ, sản lượng thị trường châu Á lại tăng vọt như thế, khi dự toán đầu tư có khả năng tăng vọt, vẫn bảo thủ đầu tư là không thỏa đáng. Chương 1138, đột vây. Hiểu thì hiểu, nhưng mà khó giải quyết. Quách Tùng Duyên khẽ thở dài, vì chuyện này Tôn Thượng Nghĩa đang ở Singapore thương thảo với các bên liên quan. Trung Tinh Vi Tâm vận hành được một năm, thực tế chứng minh đơn đặt hàng nội bộ của Cẩm Hồ đủ đảm bảo vận hành có lãi, cổ phiếu do phía Singapore nắm giữ có thể chuyển sang cho Charter Semiconductor trực tiếp nắm giữ không? Trương Khắc hỏi. Charter đã liên tục lỗ vốn 6 quý rồi. Không có cục quản lý tài chính Singapore hỗ trợ, Charter vừa không có năng lực tiếp quản cổ phần Trung Tinh Vi Tâm của cục quản lý tài chính, càng không có năng lực bỏ vốn đầu tư nhà máy mới. Charter Semiconductor là doanh nghiệp chip đứng thứ tư toàn cầu, chỉ là Singapore quá nhỏ bé, tài nguyên nhân lực có hạn, quy mô, cách cục sản nghiệp không so được với Nhật, Hàn, Đài Loan. Rất nhiều nhà máy của Charter cho dù kinh doanh có lãi đều là lãi nhỏ, đa phần là lỗ vốn. Qua cơn bão tài chính tỷ giá đồng won và đồng yên sụt giảm, làm kinh tế Nhật Hàn tổn thất, nhưng lại càng kích thích hàng xuất khẩu của Nhật Hàn phát triển, Charter càng yếu thế, dù hiện làn sóng công nghệ đang cuộn ầm ầm, cũng còn lâu mới khôi phục được nguyên khí. Cẩm Hồ và Singapore hợp tác, thực chất là hợp tác với Charter Semiconductor, kỹ thuật tinh viên đầu tiên là tới từ Charter Semiconductor, chỉ là tình hình tài vụ của Charter đáng lo ngại, khi đó cục tài chính Singapore mới đứng ra trực tiếp nắm cổ phần. Tình hình tài vụ của Charter Semiconductor hiện càng đáng lo ngại hơn 2 năm trước, càng không có khả năng trực tiếp nắm cổ phần của Trung Tinh Vi Tâm, Quách Tùng Duyên không hiểu sao Trương Khắc lại có suy nghĩ này. Hiện giờ bọn chúng đều mang tâm tư vây đánh TTVT. Trương Khắc mời Quách Tùng Duyên đi trước, vừa đi vừa nói, có điều 2 năm qua Charter cũng không dễ chịu chút nào, sản lượng chip châu Á năm sau sẽ tăng vọt, tiền cảnh thị trường lại không tươi sáng, Charter càng khó khăn, sức cạnh tranh của Charter khá kém. Cho dù phán đoán năm sau Charter hoàn toàn mất sức cạnh tranh ở thị trường này cũng không phải quá. Quách Tùng Duyên nắm được điểm cốt yếu trong suy tính của Trương Khắc, tay vung lên, Charter tránh tiếp tục thua lỗ, đóng cửa dây chuyền sản xuất sức cạnh tranh kém là lựa chọn sáng suốt, bọn họ tuy không có năng lực trực tiếp lấy ra mấy chục triệu USD, nhưng có thể vận chuyển dây chuyền đóng cửa vào trong nước để đầu tư vào TTVT, ý cậu là thế. Trương Khắc gật đầu khẳng định, một mặt nữa là giá thiết bị tăng vọt, đắt tới mức làm người ta nhìn mà xót của, tôi chẳng muốn lỗ vốn ở phương diện này. Mặt khác Charter vì sức cạnh tranh kém, đem dây chuyển sản xuất lỗ vốn dài hạn chuyển sáng cho TTVT biến thành đầu tư có lãi. Tôi thực sự không nghĩ ra phương án đôi bên cùng có lợi nào tốt hơn nữa. Chính xác, Quách Tùng Duyên vỗ tay, phương án này rất tốt, rất có hy vọng thuyết phục được chính quyền Singapore. Hay, sao cậu không nói sớm, tôi khỏi lo tới tăng huyết áp. Tôi sau khi xem xong phương án của Samsung Hoành Tâm mới có suy nghĩ này, lúc đó chắc ngài Quách còn trên máy bay. Trương Khắc cười nói, ngài Quách xem phương án của Samsung chưa? Thực chất là đem dây chuyền có sức cạnh tranh kém ở Hàn Quốc chuyển vào trong nước. Tôi nghĩ có tiền lệ này phía Singapore càng dễ chấp nhận. Cái này tôi còn chưa xem. Trương Khắc bảo Phó Tuấn vào phòng lấy tài liệu, tiếp tục nói, ngoài ra theo tôi biết, chính quyền Singapore chưa phải là bỏ hỗ trợ Charter. Nhưng Charter muốn duy trì được, phải đánh liều lắp dây chuyền sản xuất chip 13 micron, mới không bị nhà máy Nhật Hàn, Đài Loan áp chế. Dưới tình huống này Charter càng cần bỏ đi dây chuyền cạnh tranh kém giảm bớt áp lực kinh doanh, nếu chính quyền Singapore đồng ý, dây chuyền sản xuất chip 18 micron chúng ta cũng có thể ngồi xuống đàm phán.
Chip 18 micron thì khó đấy, vì ở mặt này họ còn có lãi. Quách Tùng Duyên ngẫm nghĩ. Khó cũng phải đàm phán, chúng ta chủ yếu nhìn chúng là thiết bị 25 micron. Trương Khắc cũng biết hiện giờ muốn Charter đào thải dây chuyền chip 18 micron cho TTVT là hơi khó. Ngoài ra bảo một tin vui cho ông Quách, Flash Chip Memory 512MB của Cầm Hồ đã ra đời bản mẫu, sử dụng dây chuyền sản xuất 13 micron, có lẽ có thể tăng thêm chút vốn liếng đàm phán. À, vườn sồi đã tiến tới bước này rồi à? Quách Tùng Duyên vui mừng nói, đúng là không đơn giản, tôi thấy có hy vọng thành công rồi. Flash Chip Memory có dung lượng lớn Cẩm Hồ chỉ có thể thiết kế không thể sản xuất, phải đặt hàng nơi khác làm thay, đơn đặt hàng của Cẩm Hồ tuyệt đối là sức hấp dẫn lớn. Đi qua hành lang quanh co của Tẩm Viên tới phòng khách, Triệu Hữu Luân với quan viên theo cùng đã đợi sẵn, TTVT đang bị nhiều doanh nghiệp tinh viên châu Á vây công, Triệu Hữu Luân hiểu rất rõ, có điều ông ta vẫn tin tưởng vào TTVT có Ti và Cẩm Hồ chống lưng, TTVT nếu đồng thời xây hai nhà máy mới, Kim Sơn thế nào cũng phải tranh thủ lấy một cái. Do hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật giữa TTVT và Ti thông qua sẽ ảnh hưởng cực lớn tới sản nghiệp tinh viên châu Á, nên các doanh nghiệp tinh viên chủ yếu của châu Á đều đưa ra sách lược ứng phó nhắm vào TTVT, ý đồ ép kế hoạch xây dựng nhà máy tinh viên mới của TTVT bị chết non. Chế tạo tinh viên với cuộc sống của người dân bình thường quá xa xôi, truyền thông không chú ý nhiều, chỉ có tờ báo chuyên ngành với người trong nghề mới mở to mắt theo dõi. Các doanh nghiệp châu Á tăng sản lượng ứng phó với TTVT. Làm giá thiết bị chế tạo tinh viên Âu Mỹ tăng vọt, đánh loạn cách cục vốn có của sản nghiệp điện tử của châu Á, xu thế tiếp theo ra sao phải xem cách ứng phó của TTVT. TTVT im lặng chừng nửa tháng, tới hạ tuần tháng 11 tuyên bố thành lập trung tâm thực nghiệm, nhà máy đóng gói thử nghiệm chip tại Kim Sơn. Trong toàn bộ quy trình đầu tư chế tạo tinh viên, thực nghiệm, đóng gói, kiểm tra thiết bị chiếm tỷ lệ rất nhỏ, đương nhiên đã cho thấy rõ TTVT sắp xây dựng nhà máy tinh viên ở Kim Sơn. Đúng là một viên đá khơi lên muôn tầng sóng. Trước đó dự đoán phổ biến trong nghề là dưới tình hình thiết bị chế tạo tinh viên tăng vọt thế này, TTVT sẽ phải bỏ kế hoạch đồng thời xây hai nhà máy. Nếu chỉ xây một nhà máy mới, không có khả năng xây dựng ngoài kiến nghiệp. Đầu tiên là chính phủ kiến nghiệp tuyệt đối không muốn thấy khoản đầu tư cả tỷ USD rơi vào túi người khác, sẽ ra sức giữ TTVT ở lại xây nhà máy tại kiến nghiệp, chính sách hỗ trợ sẽ không ít. Thực tế TTVT xây dựng nhà máy ở Tân Phổ được địa phương hỗ trợ chẳng kém gì Nét Hoa Hạ. Thứ đến TTVT ở kiến nghiệp vận hành có thành công lớn, xây nhà máy ở kiến nghiệp có nhiều ưu thế, xây nhà máy ở Kim Sơn các nguy hiểm có thể dự đoán cùng không dự đoán được sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện TTVT quyết tâm xây nhà máy mới ở Kim Sơn, có nghĩa là dự đoán trước kia trong nghề là đều sai cả. TTVT sẽ đồng thời xây dựng hai nhà máy mới ở kiến nghiệp và Kim Sơn. Căn cứ vào quy mô xây dựng nhà máy thử nghiệm ở Kim Sơn có thể thấy quy mô nhà máy tinh viên từ 6, 8 dây chuyền sản xuất. Khốn kiếp, chỉ tá Tú Tàng ngồi ngay ngắn trước bàn, xem báo cáo trước mặt, không kìm được căm hận chửi bới, đập tay xuống bàn, áp giọng xuống gầm lên, hai nhà máy hiện dự toàn phải tới 3 tỷ đô la Mỹ, thực tế xây xong sẽ mất hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Cẩm Hồ lấy đâu ra nhiều tài chính như thế? Ánh mắt hắn chậm chậm quét qua những người ngồi trước mắt. Dừng lại ở Tạ Kiếm Nam, Tạ gia từ Kim Sơn tới, có nghe thấy tin đồn gì không? Chương 1139, thân bại danh liệt 1. Tạ Kiếm Nam chẳng hứng thú ngồi đây uống rượu, nghe thế đặt chén rượu xuống, mối quan hệ của Khoa Vương ở Kim Sơn không được tốt, cho nên cũng không nghe ngóng được tin tức chi tiết. Hắn đã bắt đầu phản cảm với chuyện tụ họp mật mưu đằng sau lưng này rồi, đại khái do trải qua nhiều lần tính kế Cẩm Hồ đều bị Cẩm Hồ phản đòn. Hiện tâm tư của Tạ Kiếm Nam là khống chế chắc Khoa Vương trong tay, kinh doanh cho tốt Khoa Vương, bóng dáng Cẩm Hồ phía trước mắt hắn càng ngày càng mơ hồ, cho dù muốn tính kế Cẩm Hồ cũng để người khác làm. Cái đám người đang ngồi đây nhìn có vẻ cùng chung kẻ thù, nhưng mỗi người có tính toán riêng. Trong lòng chỉ tá Tú Tàng có lẽ có cái gai đâm vào tim khi vị hôn thể bị người ta đoạt mất, nhưng Misui đứng sau có mưu đồ gì, dễ thấy như con giận trên đầu kẻ hói. Nhìn sang Lý Tại Thù mặt lạnh tanh ngồi đó. Tạ Kiếm Nam thầm nghĩ với kẻ này đả kích được Cẩm Hồ càng tốt, nhưng đưa ra lựa chọn phù hợp với lợi ích của Samsung mới là quan trọng nhất. Trong lòng Tạ Kiếm Nam cũng hết sức thắc mắc, Lý Kiện Hy là nhân vật linh hồn, là lãnh tinh thần của Samsung, sao lại dung thứ cho con gái làm tình nhân bí mật của Trương Khắc? Ai từng gặp Lý Hinh Dư đều cũng phải chấn động vì dung mạo hiếm có đó,
cho dù Lý Kiện Hy lấy con gái làm vốn ra để làm cuộc hôn nhân lợi ích với nhà trí tá, chẳng phải phù hợp với lợi ích của Samsung hơn sao? Suy tính thực sự của Lý Tại Thù với việc này là gì? Tạ Kiếm Nam thấy có rất nhiều thứ nhìn không thấu, mọi người lòng đều mang mưu đồ riêng, ngay cả Nghiêm Văn Giới ngồi đối diện hắn đang nghiến răng nghiến lợi cũng chỉ là cái mặt nạ mà thôi. Nói ra Nghiêm Văn Giới còn phải cảm ơn Cẩm Hồ, không có áp lực từ Cẩm Hồ căn bản không có phương án liên doanh Samsung Hoành Tâm, đây đúng là viên tiên đan với Hải Túc, làm liên tục trong vòng nửa tháng làm giá trị của Hải Túc tăng tới 6 tỷ, hắn chẳng có lý do gì mà nghiến răng nghiến lợi, phải nỗ lực để không cười ngoạc miệng ra mới đúng. Cửa phòng mở ra, Tạ Kiếm Nam thấy thư ký của mình ở bên ngoài ra giấu nhận điện thoại, thầm nghĩ không biết lại xảy ra chuyện gì nữa. Nếu không phải chuyện quan trọng, thư ký tuyệt đối không chạy tới quấy nhiễu bọn họ, hắn gật đầu với đám chỉ tá tú tàng, Lý Tại Thù rồi đứng dậy, quỳ quá lâu chân tê dại hết cả. Điện thoại từ Tân Thái gọi tới. Tạ Kiếm Nam tim thắt lại, không biết ở quê gọi điện lên lúc này có chuyện gì khẩn cấp, nhận di động, nghe thấy tiếng mẹ, hỏi vội, mẹ, xảy ra chuyện gì? Cậu con tỉnh rồi, mọi người đang ngồi xe tới Kiến Nghiệp, con có muốn tới bệnh viện không? Trong lòng Tạ Kiếm Nam còn chút thiện cảm với người cậu này, đột nhiên nhớ ra đã lâu lắm rồi không tới bệnh viện thăm ông ta, quay lại cáo từ chỉ tá tú tàng rồi lái xe tới bệnh viện. Xe tới bãi đỗ của bệnh viện, nhìn thấy Tạ Ý từ cỗ xe khác đi ra, Tạ Kiếm Nam ngớ người, không ngờ Tạ Ý xuất hiện ở đây, sau khi quan hệ hai bên quyết liệt, đã một năm rồi không liên hệ. Thấy Tạ Ý nhìn sang phía này, Tạ Kiếm Nam đứng ở cửa xe, không có ý đi tới. Anh vừa mới nhận được điện thoại, tin tức không vui, có điều anh nghĩ bệnh viện cũng đã tận lực. Tạ Ý nói. Tạ Kiếm Nam cứng người, vừa rồi hắn nhận được điện thoại nó rõ ràng cậu hắn đã tỉnh lại, nhưng nghe giọng của Tạ Ý thì nói cậu hắn đã qua đời. Tạ Kiếm Nam định hỏi, nhưng phát hiện chẳng có gì để hỏi, nếu cậu hắn chỉ tỉnh lại thôi, đúng là chẳng có ai chuyên môn thông báo cho Tạ Ý. Mà Tạ Ý dù nhận được thông báo, chắc cũng chẳng chuyên môn tới bệnh viện. Tạ Kiếm Nam theo sau lưng Tạ Ý tới phòng bệnh, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng khóc trong phòng bệnh, đẩy cánh cửa khép hờ, thấy mợ đang ngồi trên ghế trước giường khóc nức nở, thi thể vẫn nằm trên giường bệnh. Tạ Kiếm Nam đi tới, thiết bị y tế vẫn cắm trên người, nhưng khuôn mặt đã không còn chút dấu hiệu nào của sự sống nữa. Cậu tỉnh lại có nói gì không ạ? Tạ Kiếm Nam nhìn mái tóc hoa râm của mợ, ngồi xuống bên cạnh, hỏi khẽ. Ông ấy tỉnh lại giọng rất yếu, nhưng mợ vẫn nghe rõ ông ấy hỏi tình huống của cháu, mợ hỏi ông ấy có muốn báo cho trường học không, ông ấy bảo thôi. Mợ nghĩ ông ấy có lẽ muốn biết tình hình của Cẩm Hồ, ông ấy lại bảo thôi, mợ đi ra gọi điện cho mẹ cháu, quay về còn muốn nói thêm với ông ấy vài câu thì ông ấy đã đi rồi, nước mắt vẫn còn chưa khô, ông ấy ôm hận mà đi. Nói tới đó khóc giống lên. Tạ Kiếm Nam nhìn thi thể lạnh băng gầy gò trên giường, đôi mắt hõm sâu còn có vệt nước mặt. Ông ấy lúc ra đi còn hận điều gì? Hơn một năm qua xảy ra quá nhiều việc, vụ án Trương Châu, Hồ Kim Sơn vỡ đê phá tan khu công nghiệp điện tử Kim Sơn, tập đoàn Gia Tín rơi vào tuyệt cảnh sắp phá sản, Tạ gia tan rã. Hắn quay đầu lại nhìn Tạ Ý mím môi không nói một lời, đột nhiên muốn biết ai đã thông báo cho Tạ Ý. Trương Khắc một tay đặt trên bàn, một tay chống cằm đánh cờ cùng Từ Học Bình, Phó Tuấn đi vào nói với hắn chập tối Chu Cẩn Thì tỉnh lại không bao lâu thì qua đời. Trương Khắc thấy Từ Học Bình trầm tư liền đặt cờ vào hộp, cùng ông đứng dậy đi ra đình viên phủ đầy ánh trăng. Nửa đầu cuộc đời bác luôn coi ông ấy là bạn chí thân cùng chung chí hướng, thím cháu còn là do ông ấy giới thiệu cho bác đấy. Từ Học Bình khẽ thở dài cảm khái, ân oán nửa sau cuộc đời vậy là đã chấm dứt hết cả. Trương Khắc lòng bùi ngùi, y trọng sinh về đây, với loại ân oán dây dưa cả đời người này cũng không nhận thức hết. Chu Thục Huệ đi ra đình viện, hỏi, bên kia lo liệu hậu sự. Tôi có cần đi một chuyến không? Bà đi làm cái gì? Từ Học Bình lắc đầu, người ta chưa chắc đã để ý. Thời gian không còn sớm nữa, cháu về khách sạn nghỉ ngơi trước. Trương Khắc cáo từ, để lại không gian riêng cho vợ chồng họ, ván cờ tạm gác lại hôm khác tiếp tục. Trương Khắc vào xe rời khỏi nhà chiêu đãi tỉnh ủy, nói ra y chỉ tiếp xúc với Chu Cẩn Tỳ có vài lần, không biết trong thời gian ngắn ngủi tỉnh lại ông ta nói cái gì. Một số giáo viên sinh viên DS Đông Hải hay tin đã tới bệnh viện. Phó Tuấn nói. Trương Khắc nhếch mép lên, tôi còn tưởng bọn họ sẽ âm thầm tổ chức tang lễ chứ. Đúng là kỳ lạ, nghe có người nói chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu rất lớn. Có câu người chết rồi vạn sự không, không phán quyết lão ta đã là khoan dung lắm rồi, chẳng lẽ bọn chúng còn muốn đảo lộn trắng đen. Trương Khắc đau đầy dây huyệt thái dương,
Chu Cẩn Tỳ rốt cuộc đã chết, rất nhiều kẻ thở phào, nhưng trước khi chết lão ta còn tỉnh lại một lúc, những kẻ kia chắc chắn bị tảng đá đè lên ngực, bên đó nhất định rất náo nhiệt, mặc bọn chúng đi. Phó Tuấn không nói thêm nữa, thầm nghĩ có lẽ một số giáo viên sinh viên không rõ chân tướng đem cái chết của Chu Cẩn Tỳ đổ hết lên đầu Trương Khác, những kẻ đó không biết rằng, nếu cuối cùng Chu Cẩn Tỳ thành ra như thế, cảnh ngộ của lão ta càng thê thảm, đám bạn bè người thân của lão ta có ai hy vọng lão ta tỉnh lại. Có lẽ một số kẻ có ý đồ khác muốn đảo lộn phán quyết với Chu Cẩn Tỳ, đem đen tẩy thành trắng, để vụ án đất hiếm triệt để thành cánh cửa lịch sử không bao giờ cho quần chúng mở ra, để chuyện đó không để lại hậu họa gì nữa. Lại nghĩ đó chỉ là suy nghĩ một chiều của một số kẻ thôi, hắn càng hy vọng những kẻ này làm thật ầm ĩ lên, như thế mới có thể ép chính quyền công khai chân tướng. Phó Tuấn không phải là người khoan dung với người đã chết, nhưng hắn cũng biết công khai chân tướng vụ án 516 không phải chuyện đơn giản. Chương 1140, thân bại danh liệt 2. Thôi Quốc Hằng cả đêm ngủ không được ngon, ông ta biết có rất nhiều giáo viên, sinh viên trong trường đã tới bệnh viện. Rất nhiều người liên quan tới chuyên án 516 chỉ bị lui về tuyến 2, một số người dính dáng không sâu còn tiếp tục hoạt động ở học giới, chính giới, hiện giờ không phải là lúc giải mã chân tướng chuyên án 516. Bỏ đi những thứ xấu xa sau lưng, trong lòng giáo viên sinh viên Đỗ Ích Đông Hải thì Chu Cẩn Tỳ có thanh danh khá cao, đây chính là căn nguyên của rắc rối. Những giáo viên sinh viên kia nhất định yêu cầu trường ra mặt tổ chức lễ truy điệu cho Chu Cẩn Tỳ, trường ngăn cản, ắt sẽ làm khiến bọn họ phản ứng. Thôi Quốc Hằng tạm thời không thể phán đoán chuyện này sẽ có ảnh hưởng xấu gì với Trương Khác, chỉ là sau khi liên lạc với Phó Tuấn, không thấy Trương Khác ở Kim Sơn nói gì. Thôi Quốc Hằng từ sáng sớm đã tới trường, rất nhiều giáo viên, giáo sư đều đang bàn tán chuyện Chu Cẩn Tỳ qua đời ngày hôm qua. Chu Cẩn Tỳ hai lần ngất xỉu, cuối cùng hôn mê. Lần đầu là do bị Trương Khác mắng chửi trên giảng đường gây ra, mặc dù quan điểm khi ấy Chu Cẩn Tỳ công khai tuyên truyền đã được chứng minh là sai lầm, nhưng ấn tượng của mọi người là ông ta chỉ có chút sai lầm về học thuật, thêm vào mọi người đều có lòng đồng tình với người đã chết. Cho nên 10 người thì hết 9 là chỉ trích Trương Khác quá khắc bạc ngông cuồng, nói không chừng bên trong đó cũng mang lòng thỏ chết cáo thương, cùng chung kẻ thù, có bao nhiêu giáo sư ở Trung Quốc có thể thản nhiên tiếp nhận phản bác của học sinh. Mặc dù Trương Khác chưa chắc đã để ý tới chuyện này, mặc dù chuyện này khó tạo thành ảnh hưởng thực chất với Trương Khác, nhưng Thôi Quốc Hằng thấy không nên để tâm tình này tiếp tục lan đi. Thôi Quốc Hằng tới văn phòng của Lý Hồng Minh, đem lo lắng giải bày với ông. Lý Hồng Minh suy nghĩ một lúc rồi nói, chiếu cố danh dự của người chết cũng không thể để chân tướng lập lờ. Ai quá khích có thể đem một phần chân tướng nói cho họ. Thôi Quốc Hằng nghĩ xử lý như thế cũng tốt, tiết lộ miệng không tính là công khai chân tướng. Tạ Hán Tĩnh tới kiến nghiệp, nhưng không tới bệnh viện mà tới tổng bộ của Hải Thái. Tạ Ý cũng vừa từ bệnh viện về. Đêm hôm qua có rất đông giáo viên sinh viên Đỗ Ích Đông Hải tới bệnh viện. Tạ Ý trải lại mái tóc rối vì cả đêm không ngủ, chẳng biết ai kịp thời truyền tin ra ngoài như thế, liệu có phải là người cầm hồ không? Trương Khác nếu không muốn ông ta được yên đã chẳng cho ông ta được ngủ trong bệnh viện bình yên như thế. Tạ Hán Tĩnh lắc đầu, kẻ muốn giở trò nhiều lắm. Vâng. Con hiểu, Tạ Ý cũng chỉ biết chuyên án 516 dính líu rất rộng, nhưng người bị xử lý không nhiều, rất nhiều kẻ đang sống phây phây, những kẻ này đương nhiên hy vọng Chu Cẩn Tỳ chết trong lặng lẽ, nhưng trước khi tắt thở Chu Cẩn Tỳ có tỉnh lại một lúc, điều này ít nhiều làm vài kẻ không yên tâm rồi. Điều tra lại chuyên án 516 là không thể, làm lớn chuyện lớn là biết trước khi chết Chu Cẩn Tỳ có nói gì không, ít nhất cũng được an tâm. Tạ Ý lắc đầu cười, sáng nay giáo viên sinh viên chạy tới bệnh viện càng đông. Còn có một số từng là học sinh của ông ta, nghe được tin tức gọi điện tới hỏi thăm, còn người ở vùng ngoài chạy tới. Những kẻ này cảm thấy bất công vì đãi ngộ mà ông ta nhận được sau khi hôn mê, lãnh đạo trường lại không tới điều tang, càng làm bọn chúng phẫn nộ, tự phát thành lập ban tang lễ. Bên nhà họ Chu mặc dù càng muốn chuyện lắng xuống, nhưng người ta lại nghi họ bị áp lực của trường học. Đây thực sự là có khổ không nói được lên lời. Ông ta muốn giữ được thanh danh chỉ e là khó rồi. Tạ Kiếm Nam lạnh nhạt nói, một số người sẽ không chấp nhận có kẻ hất hết nước bẩn lên người Trương Khác đâu, có khi Đỗ Ích Đông Hải sẽ ra mặt tiết lộ chân tướng. Địa vị Trương Khác giờ đâu phải tầm thường, không ít người phải nhìn sắc mặt y làm việc, ai chẳng sợ tên tiểu sát tinh này nổi giận, tới lúc đó có trời mới biết y dám làm cái gì. Những giáo sư thường ngày qua lại mật thiết với Chu Cẩn Tỳ cùng với học sinh có thành tựu đắc ý của ông ta hợp nhau lại tổ chức ban tang lễ. Vợ Chu Cẩn Tỳ thái độ lung lay không ngừng. Bà ta cũng hy vọng chuyện này làm lớn lên,
có khi lại đính chính lại thanh danh của chồng, cho dù là giả dối, ai mà hy vọng chồng chết không rõ ràng. Trong lòng cũng oán hận Chu Cẩn Du, Tạ Hán Minh, nếu chẳng phải khi xưa đám người đó quyết định bỏ chữa trị, ít nhất có thể giữ người còn sống. Mọi người tích cực quyên tiền tổ chức tang lễ, liên hệ nhà khách Tấn Nghi đưa thi thể qua đó, cả đám tích cực thảo luận tổ chức tang lễ. Đương nhiên chuyện đầu tiên ban tang lễ muốn làm là đòi lại công đạo, không có trường ra mặt, lễ truy điệu dù sao cũng không thanh bạch, gần 20 người ngồi xe rầm rộ kéo tới trường, chặn Thôi Quốc Hằng ở văn phòng. Thôi Quốc Hằng sớm có chuẩn bị, bảo bọn họ chọn ra 5 đại biểu vào văn phòng của ông ta, nửa tiếng sau 5 người này đi ra thở dài lắc đầu, không chịu nói gì, chỉ yêu cầu ban tang lễ không tham dự tang lễ gì nữa. Mọi người đâu phải là ngốc, cho nên ban tang lễ tan rã. Thế giới này luôn có những người cực kỳ tò mò, cũng chẳng thiếu người không giữ được miệng. Hơn nữa Chu Cẩn Tì nằm viện không phải là không có những lời nghi ngờ, một số chuyện trải qua nghệ thuật truyền miệng, cái chết của Chu Cẩn Tì thành đáng đời, thậm chí những chuyện không hay ho của Chu Cẩn Tì bị người ta lục lọi ra tuyên dương. Tang lễ biến thành trò hề, tới hoàng hôn chỉ lác đác vài ba người còn ở lại nhà khách Tấn Nghi, kinh phí gom góp tổ chức tang lễ cũng không biết bị ai cuỗm mất rồi. Tạ Kiếm Nam nhìn khung cảnh thê lương không biết phải nói gì, vốn chỉ định lặng lẽ hỏa táng, đem cho cốt về Tân Thái hỏa táng là xong, nào ngờ thành ra thế này, rốt cuộc là kẻ nào đã loan tin ra ngoài. Phía trường học chỉ còn cách trở mặt, sau khi giải tán được ban tang lễ hung hăng, chính thức phải người tới, yêu cầu trong thời gian ngắn thu lại nhà ở của Chu Cẩn Tì. Tạ Kiếm Nam cũng chẳng có hơi sức tranh cãi với Đợi Ết Đông Hải, nếu mợ hắn muốn ở lại kiến nghiệp, hắn bỏ tiền ra mua nhà cho là được. Cùng lắm mới về Tân Thái. Hắn thấy mẹ mình không còn thần khí như thời làm bí thư thành ủy Kim Sơn, một năm qua già đi rất nhanh. Vì tang lễ, Tạ Kiếm Nam tốn mất 3 ngày ở kiến nghiệp, hắn biết trong 3 ngày này đám chỉ tá Tú Tàng, Nghiêm Văn Giới, Lý Tại Thù đều ở lại kiến nghiệp, không biết bọn họ đã bàn được kế sách tốt nào đối phó với Cẩm Hồ chưa. Qua tang lễ này, Tạ Kiếm Nam càng chẳng còn hứng thú mật mưu đối phó với Cẩm Hồ. Trước khi Tạ Kiếm Nam rời khỏi kiến nghiệp, Cao Khoa Khoa Vương Liên Tín chính thức đưa ra di động tầm thấp với kỹ thuật của ISS, hắn còn đặc biệt tới chuỗi cửa hàng của Hải Thái, mua 2 chiếc di động mới. Mặc dù không biết khi nào Cẩm Hồ đưa ra di động tầm thấp tương tự, nhưng từ 2 chiếc di động này, hắn đã nhìn thấy Cẩm Hồ đi lên ngôi báu của di động tầm trung và thấp rồi. Thị trường tầm trung và thấp, khi kỹ thuật không còn là chướng ngại, chi phí chế tạo sẽ thành nhân tố cạnh tranh quan trọng, ở thị trường tầm cao, chi phí chế tạo không quá quan trọng, nhưng cũng là nhân tốt đáng cân nhắc. Kỹ thuật, hệ thống chế tạo của Cẩm Hồ ngày càng hoàn thiện rồi, sẽ phát huy được uy lực khó tưởng tượng được. Samsung vội vã chuyển một phần sản lượng tinh viên sang Trung Quốc, tựa hồ cũng ý thức được điều này. Chương 1141, cái cớ để vụng trộm 1. Trên chiếc bàn gỗ lim đặt 2 chiếc di động, chính là di động mới do Cao Khoa KV và Liên Tín dùng kỹ thuật của ISS làm ra. TT nghiên cứu ứng dụng di động của Samsung ở kiến nghiệp ngay trong đêm đưa ra đánh giá chi tiết. Các tính năng đều bình thường, nhưng không có thiếu sót rõ ràng, ngoại hình mặc dù có thể coi là ưu điểm cũng tương đối có hạn. Lý Tại Thù bảo mọi người lấy di động của mình ra đặt lên bàn, 2 chiếc di động này chẳng có gì bắt mắt, nhưng nó có một ưu điểm không thể xem thường, đó là giá thành sản xuất thấp. Tổng hợp tình báo các phương diện, 2 chiếc di động này chi phí chế tạo tầm $100, đem so với giá thị trường $160,170, từ nhà chế tạo tới nhà phân phối đều có không gian lợi nhuận tương đối lớn. Trừ chip cơ sở do Cẩm Hồ cung cấp ra, các linh kiện chủ yếu khác như màn hình STN đen trắng cũng được Cẩm Hồ cung cấp với giá rẻ, đó là nhân tố quan trọng khiến chi phí chế tạo 2 chiếc di động này khống chế ở tầm $100. Lý Tại Thù nhìn con số, $140, ở báo cáo trước mắt, dây huyệt Thái Dương, đó là chi phí cực hạn chế tạo 1 chiếc di động cùng tính năng của Samsung có thể khống chế. Ngoại trừ nguyên nhân cơ cấu chế tạo đặt ở Hàn Quốc có chi phí nhân lực cao ra, các linh kiện hạch tấp như chip cơ sở do doanh nghiệp Âu Mỹ cung cấp, đó là nguyên nhân trọng yếu khiến giá thành không thể giảm xuống được. Hiện di động do Samsung sản xuất có chip CDMA do Qualcomm cung cấp, chip GPS do Infineon và TI cung ứng. Không chỉ 3 nhà cung cấp chip này, mà hiện các doanh nghiệp cung cấp chip khác đều nhắm vào thị trường trung cao có không gian lợi nhuận cao hơn. Cho dù Cẩm Hồ đã khiến các doanh nghiệp sản xuất chip di động chủ yếu khác như Infineon chú ý, nhưng TI vốn cùng một bọn với Cẩm Hồ quá nửa sẽ kiềm chế tinh lực của Infineon ở việc cạnh tranh chip tầm trung cao. Kim Nam Dũng phân tích, tình hình Motorola và Nokia đối diện tương tự như chúng ta, Ericsson,
Philips mặc dù cũng nắm được kỹ thuật chip cơ sở, nhưng ở phương diện khống chế chi phí sản xuất thậm chí còn không bằng chúng ta. Cho dù hiện giờ chúng ta điều chỉnh chiến lược với thị trường di động tầm thấp thì trong vòng 2 năm có thể điều chỉnh xong đã là dự tính lạc quan rồi, tới lúc đó hai nhà máy mới của Cẩm Hồ đã xây xong, lại lần nữa có ưu thế về giá thành. Lý Tại Thù thầm thở dài, Cẩm Hồ không đưa ra di động tầm thấp cùng lúc với Cao Khoa KV và Liên Tín như hắn dự liệu, một mặt khả năng sản lượng của Cẩm Hồ còn có hạn, một phương diện khác, khi cảnh cửa thị trường tầm thấp mở ra, tạm thời chưa tiến vào tức là đã có sách lược linh hoạt hơn đối thủ cạnh tranh. Samsung lúc này đột nhiên thay đổi sách lược chỉ có đuổi theo phát mệt. Từ kỹ thuật hạch tâm ngày càng hoàn thiện ra, Lý Tại Thù không thể nhắm mắt nói không thấy Cẩm Hồ có ưu thế tự nhiên ở thị trường bản địa. Khi chuỗi xí nghiệp di động Trung Quốc mới có bước khởi đầu thì Thịnh Hâm vào năm 97 đã dùng 500 triệu thực thi phương án, trăm thành trăm hiệu, mở rộng mạng lưới tới thẳng thành phố cấp 1 cấp 2, đến năm nay lại đề xuất phương án, nghìn thành nghìn hiệu, đem mạng lưới tiêu thụ tới cả thành trấn. Thịnh Hâm là xí nghiệp thành viên của hệ thống Cẩm Hồ dùng sách lược thẩm thấu theo chiều dọc này khiến họ có sức cạnh tranh hùng mạnh ở thị trường bản địa, thậm chí Cẩm Hồ có thể thu hẹp không gian lợi nhuận các mắt xích, giảm giá lớn sản phẩm để áp chế đối thủ cạnh tranh. Mặc dù Cẩm Hồ ở phương diện này tỏ ra rất khắc chế, nhưng khi cạnh tranh tới một mức độ khốc liệt nào đó, ai đảm bảo Cẩm Hồ không tung chiêu sát thủ này ra. Samsung ở Hàn Quốc cũng thực thi sách lược thẩm thấu cao này ở Hàn Quốc. Chỉ là dung lượng thị trường Hàn Quốc không thể so với Trung Quốc. Lý Tại Thù không nghĩ ra được Samsung đánh giáp lá cả với Cẩm Hồ ở thị trường di động tầm thấp còn có ưu thế gì. Không những không có phần thắng, còn làm loạn sách lược thị trường định sẵn. Nhưng cứ trơ mắt nhìn Cẩm Hồ nuốt cả thị trường di động tầm thấp vào bụng làm sao hắn cam tâm. Dù lợi nhuận mỗi chiếc di động tầm thấp chỉ có hạn, song với hàng trăm triệu người dân thành phố bình thường ở Trung Quốc, nó có tiềm lực lớn ngoài tầm tưởng tượng. Trên bàn làm việc của Cát Kiến Đức cũng có hai chiếc di động mới do Liên Tín và Cao Khoa KV đưa ra, mắt ông ta nhìn xoáy vào đó, răng thì nghiến ken két. Tiêu Thụy Dân ngang nhiên đối kháng là cái gai trong lòng Cát Kiến Đức, nhưng ở thời điểm Hoa Hạ chính thức giao cho Ủy ban Thương mại, Liên Tín thành công đưa ra di động mới sử dụng kỹ thuật chip cơ sở của ISS, không còn nghi ngờ gì, đã chứng minh quyết định ban đầu của Tiêu Thụy Dân không sai. Thị trường di động trong nước luôn duy trì tăng trưởng tốc độ cao. Nhưng do nguồn cung linh kiện đầu nguồn không đủ, trừ Ái Đạt và Cao Khoa KV có đủ lượng chip ra thì 13 doanh nghiệp di động trong nước khác đều đối diện với cục diện sản lượng thiếu nghiêm trọng, có tiền mà chẳng kiếm được. Nhắm vào cục diện này, các doanh nghiệp di động khác đều dùng sách lược nâng cao lượng đặt hàng trong một lần, chỉ có Liên Tín dưới sự xuất lĩnh của Tiêu Thụy Dân tiến hành hợp tác sâu hơn với Cẩm Hồ. Trong 3 xí nghiệp di động của điện tử Hoa Hạ, thành tích của Liên Tín luôn tốt hơn Liên Tấn và Đông Hưng, nhưng ưu thế không rõ ràng. Từ mùa hè tới nay, Liên Tín ngoại trừ hợp tác với Cẩm Hồ sản xuất máy mới dùng chip cơ sở của ISS, còn có được một phần cung ứng linh kiện thiếu hụt từ Cẩm Hồ, đến quý 3, thành tích đã tạo thành khoảng cách tương đối so với Liên Tấn và Đông Hưng. Di Mộng mới đưa ra, đem so với Liên Tấn, Đông Hưng phải mua linh kiện với giá cao ở nước ngoài, dù giá bán thấp hơn, nhưng không gian lợi nhuận lại đề cao gấp bội. Cát Kiến Đức lúc này tìm không ra được cái cớ nào nhổ bật gốc cái gai Tiêu Thụy Dân này đi. Thậm chí còn lo Liên Tín độc lập khỏi Hoa Hạ. Cát Kiến Đức nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đầu nhâm nhầm đau, trước kia tranh đấu với Cẩm Hồ thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới đại cục, nhưng không ngờ là Cẩm Hồ đâm một cái gai vào tim mình, ít nhiều cảm thấy nguy cơ sinh tử, thầm nghĩ việc nét Hoa Hạ xây nhà máy mới phải cắn răng mà làm, không thể để tài nguyên chảy về phía Cẩm Hồ thêm nữa. Hạ tuần tháng 11 ánh mắt bên ngoài đều nhìn vào hai nhà máy mới của Trung Tinh Vi Tâm. Trương Khắc thì từ Kim Sơn chạy tới Tân Đình, y phải đau đầu vì chuyện khác. Việc sắt thép Liên Hợp Đông Hải thu mua sắt thép Đông Sơn, cùng thực thi phương án xây dựng cơ sở sản xuất 14 triệu tấn qua hơn một năm đàm phán đã bị Ủy ban Kế hoạch Phát triển phủ quyết. Tới đây nỗ lực tư bản dân doanh thẩm thấu vào xí nghiệp quốc hữu cỡ lớn đã tuyên bố thất bại. Kết quả này không làm người ta quá bất ngờ, trước đó cũng đã chuẩn bị mấy phương án dự phòng rồi. Cuối cùng phương án điều chỉnh được phê duyệt là sắt thép Liên Hợp Đông Hải cùng sắt thép Đông Sơn liên doanh đầu tư đăng ký công ty mới xây dựng cơ sở sản xuất 14 triệu tấn. Tỷ lệ cổ phần giữa sắt thép Đông Hải và sắt thép Đông Sơn là 7/3, theo tỷ lệ này đầu tư vào công ty mới 1,5 tỷ đô la Mỹ, hạng mục xây dựng cơ sở sắt thép coi như chính thức khởi động. Thương vụ Cẩm Hồ nắm 75% cổ phần của sắt thép Đông Sơn theo tỷ lệ phải phụ trách 450 triệu đô la Mỹ kiến thiết. Địa phương gánh 150 triệu đô la Mỹ.
khởi động xây dựng cảng Đông Sơn khiến mỗi một xu của tỉnh Giang Nam đều ném hết vào đó rồi, thực sự không lấy đâu ra 150 triệu đô la Mỹ nữa, bộ phận tài chính này lại phải do Cẩm Hồ gánh. Buổi lễ khởi công cơ sở sắt thép diễn ra rất thầm lặng, không đặc biệt mời phóng viên tới, trừ truyền thông hai tỉnh chỉ có một số phóng viên chuyên ngành điện tử không mời mà tới. Những phóng viên chuyên ngành này đa phần quan tâm tới tình hình tài chính của Thương vụ Cẩm Hồ, làm người ta khó tưởng tượng Thương vụ Cẩm Hồ bỏ ra 600 triệu còn có năng lực gánh vác được nhiệm vụ đầu tư xây dựng hai nhà máy tinh viên. Chương 1142, cái cớ để vụng trộm 2. Tân Đình vào đầu mùa đông, đứng bên bờ biển, gió thổi tới cảm giác như có dao cắt, Trương Khắc chẳng đi tham gia lễ khởi công, y đỗ xe dừng ở bên đường, đi quanh công trường một vòng, uống gió lạnh nửa ngày trời. Nhận được điện thoại nói buổi lễ đã kết thúc, đội xe về thành phố, y mới đi về xe. Cả đội xe đều đỗ bên đường đợi y, Trương Khắc thấy cửa sổ xe của Đường Học Khiêm mở, liền đi thẳng về phía đó. Nào, lên xe của bác, Đường Học Khiêm mở cửa cho Trương Khắc. Trương Khắc thấy Lục Văn Phu cũng ở trên xe, Hứa Thụy Bình không thấy đâu, chỉ có Mông Học Khánh ngồi ở ghế phụ lại, chắc là đang nói chuyện đề tài Tân Đình, nên mới gọi Mông Học Khánh lên xe, để nắm tình hình cụ thể hơn. Chỉ không biết rơi vào trong mắt quan viên Tân Đình, bọn họ sẽ nghĩ gì. Mông Học Khánh này đã là phó khu trưởng khu cảng Đông Sơn, mặc dù ông ta càng thông thuộc việc xây dựng cảng hơn, nhưng thành phố Tân Đình xét tới tính đặc thù của ông ta, để ông ta phân quản mảng mời gọi đầu tư. Trương Khắc thấy Mông Học Khánh muốn nhường chỗ cho mình, nói, tôi chen ở ghế sau với bác Đường và tỉnh trưởng Lục là được, ba chúng tôi đều gầy cả. Xe đi trên con đường thông cảng, hai bên đều là công trường bận rộn. Trương Khắc cười, tựa hồ ngửi thấy không khí thời đại cả nước ra quân xây dựng rồi. Lục Văn Phu đại diện chính phủ Đông Hải tham gia lễ khởi công, cũng cười nói, đúng thế, tỉnh trưởng Đường theo bí thư từ tới Giang Nam là mong đợi họ ngăn cơn sóng dữ mà. Đường Học Khiêm lại không cười mà khẽ thở dài, con số kinh tế tạm thời được cải thiện, khu vực hưởng lợi còn hạn chế, toàn tỉnh đang điều chỉnh kế cấu công nghiệp, đây không phải là chuyện có thể hoàn thành một sớm một chiều. Trương Khắc gãi đầu. Y hiểu áp lực trong lòng từ Học Bình, Đường Học Khiêm là gì? Sang năm tổng số công nhân mất việc toàn tỉnh Giang Nam có khả năng sẽ quá 140 triệu, số lượng việc làm mới dự kiến không quá 10 vạn. Mùa hè năm nay tỉnh Đông Hải toàn diện nâng cao tiêu chuẩn cứu tế sinh hoạt công nhân mất việc, bỏ ra hơn 400 triệu gần như không có áp lực gì, nhưng tỉnh Giang Nam năm ngoái mới trải qua lũ lớn, ngay cả an bài người bị nạn còn chưa xong thì lấy đâu ra tiền. Lục Văn Phu hỏi Trương Khắc. Động tác giả của Trung Tinh vi tâm quá nhiều, đừng nói bên ngoài mơ hồ, mà ngay cả trong tỉnh ta cũng nghi hoặc. Tóm được cậu chẳng dễ chút nào, tôi muốn hỏi cậu, dự đoán nhà máy Kim Sơn khi nào có thể xây dựng. Còn phải xem tiến độ đàm phán phía Singapore ra sao. Trương Khắc nhún vai đáp, bất kể thế nào trước Tết sẽ xây, cho dù phía Singapore chưa đàm phán xong, cũng phải gom góp tài chính cố mà làm thôi. Cẩm Hồ hẳn là không chỉ định xây mỗi nhà máy tinh viên thôi chứ hả? Lục Văn Phụ lại hỏi, tỉnh trưởng Lục đúng là có đôi mắt lửa ngươi vàng. Trương Khắc cười, chúng tôi dự đoán, trong vòng 2, 3 năm nữa, chip trung thấp sẽ do kỹ thuật 25 micron làm chủ. Lục Văn Phụ nghe thế hiểu ngay, ngạc nhiên hỏi, như vậy Cẩm Hồ sẽ xây dựng nhà máy lắp ráp ở Kim Sơn. Thời gian qua, Ái Đạt luôn khắc chế chiếm phân ngạch thị trường. Trương Khắc đưa tay lên sờ mũi, nhưng phương hướng kinh doanh không phải là bất biến, đặc biệt ở giai đoạn này. Chúng tôi đã hoàn thành chuẩn bị ở di động tầm thấp. Di động tầm thấp cuối cùng không thoát được cục diện cạnh tranh với mức lợi mỏng, chúng tôi chỉ đành chủ động nương theo, mở rộng quy mô sản xuất tiến hành giàn mỏng chi phí. Ồ, Đường Học Khiêm giờ mới hỏi, bác đang muốn biết khi nào cháu tăng mạnh sản lượng đây, hiện sản lượng lắp đặt di động Ái Đạt chỉ có 2 triệu thôi phải không? Vâng, năm nay vừa mới đột phá 2 triệu, bộ phận chế tạo bước tiếp theo sẽ đặt tinh lực chủ yếu việc mở rộng linh kiện hạch tâm. Trương Khắc thở dài, hiện đem một số sản phẩm tầm thấp cho xí nghiệp như Điện khí Tân Nguyên làm thay, cũng sẽ tiến thêm một bước tăng cường hợp tác. Nhưng bước tiếp theo mở rộng rất lớn, có nhiều vấn đề phải phối hợp tốt, tiến độ không nhanh được. Bước tiến lớn cỡ nào? Đường Học Khiêm mắt sáng lên. 2 năm phải đạt tới sản lượng 50 triệu máy, trong vòng 4 năm sản lượng phải đạt tới 100 triệu. Đường Học Khiêm và Lục Văn Phu cùng hít một hơi. Dự kiến tới năm 2001 tổng số hộ dùng di động chưa chắc đã tới 50 triệu, vậy mà sản lượng 50 triệu, mục tiêu của Cẩm Hồ tựa hồ quá lớn, phải biết rằng số hộ dùng di động năm nay mới hơn 10 triệu. Cơ sở chế tạo mới đều đặt ở Kim Sơn sao? Đường Học Khiêm hỏi lại,
ông ta biết xí nghiệp chế tạo với quy mô lớn như thế đem lại cho Kim Sơn cái gì, nhà máy tinh viên dùng công nhân trình độ cao, thực tế chẳng giúp ích gì được cho việc giải quyết công ăn việc làm ở Kim Sơn, nhưng nhà máy lắp ráp thì khác, đa phần là cương vị công tác phổ thông, người lao động bình thường chỉ cần đào tạo qua là có thể đảm nhiệm được, hơn nữa công việc lại nhiều, có thể giải quyết vấn đề thất nghiệp của nhân khẩu thành thị. Gần như thế ạ, Trương Khắc gật đầu khẳng định, cháu đang suy tính đem toàn bộ việc sản xuất di động tầm thấp đặt ở Kim Sơn, không chỉ có dây chuyền lắp ráp, còn có dây chuyền sản xuất màn hình STN cũng chuyển tới Kim Sơn. Ở Hải Châu, Kiến Nghiệp tập trung vào sản nghiệp trung và cao. Chập tối, Tạ Kiếm Nam lái xe rời khỏi nhà máy, hiếm khi về sớm như thế, đeo tai nghe lên, gọi điện cho vợ, định tìm một nhà hàng hoàn cảnh u nhã dùng cơm. Xe rẽ vào con đường Thế Kỷ, thấy đầu đường đỗ mấy cỗ xe, có xe công vụ Kim Sơn, có xe Hải Châu, Kiến Nghiệp, ở chỗ đất trống, một nhóm người đang vừa đi vừa nói chuyện. Mảnh đất đó vốn là phân cho khu công nghiệp, sau khi Khoa Vương tiếp quản khu công nghiệp điện tử, Tạ Kiếm Nam đem quy hoạch không thỏa đáng ban đầu tiến hành điều chỉnh lớn, đem chủ yếu tinh lực đặt ở nhà máy đã xây xong, mảnh đất này bị thành phố Kim Sơn thu lại. Tạ Kiếm Nam nhìn đoàn người kia đi ra bên đường, cố ý giảm tốc độ xe xuống, hắn vốn cho rằng mảnh đất này trung tinh vi tâm lấy xây dựng nhà máy tinh viên, nhưng đột nhiên phát hiện một bóng hình yểu điệu quen thuộc, mặc chiếc áo khoác đỏ, hình như là Trần Tĩnh, giật mình, Cao Khoa KV muốn lấy mảnh đất này xây nhà máy. Xác nhận là Trần Tĩnh, Tạ Kiếm Nam đỗ xe bên đường, nhìn Trần Tĩnh, Lưu Minh Huy được nữ phó thị trưởng duy nhất Lưu Vi Vi và quan viên cục mời gọi đầu tư Tháp Tùng đi về phía này. Nhìn thấy giống mọi người nên đi xuống, Tạ Kiếm Nam và Lưu Vi Vi bắt tay, quay sang phía Trần Tĩnh chào hỏi, mọi người định xây nhà máy ở đây à? Đúng là có suy tính này, nhà máy ở Hải Châu hơi nhỏ, chính sách của Kim Sơn xây nhà máy mới, lại sắp thành hàng xóm của anh rồi. Trần Tĩnh khoanh tay trước ngực đứng đó nói chuyện với Tạ Kiếm Nam rất tự nhiên, qua thành phố nhìn thấy vợ anh, cô ấy hình như cũng nhận ra tôi. Lấy tay vẽ một vòng ở bụng, mấy tháng rồi. À, Tạ Kiếm Nam mất một giây mới hiểu ra, thảo luận chuyện vợ mang thai với người yêu cũ, đúng là rất ngại ngùng, nhưng xem chừng Trần Tĩnh chẳng còn vướng bận gì chuyện cũ nữa, 6 tháng rồi. Nhìn dung nhan lộng lẫy của Trần Tĩnh, trông còn có vẻ dạng người hơn trước, chẳng biết nói gì. Di động vang lên, Tạ Kiếm Nam lấy ra xem, thấy là điện thoại của vợ, vẫy tay tạm biệt, tôi đi trước đây, hôm khác gặp lại mời mọi người ăn cơm. Vào trong xe từ gương chiếu hậu nhìn thấy bọn họ vẫn đứng bên đường nói chuyện không vội vào xe, thầm nghĩ đất công nghiệp của Hải Châu tuy hơi eo hẹp, nhưng còn chưa tới mức ngay cả Cao Khoa KV không có đất để xây nhà máy mở rộng sản lượng, thực sự hắn không thấy có lý do nào để Trần Tĩnh tới Kim Sơn. Chương 1143, cái cớ để vụng trộm 3. Trừ Trần Tĩnh, Lưu Minh Huy còn có Đinh Văn Tường, Chu Tiểu Binh những cao tầng của Tân Nguyên cũng tới Kim Sơn đầu tư khảo sát, ít nhiều làm người ta khó hiểu. Tháng 11, Liên Tín và Cao Khoa KV đưa ra di động mới tầm thấp, Cẩm Hồ lại không có động tĩnh gì. Năm 99 chỉ còn lại chẳng mấy ngày nữa là hết rồi, ngành điện tử tiến hành tổng kết năm vừa qua cũng chẳng phải là quá sớm, dự kiến tổng lượng tiêu thụ năm nay của di động trong nước hơn 30 triệu chiếc. Mặc dù đầu tháng 3 Bộ Thông tin tổng cộng phát 11 tấm giấy phép, nhưng bị hạn chế nghiêm trọng của sự thiếu hụt linh kiện đầu nguồn, thị phần di động trong nước không tăng lên bao nhiêu, chỉ có 28% so với 25% của năm ngoái. Nhưng số lượng tăng trưởng tương đối khả quan, dự kiện tổng sản lượng di động trong nước sản xuất đạt tới 8 triệu 400 nghìn chiếc, năm ngoái chưa được 4 triệu chiếc. Cho dù còn nhiều điều thiếu sót, năm 98 vẫn là một bữa tiệc linh đình của di động sản xuất trong nước. Cẩm Hồ vẫn độc chiếm ngôi đầu, mặc dù thị phần có sụt giảm, nhưng tổng lượng tiêu thụ 4 triệu chiếc khiến Cẩm Hồ kiếm được lợi nhuận 4 tỷ trước thuế, thêm vào cống hiến ở thị trường nước ngoài, Cẩm Hồ lần đầu chen chân vào vị trí 10 doanh nghiệp di động hàng đầu thế giới. Tập đoàn Ái Đạt chỉ bằng vào nghiệp vụ di động trong nước chen chân vào 3 vị trí đầu top 100 doanh nghiệp điện tử là chuyện chắc chắn. Cao Khoa Khoa Vương là ngôi sao mới nổi, tháng 7 bọn họ đưa ra di động Bảo Thạch rất được ưa chuộc. Cuối năm dự kiến lợi nhuận trước thuế sẽ hơn 500 triệu. Còn 3 công ty di động của Hoa Hạ, Đông Hưng, Liên Tấn mặc dù thị phần hạ rõ rệt, lợi nhuận hơi giảm sút, bằng vào tổng lượng tiêu thụ 3 triệu chiếc, vẫn có lợi nhuận lớn 2 tỷ. Liên Tín, bị coi là phản bội câu kết với tử địch Cẩm Hồ là xí nghiệp tăng trưởng duy nhất, lợi nhuận cả năm đạt tới 1 tỷ cũng khiến Tiêu Thụy Dân có vốn liếng đấu với Cát Kiến Đức. Phần còn lại do 10 doanh nghiệp di động trong nước phân chia, tổng lợi nhuận ước đạt 700 triệu. Chia ra mỗi nhà được mỗi 70 triệu,
so với Cẩm Hồ thật không đáng nói tới. Nhưng 99, hơn 1/4 số quốc sĩ lỗ vốn, 1/2 miễn cưỡng hòa vốn, chỉ có 1/4 có chút lợi nhỏ, trong nửa năm kiếm được lợi nhuận 70 triệu đã được tính là thành tích to lớn rồi. Mỗi khi tới cuối năm giới truyền thông lại theo thói quen dự đoán phát triển năm sau, năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Dự đoán thị trường di động năm sau, quan điểm tương đối lạc quan cho rằng lượng hộ dùng vẫn duy trì tăng trưởng cao tốc 60%, thị trường di động trong nước tăng trưởng 70-90% sẽ không có gì bất ngờ. Có nghĩ là năm sau quy mô thị trường di động trong nước có thể vượt qua Nhật Bản, đạt tới lượng tiêu thụ 50 triệu chiếu, thành thị trường di động lớn thứ hai toàn cầu sau Mỹ. Đúng là một cái bánh cực lớn, Tạ Kiếm Nam thầm nghĩ. Cho dù năm sau thị phần của Ái Đạt không đổi, lượng tiêu thụ cũng đạt tới chừng 7 triệu chiếc, thêm vào thị trường nước ngoài, Cẩm Hồ phải đảm bảo mảng di động năm sau có sản lượng 9 triệu chiếc, tầm nhìn xa hơn phải lấy mục tiêu mở rộng lên 20 triệu chiếc trong vòng 2 năm. Trong mắt Tạ Kiếm Nam, Cẩm Hồ có kỹ thuật xưng hùng thị trường di động tầm thấp, nếu không ra sức mở rộng sản lượng, lấy số lượng giành phần thắng thì đúng là vô lý. Tình hình thực tế làm người ta khó hiểu, Cẩm Hồ luôn đề cao sản lượng chip, còn nhà máy chỉ có thể đảm bảo sản lượng năm sau đạt tới 6 triệu chiếc, còn xa mới đáp ứng đủ lượng nhu cầu của thị trường. Tạ Kiếm Nam nghĩ chắc Cẩm Hồ vẫn để Tân Nguyên, Cao Khoa KV phân chia bớt áp lực sản lượng cho mình. Trên thực tế đầu đĩa mà Ái Đạt đưa ra thị trường có một nửa là do Tân Nguyên sản xuất thay, nửa cuối năm nay cũng đem một phần di động tầm trung thấp giao cho Tân Nguyên làm thay. Chỉ là tỷ lệ không lớn lắm nên không khiến trong ngành chú ý. Lần này trông có vẻ hơi khác, Tạ Kiếm Nam qua gương chiếu hậu nhìn lại mảnh đất kia lần nữa, cảm giác đúng là khác thường. Tân Nguyên, Cao Khoa KV nếu muốn thay Cẩm Hồ chia sẻ áp lực sản lượng, hoàn toàn có thể dựa vào hệ thống hoàn thiện ở Hải Châu để có ưu thế giá thành. Trừ phi quy mô nhà máy mới lớn đến mức có thể vượt qua điểm yếu về chuỗi sản nghiệp. Xe đi vào vùng đất trống trải phía Bắc, có thể nhìn thấy ẩm Mã Hà. Một đội xe từ hướng ngược chiều đi tới, có xe mang biển chính phủ Đông Hải, đội xe đi qua bên cạnh, Tạ Kiếm Nam thình lình thấy chiếc Mercedes bắt mắt của Trương Khác ở giữa đội ngũ. Cẩm Hồ muốn khuếch đại sản lượng di động ở Kim Sơn. Tạ Kiếm Nam ý thức được điều này. Tạ Kiếm Nam không kìm được quay đầu nhìn, đội xe rẽ vào con đường Thế Kỷ, chắc là tụ họp với đám Trần Tĩnh, Cẩm Hồ vì đánh lừa đối thủ cạnh tranh, liên hợp với Tân Nguyên, Cao Khoa KV mở rộng sản lượng. Tương lai đương nhiên kéo cả công ty khác vào. Cẩm Hồ sao lại bỏ cơ hội tiến vào thị trường di động tầm thấp, Tạ Kiếm Nam dùng mình, xem ra Cẩm Hồ không phải chỉ muốn xưng hùng, thậm chí còn có dã tâm lũng đoạn thị trường di động tầm thấp. Từ Tân Đình trở về, Trương Khác cùng Đường Học Khiêm, Lục Văn Phu tới thẳng khu công nghiệp Kim Sơn, hội họp với Trần Tĩnh đang tiến hành khảo sát đầu tư ở đó, rồi cùng về kiến nghiệp. Trần Tĩnh hơi hé chiếc cổ áo khoác, để lộ ra chiếc áo chun cà phê bó sát bên trong. Thấp thoáng bầu ngực đầy đặn vun cao bên trong, đai lưng thắt chặt, vòng eo nhỏ nhắn mê người, vóc người tha thướt, dung nhan tinh tế, làn da ngọc ngà, đúng là tình nhân ao ước của nam nhân. Ngồi ở trong xe, Trương Khác còn có thể ngắm nhìn dung nhan diễm lệ của Trần Tĩnh, xuống xe rồi, hết sức nghiêm chỉnh đi tới bắt tay cô Hàn Huyên, có thành quả khảo sát nào khiến người ta hân hoan cổ vũ không? Bí thư Triệu hôm nay không tới được, liên tục gọi cho tôi mấy cú điện thoại. Muốn tôi thay ông ấy giải thích tỉ mỉ chính sách ưu đãi của chính phủ Kim Sơn cho cô nghe. Trần Tĩnh chẳng nghiêm mặt lại nói chuyện với Trương Khác mà nở nụ cười, trong mắt người khác cũng chỉ thấy thân thiết một chút mà thôi, cô đủ khéo léo nắm chừng mực, cưỡi ngựa xem qua đi qua một vòng, cảm giác không tệ, cụ thể phải về kiến nghiệp nghiên cứu lại. Quay sang Hàn Huyên với Lục Văn Phu, Đường Học Khiêm. Vì đánh lừa đối thủ cạnh tranh, tranh thủ 2 năm phát triển quan trọng, lần mở rộng sản lượng. Xây dựng cơ sở chế tạo siêu lớn ở Kim Sơn lần này, Trương Khắc chỉ trao đổi với các lãnh đạo tỉnh, không để chính phủ Kim Sơn động can qua thay đổi quy hoạch khu công nghiệp, tránh tin tức sau khi công khai khiến đối thủ cạnh tranh chú ý. Hồ Kim Sơn vỡ đê chưa nói tới thương vong và tổn thất tài sản cực lớn, còn gây ra ảnh hưởng cực tệ, hơn một năm qua chẳng có mấy xí nghiệp mới tới Kim Sơn đầu tư xây dựng nhà máy, một loạt mảnh đất công nghiệp để hoang. Điều này vừa vặn có lợi cho Cẩm Hồ tách cơ sở chế tạo di động tầm trung thấp ra cho Tân Nguyên và Cao Khoa KV cùng xây nhà máy. Đợi tới khi nhà máy lắp ráp, dây chuyển sản xuất, nhà máy sản xuất màn hình, nhà máy phụ trợ xây xong tạo thành chuỗi sản nghiệp hoàn chỉnh mới để lộ mục đích, hiện quy hoạch chỉnh thể mới chỉ có trong đầu một vài người, không cần ngay từ đầu đã lớn tiếng nói cho đối thủ cạnh tranh, sói tới rồi. Bất kể là Cao Khoa KV hay Tân Nguyên đều sẵn lòng phối hợp. Bản thân Cao Khoa KV rất cần cơ sở chế tạo lớn,
Tân Nguyên cũng có được đơn đặt hàng lớn từ Cẩm Hồ. Hiện Cẩm Hồ tạm thời không đưa ra di động tầm thấp, tránh cạnh tranh trực tiếp với Cao Khoa KV, Liên Tín ở mảng này, hưởng lợi nhuận ở cung ứng linh kiện hạch tâm. Liên Tín muốn mở rộng sản lượng bị hạn chế lớn, Cát Kiến Đức là tảng đá chắn đường mà lúc này Liên Tín không thể vòng qua. Mặt trời xế bóng, thời gian chưa quá 5 giờ, đường cao tốc Kim Sơn, Kiến Nghiệp xây xong, lộ trình giảm xuống còn trong 2 giờ, Lục Văn Phu còn có việc ở Kiến Nghiệp, không ở lại ăn tối. Chương 1144, cái cớ để vụng trộm 4. Trước khi lên đường cao tốc, Trương Khắc mời Lục Văn Phu vào xe của mình, thuận tiện bàn việc, hiện Cẩm Hồ tăng cường lực độ đầu tư vào Kim Sơn, cần trao đổi để tỉnh thông cảm. Nói chuyện say sưa, chẳng nhận thấy được thời gian trôi đi, rời đường cao tốc, Lục Văn Phu phải xử lý công việc, nên chia tay nhau, Trương Khắc và Trần Tĩnh đi thẳng về ngõ học phủ, hướng về phía Yến Viên. Nhìn đội xe của Lục Văn Phu biến mất tại đầu đường, Trương Khắc vỗ đầu, làm như đột nhiên nhớ ra một chuyện nói với Trần Tĩnh. Phó tỉnh trưởng Lục vừa mới ở trên xe nói với tôi một chuyện, cần phải để cô biết, tôi ngồi xe của cô nhé, trên xe nói không hết chuyện, tối cô mời tôi ăn cơm. Nói xong khom người chui luôn vào xe Trần Tĩnh. Phó tỉnh trưởng Lục nói gì? Trần Tĩnh vào xe, thấy Trương Khắc cười tủm tỉm nhìn mình mà hồi hộp, tay thiếu chút nữa chống lên đùi Trương Khắc, ngồi vào chỗ rồi ấn nút, tấm ngăn cách chậm chậm kéo lên, ngăn cách với khoang lái, khiến gian sau rộng rãi của chiếc xe xa hoa biến thành không gian riêng tư của hai người. Lúc này mới thở phào, nói đi, tôi rửa tai lắng nghe đây. Em không nghe ra vừa rồi chỉ là cái cớ thôi sao? Sau khi tấm ngăn cách kéo lên, một chiếc bàn nhỏ trải ra, có thể đặt tài liệu lên đó, Trương Khắc chống tay lên bàn, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trần Tĩnh, mời em ăn cơm tối, có được không? Nếu không được anh xéo về xe của mình. Người ta đâu có nhiều kinh nghiệm vụng trộm như anh. Trần Tĩnh hờn dỗi, anh chịu xéo về xe sao? Em rất muốn thấy đấy. Nhìn Trương Khắc vô lại đưa tay ra vuốt má mình, lại nở nụ cười rạng rỡ. Trong khoang xe bất điều hòa, nhiệt độ hơi cao, Trần Tĩnh cởi chiếc áo khoác dày ra, chỉ có chiếc áo len cà phê ôm sát người, tôn lên đường cong mê đắm mềm mại của nữ nhân thành thục, vòng eo nhỏ nhắn, mông nở nang, bầu ngực tròn căn cao vút, phía dưới chiếc quần dài thẫm màu, khiến Trần Tĩnh mang khí chất cao nhã mà quyến rũ. Trương Khắc giúp Trần Tĩnh cởi áo khoác ngoài ra đặt lên bàn, nhìn cô buông xõa mái tóc ra, khiến suối mây bồng bềnh chảy xuống bờ vai thơm, làm khuôn mặt thêm dịu dàng. Lúc này bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ lấy Kiến Nghiệp, rời đường cao tốc còn có một đoạn ngoại ô, đường rộng xe thưa, bên ngoài cửa trăng tròn vành vạnh, treo trên bầu trời sâu thẳm thần bí, nghe tiếng gió thổi ù ù bên ngoài, biết không khí lạnh đầu mùa đã tới. Trương Khắc và Trần Tĩnh không có cơ hội ăn cơm riêng với nhau, đám Lưu Minh Huy, Phó Tuấn thì dễ cắt đuôi, nhưng xe vào thành phố vừa vặn gặp phải Tạ Tử Gia ngồi xe Tạ Ý đi qua. Tạ Ý và vợ cùng Tạ Tử Gia muộn thế này còn chưa ăn cơm, thế là mọi người cùng tới một quán lẩu, tuy mất cơ hội ở riêng bên giai nhân, nhưng trong đêm đông lạnh lẽo thế này, ngồi chen chúc với nhau ở một bàn, náo nhiệt ăn lẩu cảm giác không tệ. Ăn sắp xong, vợ chồng Tạ Ý đi tính tiền, đám Trương Khắc, Trần Tĩnh, Tạ Tử Gia vẫn ngồi lại trò chuyện. Di động của Trần Tĩnh ở trên bàn rung lên, cô cầm lấy hơi nghiêng đầu nhìn số di động, rồi đưa cho Trương Khắc nhìn. Nghi hoặc hỏi, bất động sản Yến Viên gọi điện cho tôi làm gì nhỉ? À, chừng đôi mắt đẹp hung ác hỏi Tạ Tử Gia, có phải lúc em đi quên khóa cửa để trộm vào nhà không? Đâu có, buổi chiều Tạ Ý lái xe tới đón em còn chuyên môn khóa cửa, không tin đợi Tạ Ý đến hỏi mà xem. Tạ Tử Gia đang định cười vô tội thì nụ cười cứng lại trên môi, á. Mau chóng cô lấy áo khoác đứng dậy định chuồn ra ngoài. Á cái gì, Trần Tĩnh thức thì có dự cảm không lành bao phủ trong lòng. Tóm lấy tay Tạ Tử Gia, rốt cuộc em đã làm cái gì, không phải lại đốt cả phòng ngủ rồi đấy chứ. Không có gì, chỉ nhận điện thoại đi, em thấy trong tiểu khu dán giấy nói trước Tết Tây tổ chức hoạt rút thăm trúng thưởng gì đó, chắc là gọi cho chị vì việc này. Tạ Tử Gia nói chưa hết lời đã chuồn ra tận cửa rồi. Nhìn dáng vẻ này, Trần Tĩnh đã chuẩn bị tư tưởng đón nhận kết quả xấu nhất, nhận điện thoại xong thì Tạ Tử Gia cũng mất tích luôn rồi, bực tức kêu lên, con bé chết tiệt đó lại quên khóa vòi nước. Lần này nước tràn ra tới tận cửa lớn. Cô cầm lấy áo khoác mặc vào, đau xót nói, không biết trong nhà bị ngập nước thành thế nào rồi, biết ngay không thể để con bé đó ở nhà một mình mà, thả nó dẫn trai về nhà làm bậy cũng chẳng tới mức này. Trương Khắc cười cùng cô đi ra, Tạ Tử Gia đã chui vào trong xe Tạ Ý, bày ra khuôn mặt vô tội, ngồi trong xe chắp tay cầu xin. Trần Tĩnh đi tới khéo cửa, nhưng Tạ Tử Gia đã khóa từ bên trong,
cô chỉ biết tức tối giờ nắm đấm dứ dứ ngoài cửa xe. Lưu Minh Huy buổi tối còn về Hải Châu, mọi người đều đã uống chút rượu, Trần Tĩnh bảo lái xe đưa hắn đi, Trương Khắc lái xe đưa Trần Tĩnh và trợ lý của cô về Yến Viên, xem biệt thự của cô bị Tạ Tử Gia phá hoại thành bộ dạng gì. Nước từ phòng tắm tầng 2 tràn ra, Tạ Tử Gia chiều vốn định ngâm mình, đột nhiên bị chuyện khác ngáng ra, vứt luôn chuyện tắm rửa sau đầu, lỗ trống tràn ở bồn tắm bị khăn tắm bịt kín, nước tràn ra phòng ngủ, vào thư phòng, rồi từ cầu thang chảy xuống tầng 1, đợi tới khi nhân viên quản lý tiểu khu nhìn thấy nước chảy ra ngoài nhà thì đã được 4, 5 rồi. Trần Tĩnh nghiến răng nghiến lợi gọi điện cho Tạ Tử Gia, tuyên bố sau này cô bé không được hoan nghênh nữa, sàn nhà ngâm nước hỏng hết rồi, nhờ Trương Khác giúp thu dọn ít đồ riêng tư cho vào thùng giấy, chuẩn bị dọn tới chỗ khác ở. Đồ trong tủ đầu giường cũng phải mang đi, Trần Tĩnh xếp dọn đồ trang điểm vào trong hộp, bảo Trương Khác lấy giúp đồ trong tủ, đột nhiên nhớ ra ngăn kéo cuối cùng trong tủ đầu giường toàn là quần áo lót của mình, vừa định bảo y đi thu dọn thứ khác thì nhìn thấy Trương Khác lấy một cái quần lót ren nhỏ xíu màu đỏ từ trong ngăn kéo ra. Trần Tĩnh đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác vờ không nhìn thấy, tiếp tục dọn đồ trên bàn trang điểm, xong từ gương nhìn thấy Trương Khác ngồi xổm ở đó giơ chiếc quần lót lên hướng về phía mình so. Nhìn nụ cười bị ổi của y tựa hồ đang tưởng tượng ra cảnh mình mặc chiếc quần lót đó. Trần Tĩnh không nhịn được cười, thả mình xuống giường, vươn tay ra cướp lấy chiếc quần lót màu đỏ trong tay Trương Khác, ngồi bật dậy, gắt giọng nói, giúp người ta dọn thư phòng đi, chỗ này không cần tên đại sắc lang nhà anh giúp nữa. Giúp em dọn đồ lót đúng là tra tấn, món nào cũng không nỡ buông ra, ngồi nửa ngày trời chân sắp tê hết cả rồi. Trương Khác đứng dậy vặn hông, đi tới ôm lấy vòng eo mềm của cô. Định hôn lên cặp môi cong cong vờ giận dỗi của Trần Tĩnh thì nghe thấy có người lên lầu, môi hai người chạm khẽ vào nhau rồi tách ra. Trợ lý đi lên, bảo nhân viên quản lý tiểu khu đóng gói sách tài liệu trong thư phòng, Trần Tĩnh cũng nhanh nhẹn dọn đồ dùng riêng tư, lại còn phải giúp đồ gây họa Tạ Tử Gia dọn đồ, có người ngoài ở đây, không để Trương Khác giúp nữa. Hứa Tư gọi điện tới thì Trần Tĩnh vừa thu dọn xong. Trần Tĩnh đem chuyện Tạ Tử Gia làm nước ngập biệt thự kể cho Hứa Tư. Cái con bé đừng thấy nó thông minh vô cùng, nếu như không có người trông coi, ngay cả tự chăm lo sinh hoạt cũng chẳng biết, lúc bé nếu nó ở nhà một mình, trước khi đi đâu phải ngắt điện bên trong nhà trước. Giờ em phải tới khách sạn ở tạm một thời gian, sàn nhà bị ngâm nước quá lâu hỏng cả rồi, nhanh nhất phải mất cả tuần mới sửa xong, chị ở đâu? Trương Khác ngồi bên ghế, nhìn Trần Tĩnh đứng ở ban công nói chuyện điện thoại với Hứa Tư, thấy Trần Tĩnh nói tới đó có vẻ ngượng ngùng. Thầm nghĩ Hứa Tư bảo cô ở tạm biệt thự bên hồ rồi. Lấy chìa khóa ở chỗ Trương Khác ạ. Vừa vặn cậu ấy ở nhà em. Trần Tĩnh chột dạ quay đầu nhìn Trương Khác, mặt đỏ dừ. Chương 1145, đêm thiên hỷ sắp tới 1. Lúc này đêm đã khuya lắm rồi, nhưng bên hồ vẫn có cặp đôi trẻ chẳng sợ cái lạnh đầu mùa âu yếm nhau. Trần Tĩnh ôm hộp giấy đi sau Trương Khác, đi xuyên qua những cặp đôi này. Phía trước có một đôi. Chàng trai rón rén nhích tay từng chút một về phía tay cô gái muốn nắm tay, cô gái một tay đút trong túi một tay để ở ngoài, tay chàng trai vừa chạm vào tay mình, cô gái giật mình rụt lại, chàng trai liền rút lui, còn gái đầu gượng nghịu, nghĩ rằng cô gái từ chối mình, vẻ mặt rất chán chường. Cả hai tựa hồ đều biết đối phương có thiện cảm với mình, nhưng chưa xác định quan hệ yêu đương, vẫn còn rất dè dặt. Trần Tĩnh nhìn thấy hết, buồn cười lắm, nhìn nửa bên mặt Trương Khác ra cái vẻ nghiêm nghị. Giơ chân khẽ đá y một cái, nếu tới quá gần, sẽ làm đôi kia càng thêm lúng túng. Anh nhìn xem chàng trai kia ngốc quá, cô bé để tay bên ngoài lúc trời lạnh như thế, chẳng phải đợi cậu ta nắm lấy à? Cô bé cũng ngốc, nam nữ bình đẳng được hô hào bao năm rồi, còn nhát gan chẳng dám nắm tay chàng trai. Trương Khắc ghé vào tai Trần Tĩnh nói nhỏ, anh cũng đang sốt ruột thay cho họ đây, nắm tay nhanh nhanh rồi nên làm gì làm nấy đi. Kiếm một góc ấm áp nào đó chẳng hơn ngồi uống gió bên hồ à, nhiệt độ bây giờ phải âm 3, 4 độ đâu có ít. Trần Tĩnh đi lên, kề sát vai Trương Khác, nguyết y một cái, có phải ai cũng kinh nghiệm phong phú như anh đâu. Trương Khác cười hăng hắc, đi chậm lại cho đôi tình nhân trẻ rụt rè kia đi phía trước, Trần Tĩnh đi bên cạnh Trương Khác, còn cố ý để y chắn gió cho mình, muốn xem đôi tình nhân trẻ kia vượt qua hàng rào cuối cùng ra sao, cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy hết sức thân thiết. Quan hệ giữa cô và Trương Khác sau lần nụ hôn không thành công lắm trên xe đó hết sức tự nhiên trở nên thân mật, cả hai đều hiểu được tâm tư của nhau, cũng đã biểu đạt rõ ràng tâm tư của mình, chẳng cần phải rụt rè thăm dò như đôi tình nhân 18 tuổi nữa. Trần Tĩnh thực sự không tưởng tượng ra được mình và Trương Khác có thời gian chơi trò yêu đương của người trẻ tuổi như thế không,
có lẽ chỉ lỡ một chút thôi, sẽ bỏ lỡ cả đời. Ở kiến nghiệp, muốn trốn được Tạ Tử Gia chẳng dễ, hiếm có được cơ hội tốt đá Tạ Tử Gia đi như thế, Trương Khắc nói muốn giúp cô xử lý hậu quả, Trần Tĩnh có lý nào lại từ chối. Lúc này Trần Tĩnh điều trợ lý đi cùng nhân viên tiểu khu mang vật dụng còn lại tới chỗ khác cất tạm, cô và Trương Khắc mang vật dụng tùy thân tới nhà gỗ ven hồ. Sắp sẽ vào căn nhà gỗ rồi, nhìn thấy chàng trai chẳng dám thử nắm tay cô bé thêm lần nào nữa, Trần Tĩnh dậm chân sốt ruột, đi qua cổng nhà gỗ rồi mới phì cười, thì ra trẻ con yêu đương nhau như thế đấy. Vậy em cho rằng thế nào? Trương Khắc bảo cô chìa khóa nằm trong túi quần mình. Lỗ lớn rồi. Hả, lỗ lớn là sao? Trương Khắc ngạc nhiên hỏi. Trần Tĩnh hé miệng cười không nói, đặt chiếc hộp giấy nhỏ lên chiếc hộp giấy lớn Trương Khắc đang bê, che đi mặt y, cho tay vào túi quần của y lấy chìa khóa, cách lớp vải mỏng có thể chạm vào da thịt Trương Khắc, rất ấm, anh mặc quần mỏng thế, không lạnh à? Em sờ lưng anh đi. Trương Khắc tì hộp giấy lên tường đỡ phải dùng nhiều sức, em bắt anh bê nhiều đồ như thế, lưng đã ướt đẫm mồ hôi rồi, làm sao mà cảm thấy lạnh được? Trần Tĩnh nhăn mũi cười. Bê lấy hộp giấy bên trên, giảm bớt trọng lượng cho Trương Khắc. Vào cửa, còn phải dùng vân tay, Trương Khắc định đặt hộp giấy xuống, không ngờ Hứa Tư đã lưu vân tay của Trần Tĩnh vào hệ thống an ninh rồi. Nhìn Trần Tĩnh dùng ngón giữa đúng cửa, Trương Khắc cười nói, oa, trông dáng em dùng ngón giữa thật là ngầu, anh cũng phải lưu vân tay còn giữa của mình vào thôi. Trần Tĩnh cười khúc khích giơ ngón giữa lên trước mặt Trương Khắc, thấy y há mồm muốn cắn, vội vàng cười né tránh, chui vào phòng trước. Ném cả hai chiếc hộp gỗ lại cho Trương Khắc xử lý. Lầu trên có phòng ngủ dư, chăn màn đều phải trải mới, Trương Khắc bê hai hộp giấy lên lầu, mệt toát mồ hôi, ngồi xuống nhìn Trần Tĩnh dọn dẹp phòng. Á, Trần Tĩnh nhớ ra một việc, cặp môi hồng nhuận há ra một lúc, gãi đầu, em quên mất một thứ rồi, phải chạy ra siêu thị, gara có xe không? Không có, Trương Khắc lắc đầu, ngó vào hộp giấy, đồ sinh hoạt chẳng phải có đủ rồi sao? Cùng lắm thì dùng đồ của Hứa Tư cũng được, đến nhà cô ấy còn cho em ở rồi. Không biết chị ấy có nó ở đây không? Trần Tĩnh cầm lấy di động ra ngoài gọi, một lúc sau đi vào nói, ở đây không có, em vẫn phải đi siêu thị một chuyến, anh không cần đi với em đâu, em tự đi là được. Anh biết em quên cái gì rồi? Trương Khắc giữ Trần Tĩnh lại, em cứ ở lại dọn phòng đi, anh đi siêu thị hộ em. Anh biết à, Trần Tĩnh nghi hoặc nhìn Trương Khắc. Nhất định muốn anh tỏ ra thất vọng em mới tin anh biết em thiếu cái gì sao? Trương Khắc nhéo cái má trơn mềm của Trần Tĩnh, sụ mặt xuống, vậy anh tỏ ra rất thất vọng rất hụt hẫng. Trần Tĩnh tức thì mặt đỏ như gấc chín, không dám nhìn Trương Khắc, quay sang trải giường. Dùng Sophia được không? Trương Khắc đi ra khỏi cửa phòng lại thò đầu vào hỏi. Đi chết đi, Trần Tĩnh xấu hổ vô cùng cầm gối ném y. Ngõ học phủ đầu nam đầu bắc đều có một siêu thị tầm trung. Phục vụ cho sinh viên thuê trọ gần đó. Trương Khắc xách giỏ mua ít đồ ăn vặt đồ uống, sau đó đi tới khu đồ vệ sinh nữ, mua băng vệ sinh cho Trần Tĩnh, có mấy cô gái đang chọn đồ ở đó, thấy Trương Khắc đi tới, chố mắt ra nhìn một lúc rồi tránh đi. Trương Khắc cười toét miệng, nếu là kiếp trước có lẽ người xấu hổ là y, lúc này chẳng có chút chướng ngại tâm lý nào, mấy cô nữ sinh kia vừa cười vừa mang theo ánh mắt hâm mộ tránh đi, y còn cố ý đứng đó so sánh các hiệu nhãn mác. Lúc này là giờ tự ôn bài buổi tối vừa hết, ký túc xá sắp đóng cửa, đám sinh viên đợi ít Đông Hải thích tranh thủ thời gian ra ngoài, như chim sổ lồng vậy. Đêm thiên hỉ mọi người có kế hoạch gì chưa? CLB vũ đạo tổ chức leo núi Yến Quy, các bạn có đi cùng không? Kệ hàng đối diện có tiếng con gái nói chuyện, đang thảo luận chơi ngày cuối cùng của năm 1999 thế nào? Thời gian qua giới truyền thông suốt ngày cho đăng bài đề tài, đêm thiên hỷ, ái đạt cũng chuyên môn đưa ra di động hai màn hình phiên bản, đêm thiên hỷ, tuyệt đại đa số mọi người thấy đêm này ý nghĩa phi phàm, những đôi tình nhân đêm đó không hẹn họ, đúng là không còn thiên lý nữa, đêm đó cũng rất nhiều nam nữ thành đôi, giá trị đêm thiên hỷ khá khả quan. Nếu có ai đó tổ chức lễ hội pháo hoa đêm thiên hỷ thì tốt quá. Trương Khắc nghe được giọng nói quen thuộc, tay run run lấy một ít hàng trên kệ ra. Nhìn thấy khuôn mặt tươi trẻ động lòng người của Trần Ninh, cô đang cầm hai bình xà phòng tắm so với nhau, tùy ý nói chuyện với một cô bạn cùng phòng. Các bạn nghĩ xem, tiếng chuông 12 giờ vừa điểm, giữa lòng hồ pháo hóa rực rỡ bùng lên, chúng ta ngồi trên đỉnh núi Yến Quy, mới làm đêm thiên hỷ có ý nghĩ phi phàm. Các bạn nói xem, liệu có chàng ngốc nào đó nghĩ ra phóng pháo hoa ở hồ Yến Quy tỏ tình không? Nếu không bạn hy sinh vì mọi người đi, bọn mình đi thông báo khắp nơi.
ai phóng pháo hoa ở Hồ Yến Quy đêm Thiên Hỷ sẽ mang được mỹ nhân về. Mình thấy sẽ có rất nhiều người sẵn lòng làm chàng ngốc đấy. Mình thấy Vu Trúc cũng rất ngốc. Xì, cậu ta mà có cái đầu óc đó thì chẳng tới mức chẳng lừa được cô gái nào. Vả lại bà cô đây vì sao phải hy sinh thành toàn cho các người chứ? Trần Tĩnh và các cô bạn cười đùa một lúc rồi lấy xà phòng mang đi, quả nhiên vẫn chọn xà phòng lực sĩ. Chương 1146, đêm Thiên Hỷ sắp tới 2. Trương Khác nhớ lại kiếp trước y và Đỗ Phi tổ chức thành viên CLB mang bạn bè leo núi Yến Quy, có cả Trần Ninh và Vu Trúc, mọi người ngồi trên núi chơi bài, ngắm mặt trời của thiên niên kỷ mới, xuống núi rồi mới biết dưới núi đều mưa, cả thành phố bỏ lỡ lần đầu mặt trời mọc của thiên niên kỷ mới. Trương Khác đứng đó tới khi có tiếng con gái phì cười mới tỉnh lại, phát hiện ra mình cầm đồ vệ sinh phụ nữ đứng ngay chỗ này trông rất ngốc. Nhìn Trần Ninh và bạn tính tiền xong đi ra cổng siêu thị. Trương Khác vội chạy tới tính tiền, y mua cả đống đồ, tính tiền xong đuổi theo tới cửa ngõ thì Trần Ninh đã đi xa rồi. Trương Khác cứ đứng đó nhìn Trần Ninh rẽ vào cổng trường mới quay về. Về tới căn nhà gỗ bên hồ, Trần Tĩnh đã dọn dẹp phòng ốc gọn gàng, điều hòa đã bật lên, cô cởi áo khoác ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo len bó, mái tóc dài tùy ý đặt bên vai, đẹp dịu dàng, thấy Trương Khác xác đổ lên, cô đưa tay nhận lấy, khuôn mặt thanh xuân nở tràn nụ cười mê đắm. Nhìn Trần Tĩnh thướt tha đứng đó đợi mình, chút mất mát rối loạn trong lòng Trương Khác mới lắng xuống, trong lòng dâng lên cảm giác êm đềm quen thuộc. Đưa túi đồ cho Trần Tĩnh xách, Trương Khác vươn tay ôm thân thể ấm áp của cô, vòng tay siết chặt lấy tấm eo thanh mảnh mềm mại như không xương, thì thầm bên tai cô, một đêm như thế này có em ở bên, thật là tốt. Trần Tĩnh không dám nhìn vào mắt Trương Khác, cho dù tính dùng thái độ thoải mái thản nhiên của người trưởng thành xử lý quan hệ giữa hai người. Vẫn có chút rụt rè sợ hãi của thiếu nữ, nhưng rất thích cảm giác được Trương Khác ôm trong lòng. Ôm nhau ở cửa cầu thang một lúc Trương Khác mới buông Trần Tĩnh ra, em đi tắm đi, anh mang rượu lên gác trước, trong căn nhà này, anh thích nhất căn gác xếp đó. Em cũng thế, Trần Tĩnh mỉm cười, căn gác xếp tầng 3 có thể ngắm trọn vẹn cảnh đêm Yến Quy Hồ, sàn trải thảm lông êm ái, ngồi đó cùng tình nhân uống rượu tâm tình đúng là tuyệt vời nhất. Trần Tĩnh tắm xong, thay một chiếc quần dài bó màu nhạt. Đôi chân dài thon thả phơi bày tuyệt hảo, người mặc chiếc áo chun xám rộng mềm mại, che đi chiếc mông vỉnh cao, đi xếp nhung, lộ gót chân nhỏ nhắn trắng trẻo. Nhìn thấy Trương Khác ngồi trên sàn gọi điện thoại, cô định lùi ra thì Trương Khác chỉ chiếc bàn thấp xót rượu bảo cô ngồi xuống. Trần Tĩnh cầm ly rượu trong tay, yên tĩnh ngồi xuống bên Trương Khác, nghe y ba hoa loạn bậy với mẹ, đêm rất tĩnh lặng, cô nghe thấy cả tiếng của mẹ Trương Khác từ bên kia truyền ra. Chỉ có chuyện không khí lạnh tới kiến nghiệp ngày phải mặc mấy cái áo đêm phải mặc mấy cái áo mà hai mẹ con nói rất lâu, không ngờ anh ấy nói chuyện với mẹ như thế, thường ngày mọi người quen quên mất anh ấy mới là chàng thanh niên 21 tuổi. Á, anh ấy chỉ có 21 tuổi, mình nhiều hơn anh ấy 5 tuổi. Trần Tĩnh nhớ ra giật mình, trước nay luôn coi anh ấy chững chạc hơn mình, cho dù khi quan hệ hai người chưa làm rõ, nghĩ tới ai phải dựa vào ai, cũng nghĩ anh ấy là người mình dựa vào, thấy Trương Khác nghi hoặc nhìn sang. Trần Tĩnh ngượng ngùng đưa tay che mặt. Sao thế? Trương Khác thấy Trần Tĩnh vùi mặt vào giữa gối, che ống nói đi không để mẹ nghe thấy. Đột nhiên nhận ra anh chỉ là cọng cỏ non, Trần Tĩnh vẫn không ngẩng mặt lên. Trương Khác lại ba hoa với mẹ một lúc rồi cúp điện thoại, nhẹ nhàng tách tay Trần Tĩnh ra, cô vẫn nhắm tịt mắt lại trông hết sức đáng yêu, kéo sát cô vào trong lòng, chiếc áo mong manh dán lên cơ thể chưa khô hết, phác họa lên đường cong mê người. Ghé vào cổ cô hít hà hương thơm tươi mát của da thịt nữ nhân, rồi nhích lên trên, áp lên cánh môi đỏ thắm hôn nhẹ một cái, đưa tay vén sợi tóc ẩm ướt của cô ra sau hỏi, có phải là cảm thấy mình vớ bở không? Có mà mới thấy với được anh là vớ bở. Trần Tĩnh mở mắt ra nhìn Trương Khác, khuôn mặt ửng đỏ đẹp mê người. Chỉ 3 ngày sau biệt thự ở Yến Viên đã xử lý thỏa đáng, Trần Tĩnh không còn cớ gì ở lại căn nhà gỗ nữa, và lại Tạ Tử ra mặt rất dày. Hậu quả xử lý xong coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lại dọn tới ở cùng Trần Tĩnh, Trần Tĩnh chỉ đành quay về Yến Viên. 2 ngày trước khi sang thiên niên kỷ mới Bộ trưởng Bộ Thương mại cùng đại biểu Mậu Dịch Mỹ tiến hành vòng đàm phán cuối cùng xong, đại biểu chính phủ hai nước ký kết hiệp nghị song phương ở Bắc Kinh, đánh dấu một bước quan trọng Trung Quốc tiến vào WTO. Do tin tức đưa ra vào lúc hoàng hôn, đúng khi sàn giao dịch chứng khoán chủ yếu trên thế giới đóng cửa, mặc dù biết đây là một sự kiện trọng đại làm người ta phấn chấn, tạm thời không biết phản hồi thị trường. Trần Tĩnh vừa về tới biệt thự Yến Viên là bị Tạ Tử gia quấn lấy không thoát thân được để vụng trộm với Trương Khác,
Trương Khắc muốn Hứa Tư đêm thiên hỉ tới kiến nghiệp cùng mình, mấy ngày qua y đều ở căn nhà gỗ. Đến tối, Trương Khắc xử lý xong công việc, gọi điện cho Đường Thanh, rồi lên gác xếp ngồi, Đại học Hong Kong nghỉ bắt đầu từ ngày mùng 1, đêm thiên hỉ, Đường Thanh vẫn phải lên lớp, không thể về kiến nghiệp được. Trương Khắc thầm nghĩ thế cũng tốt, nếu không y chẳng có thuật phân thân đối phó với hai cô gái, mặc dù Ái Đạt và Thịnh Hâm ra sức làm nóng khải niệm lễ tiết đặc biệt, nhưng Trương Khắc cảm thấy trong một năm nảy ra nhiều ngày có ý nghĩa đặc biệt như thế thật là đau đầu. Cảm thấy hơi mệt, cứ thế lẻ loi một mình ngủ trên gác xếp, ngủ rất say, nhưng bị chuông di động đánh thức. Trương Khắc lèm nhèm mở mắt ra, nhìn ánh sáng nhu hòa phát ra từ màn hình trong gian phòng tối đen, đang ngủ say bị đánh thức là chuyện rất bực mình, y ngồi cho bình tĩnh lại mới nhận điện, lúc này chiếc di động bên ngoài phòng ngủ cũng vang lên, Trương Khắc còn đang nghĩ có chuyện gì thì điện thoại bàn reo vang. Trương Khắc vỗ đầu, có chuyện khẩn cấp rồi, điện thoại bàn ở đây chỉ có cực ít người có thể gọi tới. Trương Khắc đi nhấc điện thoại bàn để ở đầu giường trước, giọng Phó Tuấn truyền ra, giám đốc Thành bảo tôi liên hệ khẩn cấp với cậu, di động của cậu không gọi được. Trương Khắc nhìn màn hình di động, là xô của Mỹ, tôi biết rồi, một lúc nữa tôi gọi điện lại cho anh ấy, hai chiếc di động kêu một lúc, bọn họ thật chẳng có chút kiên nhẫn gì. Trương Khắc đứng dậy ấn nút nghe. Điện thoại còn chưa đặt lên tai thì có một giọng nói phấn khích Tiêu Tấn Thành truyền ra, được tin tức hiệp nghị song phương Trung Mỹ kích thích, cổ phiếu Côn Đằng Online vừa mở cửa đã tăng 46 đô la Mỹ. Trương Khắc chỉ ồ một tiếng, bên kia còn có một cái di động đang reo, tôi ra nhận lát nữa gọi lại cho anh. Vừa nói vừa mở cửa phòng, cầm di động đặt trên bàn lên, số của Diệp Kiến Bân tại Hong Kong, ở Hong Kong có chuyện gì náo nhiệt mà đánh thức tôi vào giờ na. Trương Khắc chưa hỏi hết câu Diệp Kiến Bân đã nói. Cổ phiếu của Côn Đằng. Rồi, Trương Khắc cắt ngang lọ mọ chui vào trong chăn, vừa mới có giấc mơ đẹp thì bị mọi người gọi điện đánh thức, toàn là cái chuyện này, Thành Hán Trương cũng gọi điện tìm tôi, chắc là vì chuyện này, đây một cái tai trái một cái tai phải, hai người cùng nói đi. Cậu nghe tin này mà không hưng phấn một chút nào à? Diệp Kiến Bân cười mắng, làm tôi phí công gọi điện cho cậu, ngủ tiếp đi, chẳng lẽ tôi không kiếm được người khác chia sẻ à? Hay là anh nói chuyện với lão Tiêu này, hai người chia sẻ với nhau, tôi gọi điện lại cho Thành Hán Trương. Mấy ngày trước ISS công bố sau Tết Tây sẽ giảm cổ phiếu ở Côn Đằng Online xuống còn 17 vạn cổ phiếu, khiến giá cổ phiếu của Côn Đằng Online trọng thương, trong vòng 2 ngày giảm mạnh từ 24 đô la Mỹ giảm còn dưới 19 đô la Mỹ. Do nhà đầu tư mạo hiểm vẫn tin vào sự phồn vinh lâu dài của kinh tế Internet. Thêm vào đại biểu mậu dịch Mỹ tới Bắc Kinh tiến hành vòng đàm phán cuối cùng khiến cổ phiếu Côn Đằng Online tăng trở lại, hôm qua dừng ở mức 21 đô la Mỹ. Ai ngờ được tin tức hiệp nghị song phương ký kết khiến tin xấu ISS giảm cổ phiếu biến mất, còn khiến cổ phiếu vọt lên tới 46 đô la Mỹ, có nghĩa là chỉ trong một đêm, số cổ phiếu ISS định bán đi có thể kiếm thêm được 400 triệu đô la Mỹ. Chương 1147, kiếm được một mẻ lớn. Phản ứng của Trương Khắc bình đạm như thế làm Diệp Kiến Bân bực bội vô cùng, hắn nhận được điện thoại của Tiêu Tấn Thành xong mới phấn khích gọi điện cho Trương Khắc báo tin tốt lành, cười méo xẹo nói, sớm biết thế chẳng thèm để ý tới cậu, bên phía Microsoft truyền tới tin tức tốt, cậu đi mà hỏi Thành Hán Trương. Không đợi Trương Khắc hỏi tin tức tốt phía Microsoft là cái gì thì hắn đã cúp điện thoại. May mắn phía bên kia Tiêu Tấn Thành chưa cúp điện thoại, Trương Khắc hỏi, tin tức tốt gì thế? Microsoft chấp nhận giá của chúng ta vô điều kiện à? Chấp nhận giá của chúng ta có điều kiện, Tiêu Tấn Thành đáp, cậu không cần gọi điện lại cho Hán Trương nữa, anh ấy ở bên cạnh tôi đây, tôi và anh ấy và nghiên cứu xong, điều kiện phụ bọn họ đề xuất, chúng ta có thể chấp nhận, tôi gửi fax ngay cho cậu nhé. Thôi, để mai hãng nói. Trương Khắc lười nhác ngáp dài, kiến nghiệp đang là nửa đêm, nhiệt độ dưới 0 độ C, tôi chẳng hứng thú mặc y phục xuống dưới nhà xem fax. Thành Hán Trương chỉ biết cười bất lực cúp điện thoại. Trước khi hiệp nghị song phương Trung Mỹ ký kết, Microsoft đã ý thức được cổ phiếu Trung Quốc ở sàn giao dịch Nasdaq sẽ tăng vọt. Khi thực sự nhìn thấy cổ phiếu Côn Đằng Online tăng vùn vụt sau khi mở cửa giao dịch, bọn họ biết không thể ép giá được nữa, không bằng chấp nhận điều kiện của Cẩm Hồ, tranh thủ lấy điều kiện có lợi hơn. Từ sau cú điện thoại đầy hưng phấn của Diệp Kiến Bân, Trương Khắc ngủ một lèo tới tận sáng mới bị có người quấy dày, sáng sớm tỉnh lại, đứng trước cửa sổ. Kéo rèm lên, để ánh ban mai tận tình lùa vào phòng. Mấy hôm nay gió lạnh kéo tới, cây cối trong sân hơi xác xơ, không ngờ gió lạnh vừa qua đi, ở góc sân đã có nụ mai hé nở, hôm qua nói chuyện điện thoại với Hứa Tư, cô còn nhớ mấy gốc mai trong vườn sẽ nở trong những ngày tới. Cành mai khẳng khiu,
chỉ có bông hoa trắng muốt, không có lá, trong nắng sớm làm người ta nhìn hết sức dễ chịu. Có người mang bữa sáng và báo tới, xem phản ứng các phía về tin tức hiệp nghị song phương cùng cổ phiếu Côn Đằng online tăng vọt lên mạng thích hợp hơn, nhưng cuộc sống thi thoảng một chút chẳng có gì không tốt. Cổ phiếu của Côn Đằng online cuối cùng dừng lại ổn định mức giá trên 48 đô la Mỹ, chỉ trong một đêm đã tăng hơn gấp đôi, thêm một đống bài viết về thần thoại Internet. Chỉ số Shanghai Composite Index qua hơn một tháng chấn động, ngày giao dịch cuối cùng trước năm mới tăng trưởng thành điều định trước, mọi người càng quan tâm xem có xuất hiện cảnh cổ phiếu công nghệ đồng loạt tăng giá hay không. Trương Khác vừa ăn sáng vừa đọc báo, vừa qua 8 giờ, Phó Tuấn và thư ký hành chính đã ôm tài liệu tới. Sao tới sớm thế, Trương Khác cầm đồ hồ trên bàn lên xem. Giám đốc Diệp đang sốt ruột, có cần mở cuộc họp điện thoại ngay bên giờ không? Phó Tuấn hỏi. Diệp Tiểu Đông sắp đẻ, Diệp lão gia tử đích thân ra mặt giữa cô ở trong trạch viện Diệp gia, để cô an tâm sinh con, văn phòng bên này thành quần long vô thủ, có điều Phó Tuấn tạm thời trông nom việc này, nên không tới mức hỗn loạn. Anh đưa phương án cuối cùng của Microsoft cho tôi xem đã, để bọn họ họp trước đi. Trương Khắc nhận lấy fax truyền về từ Mỹ hôm qua. Đám giám đốc Diệp cả đêm qua không ngủ, đang đợi họp xong còn ngủ bù. Phó Tuấn lấy một văn kiện khác giao cho Trương Khắc. Đây là ý kiến tổng hợp bọn họ thảo thuận suốt đêm qua. Trong phương án cuối cùng Microsoft đưa ra, đề xuất rõ ràng yêu cầu Cẩm Hồ có kế hoạch chi tiết từ bỏ sách lược lợi nhuận cao, để chiếm lấy phân ngạch thị trường của ePlayer cho mô hình phần cứng gắn kết mạng làm nền tảng, đưa ra tiêu chuẩn định dạng âm nhạc mới. Ngoài ra Microsoft muốn được cấp quyền kỹ thuật ePlayer ngang hàng với CQ. Đương nhiên công bố ra bên ngoài 900 triệu đô la Mỹ chỉ là mua 30% cổ phần âm nhạc toàn cầu, không liên quan tới cái khác. Cẩm Hồ đề xuất thêm hợp tác thúc đẩy kỹ thuật USB, Microsoft xét thấy bản thân cũng được hưởng lợi, nên đồng ý hết. Trương Khắc xem phương án cuối cùng Microsoft đưa ra rồi lại xem ý kiến của đám Diệp Kiến Bân, lấy bút ký tên lên đưa cho Phó Tuấn, nói, thế là xong rồi, bọn họ đã có ý kiến thống nhất còn họp làm cái gì nữa. Hôm nay là đêm thiên hỷ, mọi người ai làm gì thì làm nấy đi, anh cũng về Hải Châu đi, trước mùng 4 đừng có tới. Sáng tôi đã hẹn với Đỗ Phi đi chơi đánh cầu rồi. Diệp Kiến Bân nhàn nhã ngồi trước bàn làm việc uống cà phê, màn hình họp video đã mở ra, hắn tán gẫu với đám Tô Tân Đông, Trần Tín Sinh. Đợi tới lúc nối được với bên Trương Khác hắn mới hưng phấn đặt cốc cà phê xuống, định tóm lấy Trương Khác, than phiền hôm qua bọn họ phải thức cả đêm thật vất vả, không ngờ Phó Tuấn thỏ mặt ra. Khác thiếu gia đã khẳng định phương án cuối cùng Microsoft đưa ra. Một lát nữa tôi sẽ đưa văn kiện có chữ ký gửi cho mọi người. Khác thiếu gia hy vọng mọi người trong đêm thiên hỷ đừng vất vả công tác nữa, cuộc họp sẽ hủy bỏ. Nhờ tôi gửi lời chúc năm mới tốt lành tới mọi người. Diệp Kiến Bân chỉ biết lắc đầu cười khổ, bọn họ đâu thể nhẹ nhàng vứt bỏ công việc như y. Nếu như không còn gì dị nghị nữa, Tiêu Tấn Thành và Thành Hán Trương ở Mỹ có thể chính thức ký hiệp nghị với Microsoft, coi như là quà mừng năm mới. Qua Tết Tây cổ phiếu ISS nắm của Côn Đằng online qua thời kỳ cấm bán, căn cứ theo kế hoạch trước đó, chẳng có doanh nghiệp lớn nào tiếp nhận, phải đem bán ra ở thị trường công khai. Hiệp nghị song phương Trung Mỹ đạt thành ở thời khắc quan trọng như thế, chẳng khác gì tặng cho Cẩm Hồ thêm 400 triệu đô la Mỹ tiền mặt, đây là khoản phát tài lớn, lại còn đánh tan ý định Microsoft ép giá cổ phiếu ở âm nhạc toàn cầu. Cao tầng Cẩm Hồ vì thiếu tiền mà đau đầu bao lâu, lần này thuận lợi bán đi cổ phiếu của Côn Đằng online. Thêm vào tiền Microsoft mua cổ phần âm nhạc toàn cầu, Cẩm Hồ tức thì có thêm 1.6, 1,7 tỷ đô la Mỹ, Cẩm Hồ có thể gánh vác được nghĩa vụ góp vốn xây hai nhà máy tinh viên rồi. Đám Diệp Kiến Bân hưng phấn tới mất ngủ không phải là vô cớ. Cổ phiếu của Côn Đằng online vừa tăng vọt, Nghiêm Văn Giới vừa hâm mộ vừa ghen tị, ai mờ ngờ một trang web vớ vẩn do mấy đứa sinh viên lập ra lại có ngày có giá trị 2,1 tỷ đô la Mỹ. Đừng nói nhà đầu tư ẩn sau lưng Côn Đằng online. Tài sản mấy người sáng lập Côn Đằng online tăng vọt, Mã Hướng Đông với 190 vạn cổ phiếu có giá 9 triệu đô la Mỹ một lần nữa thành tiêu điểm giới truyền thông theo đuổi săn tin. Sự thực này lần nữa là một lời nhắc nhở Nghiêm Văn Giới. Hiện dưới cờ Hải Túc có trang web thương mại điện tử, có sản nghiệp quán net, có khu sản nghiệp phần mềm, có nhà máy chế tạo tinh viên, cho dù ở TTCK trong nước cũng chẳng có lý do gì để thua kém Côn Đằng online, tới giờ vẫn là cái máy đốt tiền. Cho dù lúc này giá trị của Hải Túc đã tăng lên tới 5 tỷ, đây gần như là mục tiêu cao nhất mà lúc đầu Nghiêm Văn Giới lập ra kế hoạch này, hiện giờ xem ra kế hoạch đó quá bảo thủ,
cho dù giá trị TTCK tăng lên tới 20 tỷ cũng không phải là ảo tưởng thiếu thực tế nữa. Côn Đằng Online chính là một ví dụ sống. Một khi giá trị đạt tới 20 tỷ, có nghĩa là tới tháng 5 năm sau, bọn chúng có thể thông qua hình thức phá hành cổ phiếu mới huy động được 6 tỷ ngay trong một lần. Nếu có được hơn 6 tỷ này, sẽ hóa giải được cơn khát tài chính các xí nghiệp thành viên hệ Hoành Tín đang đối diện lúc này. Nghiêm Văn Giới không muốn cho cả quỹ cá nhân hoặc cơ cấu đầu tư nào khác có cơ hội tiến vào Hải Túc. Chương 1148, Vua gặp Vua 1. Buổi trưa Hứa Tư ngồi xe tới Kiến Nghiệp Đỉnh cùng Trương Khác trải qua đêm thiên hỷ có ý nghĩa phí phàm với tuyệt đại đa số mọi người, còn Trương Khác thì chỉ coi đây là kỳ nghỉ của mình. Hứa Tư tới Kiến Nghiệp, kế hoạch hai người cùng nhau tới đường Tân Thị mua sắm ăn cơm rồi về căn nhà gỗ hưởng thụ một đêm hạnh phúc bên nhau. Khắp đường lớn ngõ nhỏ được cửa hàng cửa hiệu ra sức thổi phòng khái niệm đêm thiên hỷ làm không khí tràn ngập hơi thể ngày Tết, khi tới Đông Phương Plaza chọn khăn quàng thì nhận được điện thoại của Đường Thanh. Cảm ơn Thượng Đế, giáo viên tiếng Pháp tối qua bị cảm nghiêm trọng, mình đang tới sân bay, hai tiếng nữa sẽ gặp được bạn. Trương Khắc cứng người, không ngờ Đường Thanh có thể thoát thân về được hôm nay. Sao thế, Đường Thanh mẫn cảm nhận ra được vài điều từ sự ngần ngừ của Trương Khắc, vậy mình ở lại Hong Kong. Sao mình có thể để bạn lẻ loi một mình ở Hong Kong đêm nay được? Trương Khắc cuống lên, nói vội, bạn có thể về được là quá tốt rồi, mình đang ra phố mua quà cho bạn đấy, bạn về Kiến Nghiệp vậy là có thể nhận được trước dự kiến rồi. Thấy Hứa Tư cầm một chiếc khăn choàng màu lam đi tới, liền dùng khẩu hình nói với cô là điện thoại của Đường Thanh, Hứa Tư mỉm cười định quay đi, vội nắm lấy bàn tay ấm như ngọc của cô, Hứa Tư nép mình bên Trương Khắc, lặng lẽ nghe Trương Khắc nói chuyện. Lúc này đến lượt bên kia Đường Thanh không nói. Trương Khắc thầm cười khổ, nói hết sức chân thành, về đi, mình muốn có bạn ở bên cạnh đêm nay. Đường Thanh do dự rất lâu, mới nũng nịu nói, mình muốn bạn ra sân bay đón mình. Ừ, Trương Khắc gật đầu ngay, mình sẽ ra đón bạn. Bên kia lại im lặng, mất một lúc Đường Thanh mới lý nhí nói thêm một câu, cả hai cùng đến cũng được. Câu cuối cùng của Đường Thanh rất khẽ, Hứa Tư không nghe thấy, đợi Trương Khắc cúp điện thoại, đưa tay ra sờ chán y. Cười dịu dàng, chột dạ chứ gì. Buổi chiều Trần Tĩnh sẽ về Hải Châu, tôi sẽ về cùng. Cùng em đi ra sân bay đón Tiểu Thanh đi. Trương Khắc chẳng thèm để ý tới xung quanh, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của Hứa Tư, em cũng muốn chị ở bên cạnh đêm nay. Hứa Tư mở to đôi mắt mỹ lệ nhìn Trương Khắc, nhìn đôi mắt chân thành quyết tâm của y, ánh mắt mỗi lúc một ôn nhu say đắm, cuối cùng mỉm cười nói, vậy cậu cùng tôi đi chọn quà cho Đường Thanh trước, lát nữa hãy ăn cơm. Đỗ Phi gọi điện thoại tới, bảo với Trương Khắc hắn sẽ cùng Thịnh Hạ về Hải Châu, Trần Phi dung thuận đường đi nhờ xe. Samsung ở Kiến Nghiệp mời lưu học sinh, nhân viên Hàn Quốc ở Kiến Nghiệp tới dự tiệc thiên hỷ, Lý Hinh Dư không thể tới tham gia đánh cầu buổi chiều, gọi điện nói với Trương Khắc điều này. Người ở lại trực trung tinh vi tâm, sáng vực đông đại đều tổ chức tụ hội cuối năm. Hứa Tư chọn quà cho Đường Thanh, mất hơn nửa tiếng mới chọn được cái vòng tay nạm kim cương màu hồng, chẳng đắt lắm. Nhưng được làm rất tinh xảo, trang nhã. Song Hứa Tư lại cứ lo Đường Thanh không thích, Trương Khắc phải nắm tay cô kéo đi kiếm chỗ ăn cơm trưa, nếu không có lẽ cô còn chọn đi chọn lại mãi. Cứ tới sân bay trước đi, chúng ta tới đó tùy tiện ăn cái gì đó là được. Hứa Tư đứng lại nói với Trương Khắc. Còn hơn một tiếng nữa máy bay của Đường Thanh mới hạ cánh, đường tới sân bay cũng chẳng lo bị tắc, Hứa Tư lòng cứ lo sợ thế này, dù ở lại đây ăn cơm cô cũng chẳng nuốt trôi. Thật không hiểu Hứa Tư hơn Đường Thanh tới 6, 7 tuổi, cũng từng trải hơn, sao phải căng thẳng sợ hãi tới mức này, đây đâu phải lần đầu ba người đối diện với nhau nữa. Trương Khắc chiều lòng cô, được rồi, giờ chúng ta tới sân bay. Đi qua đường hầm dành cho người đi bộ trước Đông Phương Plaza, hai bên tường dán đầy áp phích quảng cáo cho 8818. Lực độ tuyên truyền của 8818 rất lớn, không chỉ ở Kiến Nghiệp, Văn Chu mà Bắc Kinh. Thượng Hải cũng phủ đầy áp phích của 8818. Trương Khắc thầm nghĩ Nghiêm Văn Giới đúng là một đánh cược một ván lớn vào Hải Thúc rồi. Mặc dù số hộ dùng Internet của Trung Quốc đã bằng gần 1/3 của Bắc Mỹ, nhưng các điều kiện trọng yếu mức độ thu nhập, thói quen người dùng, hoàn cảnh điện tử đều kém xa Bắc Mỹ. Lúc này giá cổ phiếu của Amazon đã tồn tại bong bóng hóa nghiêm trọng rồi, vậy mà 8818 còn khua chiêng gióng trống muốn phục chế sự thành công của Amazon càng như mỏ hoa trong gương. Cuối cùng sẽ chỉ khiến bản thân đâm đầu xuống nước mà thôi. Mặc dù rất nhiều nhà kinh tế lý trí đều lo lắng lúc này cấp tiến đầu tư tồn tại bong bóng hóa, nhưng lại cho rằng tốc độ tăng trưởng người dùng mới chẳng hề chậm đi chút nào,
hộ dùng Internet mới là cơ sở vững chắc nhất của Internet, chỉ cần hộ dùng liên tục tăng lên, bong bóng Internet sẽ là đóa hoa mỹ lệ còn nở lâu dài. Nhưng tuyệt đại đa số mọi người quên mất, tuần hoàn nội bộ hệ thống đầu tư khá mẫn cảm mà yếu ớt. Trong lòng Nghiêm Văn Giới có lẽ cũng hiểu những điều này, với bọn chúng mà nói, chỉ cần cầm cự tới lúc phát hành cổ phiếu mới là thu được thành công lớn. Cho dù Hoành Tín có thể đả thông tất cả các mắt xích, Hải Thúc công khai phát hành cổ phiếu không thể sớm hơn trung tuần tháng 5 năm sau, Trương Khác rất muốn xem bong bóng Internet có cầm cự được tới sau tháng 5 mới vỡ hay không. Đi ra khỏi đường hầm đi bộ, gió lạnh ập tới, mặc dù trời lạnh lẽo, nhưng không khí lễ Tết rất nồng, có một cô bé ăn mặc y phục cũ rách dưới ôm hoa hồng trong lòng đi tới giao bán, nó một tay ôm bó hoa hồng lớn, một tay cầm hai cành hoa hồng xua trước mặt Trương Khác, đôi mắt đen láy nhìn Hứa Tư. Lại nói với Trương Khác, anh ơi, mua hoa hồng cho bạn gái xinh đẹp của anh đi. Hứa Tư cười không nói, dừng bước giúp Trương Khác cài cổ áo, bên ngoài gió lạnh, Trương Khác lại để hở cổ. Nhân lúc Hứa Tư chỉnh áo cho mình, Trương Khác lấy tiền mua hết số hoa hồng trong tay cô bé, một cành đưa cho Hứa Tư, số còn lại giúp cô ôm trong lòng. Hứa Tư đặt bông hoa hồng lên mũi hít nhẹ, chợt nhớ ra một chuyện, cười tủm tỉm nói, nghe nói ở Hong Kong cậu lột áo của Đại Nhi. Lúc đó chuyện khẩn cấp không có thời gian, cho nên em thay y phục cho cô ấy sau hậu đài, chị đừng dùng từ, lột, khó nghe lắm, em đâu lưu manh như chị nói. Trương Khác nghiêm mặt nói, không biết cái tin này là do Diệp Kiến Bân, Tôn Tĩnh Hương hay Hứa Duy tuồn ra ngoài đây, nhưng dù thế nào y cũng tuyệt đối không thừa nhận, nhớ lại nụ hôn của Giang Đại Nhi, thầm nghĩ cô bé này chưa biết hôn, lần sau phải phụ đạo một chút. Hiện tôi được nghe tới mấy phiên bản rồi, vẫn thấy chữ, lột, là lột tả đúng nhất. Hứa Tư không thèm nghe giải thích, khoác tay Trương Khác đi ra bãi đỗ xe. Trương Khác tay ôm bó hoa lớn, không tiện làm động tác vỗ trán kêu oan, chỉ muốn nhắc tới chuyện hoa hồng quảng trường chứ gì. May mà em thông minh, chị vòng vo tới đâu, em cũng biết tâm tư chị ở chỗ nào, chúng ta lái xe ra ngoài, gặp ai bán hoa là mua, em mua hết cho chị. Tôi chỉ cần một bông thôi, phần còn lại cậu tặng cho Đường Thanh ấy. Hứa Tư giơ bông hoa hồng lên, cười đắc ý. Từ đường Tân Thị tới sân bay không gặp nhiều người bán hoa lắm, nhưng cũng nhét đầy khoang, Trương Khác đưa Hứa Tư đi mua sắm, trên người không mang theo nhiều tiền mặt lắm. Qua gương chiếu hậu, Hứa Tư nhìn cô bé bán hoa đang đếm tiền trong gió lạnh rất lâu, giọng buồn buồn, đôi khi điều chúng ta làm được thật hữu hạn. Chương 1149, Vua gặp vua 2. Trong thành phố phồn hoa lại đầy trẻ em thất học, vấn đề này cần quốc gia kinh tế phát triển, chế độ phúc lợi. Hoàn cảnh pháp trị dần dần thay đổi mới có thể cải thiện được, chỉ tiếc rằng hiện TW và địa phương muốn đưa ra tiêu chuẩn lương thấp nhất cũng gặp trở ngại trùng trùng, còn một con đường rất dài phải đi. Mặc dù tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhưng dù sao đây không phải là trách nhiệm xã hội mà Cẩm Hồ phải gánh vác, chỉ có thể làm những chuyện nhỏ nhặt không mấy tác dụng. Trương Khác nhờ Hứa Tư cắm tai nghe di động cho mình, chị giúp em bấm điện thoại cho Thời Học Bân, em nói với anh ấy chuyện này. Tuy người thì ở công ty nhưng tâm tư đám Thời Học Bân thì đều đặt vào đêm thiên hỷ rồi, nhận được điện thoại của Trương Khác cảm thấy rất bất ngờ, khoa trương kêu lớn, Khác thiếu gia sao lúc này lại nhàn nhã rảnh rỗi nhớ tới chúng tôi được nhỉ? Các anh có an bài tối nay rồi chứ? Ừ, hẹn một nhóm các cô em học viện âm nhạc tổ chức liên hoan, sao thế, Khác thiếu gia cũng động lòng à? Có rất nhiều cô bé Hoài Xuân hỏi hôm nay cậu có xuất hiện hay không đấy? Thời Học Bân cười hô hố. Nhưng chúng tôi nghiêm túc cự tuyệt cậu tới đây giật le của anh em, tôi gửi gắm hy vọng giải quyết vấn đề độc thân vào đêm nay đấy. Vì nó mà đã mưu tính rất lâu rồi, Khác thiếu gia cậu đừng có đột ngột nhảy ra phá đám chuyện tốt của tôi. Tôi quan tâm tới anh mà, lo thủ đoạn tán gái của anh quá lạc hậu. Trương Khác ba hoa, đừng nghĩ Đường Thanh bảo đưa cả Hứa Tư tới đón cô nàng là xong, đêm nay y đủ phiền toái rồi, lấy đâu ra cơ hội đi tham gia với bọn họ, tôi nghĩ hộ anh một chủ ý cực phong cách. Đảm bảo đêm nay anh có thể bế mỹ nhân trở về, có cần nghe một chút không? Có chuyện hay cỡ đó sao? Tôi hoài nghi nghiêm trọng nhé. Thế thì thôi, tôi cúp điện thoại đây. Ấy ấy, đừng gấp, cậu nói ra nghe cũng được, chúng tôi sẽ suy tính nghiêm túc. Thời Học Bân cười hì hì. Trương Khác nghiêm giọng hỏi, nam nhân tán gái cần có ba loại tố chất, anh biết ba loại nào không? Có tài, có tiền, có tướng. Cậu ép tôi khen cậu đấy à? Ai? Chẳng trách tới giờ anh vẫn chưa công phá được trái tim của Tả Tiểu Thanh, tầng cấp nhận thức quá thấp kém, loại thủ đoạn này lừa đảo mấy cô bé phủ phiếm còn được, muốn đánh đâu thắng đấy còn kém lắm, xem ra tôi không chỉ đạo cho anh một chút là không được rồi.
Trương Khác vừa lái vừa ba hoa khoác lác, có tiền, cái này thì anh nói chúng rồi, thời buổi này cô gái nào muốn theo anh chịu khổ cả đời chứ? Có tài à, cái này trước tiên phải nâng cao trình độ nhận thức của cô gái, nếu không anh chỉ có thể oán trách tài không gặp người thấu hiểu thôi. Có tướng à, mặc dù là nữ nhân thích mấy thằng mặt trắng đấy, nhưng không phải là gặp ai cũng hiệu quả, hỏi Hà Huyền đi xem cô ấy nhìn đám mặt trắng thế nào. Nghe thấy phía bên kia điện thoại rất ồn ào, còn nghe thấy cả tiếng cười trong trẻo của Hà Huyền, xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị cho đêm thiên hỷ rồi. Thời Học Bân ở bên kia điện thoại hỏi Hà Huyền, một lúc sau nói, Hà Huyền nói cậu chính là đồ mặt trắng. Vậy lời nha đầu Hà Huyền đó không tính. Trương Khác trừng mắt uy hiếp Hứa Tư đang ôm bụng cười, ba loại tố chất đó là, có tiền, có tình, chu đáo. Anh nghĩ xem có cô bé nào không chịu. Ấy, nghe có vẻ cũng có lý. Thời Học Bân gật gù. Thôi, chắc nhất thời anh cũng không lĩnh ngộ sâu sắc được chiêu này, đêm nay anh tổ chức mọi người tới đường Tân Thị, Khổng Miếu, Phù Thanh Hà mua tất cả hoa hồng các cô bé bán hoa trong đêm lạnh, như thế vừa thể hiện anh có tiền, cũng có tình. Nhưng nếu anh đem hết số hoa này tặng cho Tả Tiểu Thanh, trông có vẻ lãng mạn đấy, song cô ấy sẽ đau đầu vì xử lý số hoa này, chẳng lẽ chất trong phòng nhìn nó khô héo. Nếu ném vào thùng rác, anh chịu nổi không? Trương Khác nói câu này còn diễn cảm làm bộ mặt đau đớn, Hứa Tư đưa tay ra béo má y. Vậy phải làm sao, cậu nói xem, Thời Học Bân thành khẩn học hỏi. Đêm nay không phải có rất nhiều người tới Yến Quy Hồ hoặc lên núi sao? Anh đem số hoa hồng mua được, tổ chức mọi người đi tặng các cô gái thức đêm đợi bình minh thiên niên kỷ mới, chẳng phải là hoàn mỹ sao? Có thấy ý nghĩa, lãng mạn hơn cùng đám ngốc nam, ngốc nữ cùng uống gió lạnh không? Lão đại, chú ý này tuy hay thì hay thật, nhưng phải có tiền mới được chứ. Thời Học Bân cười khổ than vãn, tính sơ qua cho dù tôi có mấy triệu, nhưng đều là cổ phần cả, trong tay tôi chỉ có tiền mua một cái xe, không thể để em Audi C5 tôi khao khát bao lâu ra đi không trở lại vào đêm nay. Được, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, ai bảo chúng ta là anh em chứ, tối nay mọi chi tiêu đều tính cho tôi. Trương Khác hào phóng nói. Hứa Tư mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng cùng Trương Khác đi ra sân bay đón Đường Thanh, trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm, không làm sao bình tĩnh lại được, nghe Trương Khác phét lác với Thời Học Bân qua điện thoại, tâm tình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đợi y cúp máy xong mới cười nói, thì ra tâm tư cậu như thế, không may, chúng tôi mù mắt cả. Trên đường mua hoa hồng nên tốn chút thời gian, đến sân bay thì máy bay của Đường Thanh còn nửa tiếng nữa sẽ hạ cánh, tuy hơi đói, có điều Hứa Tư còn tâm trạng nào ăn cơm, bảo Trương Khác, có lẽ Đường Thanh cũng chưa ăn cơm. Hay là đợi cô ấy xuống máy bay rồi ăn cùng? Đợi Tiểu Thanh xuống máy bay rồi hãng tính. Trương Khác đồng ý, cùng cô ngồi ở đại sảnh đợi máy bay. Không khí lạnh đã tới vài ngày, phía Nam Kiến Nghiệp, không khí lạnh đã suy yếu, thi thoảng trời có mưa, nhưng không ảnh hưởng tới máy bay hạ cánh. Máy bay của Đường Thanh tới đúng giờ, nhìn màn hình hiển thị hiện thông báo, đến lượt Trương Khác lo lắng Đường Thanh không có ở trên máy bay. Hứa Tư định ngồi đó đợi. Nhưng suy nghĩ rồi lại đứng dậy theo Trương Khác tới cửa đón máy bay, Trương Khác muốn nắm tay cô, nhưng Hứa Tư không cho, còn đứng cách y xa một chút, khiến Trương Khác hết sức day dứt. Cách cánh cửa kính trong suốt, có thể nhìn thấy lữ khách xuống máy bay, Đường Thanh trong dòng người đó, Trương Khác thầm thở phào. Đường Thanh cũng đã nhìn thấy Trương Khác và Hứa Tư, yên tĩnh đứng đó vẫy tay chào, môi hé nụ cười, khác biệt với sự hoạt bát hiếu động thường ngày của cô. Đường Thanh vừa xuống máy bay. Chưa nhận thức được cái lạnh của Kiến Nghiệp, chiếc áo khoác màu vàng vắt ở cánh tay, mặc áo sơ mi kẻ caro, quần dài, chân đi giày bốt màu cà phê, chiếc áo len rộng bọc lấy cặp mông nhỏ săn chắc, mái tóc đen nhánh buộc sơ sài vắt qua bên vai, cho dù thần sắc của cô hết sức phức tạp, nhưng không che được dung mạo kiều diễm thanh xuân mê đắm lòng người, khiến không ít chàng trai trái tim siết chặt theo mỗi nhịp bước chân của cô. Tiểu Khác, Đường Thanh không có hành lý gì cả, chỉ có túi sách tùy thân. Đồ dùng sinh hoạt và trang phục của cô đều có ở chung cư thanh niên, không cần mang theo cái gì, chỉ gọi Trương Khác một tiếng, rồi đi tới phía Hứa Tư lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói bọc rất đẹp đưa cho Hứa Tư, chào chị, vội vàng chọn cho chị ở sân bay đấy, không biết chị có thích không? Hứa Tư tới giờ lòng cứ thấp tha thấp thỏm, quên luôn cả mang quà theo, nhận quà của Đường Thanh, chẳng biết phải nói gì, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Thanh. Quà Hứa Tư mua cho bạn để trên xe. Trương Khác vội tới giải vây, quà của mình đâu? Quà của bạn à, Đường Thanh lục túi một lúc mà không tìm thấy, sốt ruột nói, mình nhớ rõ đã để vào túi rồi mà, sao không thấy nhỉ? Đưa tay gãi chán, suy nghĩ xem có thể để quên ở đâu.
nói cho mình bạn tặng quà gì là được rồi. Trương Khắc ôm Đường Thanh vào lòng, có thể tưởng tượng ra tâm trạng cô thế nào lúc mua quà cho Hứa Tư, vừa rồi dáng vẻ Hứa Tư cũng như thế, làm lòng y quặn đau, cả hai đều là sinh mạng của y. Trương Khắc từng thầm thề với bản thân không để hai cô phải buồn, dù chỉ một chút, nhưng y chẳng làm được, mình và chị Hứa Tư cùng đợi bạn ăn cơm đấy, chúng ta lên xe trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1150, vua gặp vua ba. Xe đỗ khá xa, Trương Khắc đi trước, Đường Thanh và Hứa Tư theo sau, hai cô gái cách nhau một khoảng, cùng không nói gì. Trương Khắc vào xe, hai cô gái không ai bảo ai cùng mở cửa sau một trái một phải đi vào. Trương Khắc nhìn Hứa Tư và Đường Thanh qua gương chiếu hậu, nghiêm nghị nói, mọi người vào xe cả rồi, vậy mình nói quy tắc trước. Đường Thanh và Hứa Tư hoang mang nhìn nhau. Dùng nắm đấm đánh trúng đầu hoặc thắt lưng đối phương từ phía chính diện, hoặc bên sườn được coi là đánh trúng, mỗi lần đánh trúng được một điểm, chúng ta dùng luật 5 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, cách mỗi hiệp nghỉ 1 phút. Khi một bên bị đánh ngã, mình bắt đầu đếm số ngược từ 10, đồng thời dùng thủ thế ra hiệu, mình đếm tới 0, bên bị đánh trúng chưa đứng dậy được sẽ phán đối phương toàn thắng. Nghiêm cấm đánh vào gáy, cổ hoặc là đánh khi đối phương đã ngã. Trương Khắc nói hết sức nghiêm túc, thấy Đường Thanh nghiến răng trừng mắt, vội vàng bổ sung, đặc biệt là cấm đánh trọng tài. Ái ái. Chưa dứt câu thoáng thấy có nắm đấm vung tới trong kính chiếu hậu, vội vàng ôm đầu úp mặt xuống bàn điều khiển. Ăn liền mấy cú đấm của Đường Thanh, một lúc sau không thấy có động tĩnh gì, Trương Khắc quay đầu lại, thấy mặt cô nước mắt chan hòa, vừa khóc lại vừa cười. Vốn phải nghĩ ra chị Hứa Tư thế nào cũng ở bên bạn mới đúng chứ, nghe thấy nói thầy giáo bị bệnh chẳng nghĩ gì cả, chạy ù ra sân bay. Đường Thanh lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn, trong đầu chỉ muốn gặp bạn. Biết không hả, đồ khốn kiếp, đồ đầu heo, rồi nghiến răng cho Trương Khắc thêm vài đấm. Trương Khắc quay người lại, đưa tay khẽ vuốt ve gò mà trơn mịn của cô, ôn nhu nói, được, chúng ta thay đổi quy tắc, cho phép đánh trọng tài. Bạn, Đường Thanh đột nhiên cảm thấy xấu hổ, che mặt quay đi, chị Hứa Tư, đấm tên khốn kiếp mấy cái. Hứa Tư vốn cũng muốn khóc, nhưng bị Trương Khắc phá quấy một hồi, vừa tức mình vừa buồn cười. Nhưng sự hoảng hốt đau khổ trong lòng với đi rất nhiều, cũng đưa tay ra đấm nhẹ lên vai Trương Khắc hai cái. Mình chọn quà cho bạn có hơi tùy ý, đoán bạn không ngờ kiến nghiệp lạnh như thế, cho nên tặng bạn chiếc khăn quàng. Bạn xem quà chị Hứa Tư tặng cho bạn đi, vì cùng chị ấy mua quà cho bạn, tới giờ mình chưa có gì vào bụng. Quay đi, không được nhìn mình. Đường Thanh che mặt không cho Trương Khắc than vãn hết, đợi y quay đi rồi, mới bỏ tay xuống, lau khô nước mắt, nói với Hứa Tư. Ở sân bay quá vội vàng, nhìn thấy một cái vòng tay rất đẹp, em mua luôn, chị mở ra xem có thích không. Quà cho tên khốn kiếp Trương Khắc em mua từ 2 ngày trước rồi, là một cái kẹp ca vát, chắc là để quên ở sân bay. Chị mua gì cho em? Trương Khắc quay đầu lại nhìn Hứa Tư mở hộp quà ra, không ngờ là chiếc vòng tay nạm kim cương phấn hồng giống y hệt, há mồm nói, trùng hợp quá, mau mau xem bên trong có khắc Made in China, không? Á! Đường Thanh lúc này mới nhìn thấy Hứa Tư tặng cho mình món quà y hệt, vùng nắm đấm về phía Trương Khắc, đã bảo không cho quay đầu lại mà. Đường Thanh vội bay về kiến nghiệp, bữa trưa cũng chưa kịp ăn, trên máy bay trừ đồ uống, thức ăn vặt ra thì không cung cấp cơm trưa, cô tới kiến nghiệp thì bụng đã lép kẹp rồi. Lúc này đã là 4 giờ rồi, mọi người liền ra siêu thị mua bánh mì, nước ngọt mang lên xe lót dạ trước, rồi lái xe về căn nhà gỗ của Hứa Tư. Hứa Tư cầm túi sách, quà Đường Thanh tặng. Cùng bông hoa hồng trên bảng điều khiển xuống xe. Đồ dùng sinh hoạt, tắm rửa của Đường Thanh đều ở chung cư thanh niên, Trương Khắc phải quay lại lấy, thấy cô vào xe ngồi bên cạnh, nói, hay bạn với Hứa Tư cứ ở đây đi, mình đi lấy một mình. Nếu bạn lấy sai đồ, thì lại đi lần nữa à? Mặc dù nói ba người sẽ ở bên nhau trong đêm thiên hỷ, nhưng chỉ cần không có mặt Trương Khắc, Đường Thanh không biết làm gì khi ở riêng với Hứa Tư. Phải rồi, còn có món quà quên đưa bạn. Trương Khắc vờ như mới nhớ ra, vỗ đầu nói. Quà gì thế? Đường Thanh mắt sáng lên. Ở trong cốp xe ấy, bạn tự mở ra mà xem. Lừa mình không có kết cục tốt đẹp đâu nhé. Đường Thanh nửa tin nửa ngờ xuống xe, mở cốp ra, bên trong chất đầy hoa hồng kiều diễm, kinh ngạc đưa tay che miệng. Sao nào, có hài lòng không? Trương Khắc thò đầu ra ngoài cửa sổ hỏi, vừa rồi mắt bạn cứ liếc về phía đó, mình nhìn rõ lắm. Đi chết đi. Đường Thanh siết nắm đấm lại giữ trước mặt Trương Khắc, lấy một bông hoa rồi quay lại xe, vừa rồi đúng là cô có chú ý tới bông hoa hồng đặt trên bảng điều khiển,
nhìn Hứa Tư cầm bông hoa đó xuống xe, lòng cảm thấy chua chua, không ngờ bị Trương Khác nhìn thấy. Trong nụ cười xấu xa đáng ghét trên mặt y, Đường Thanh đưa tay ra nhéo cho một cái, người quay sang một bên, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào xấu hổ. Tới chung cư thanh niên lấy đồ dùng không mất bao lâu, quay lại căn nhà gỗ bên hồ, đây là lần đầu Đường Thanh tới đây. Căn nhà gỗ trên đảo giữa hồ nước nóng cũng là tác phẩm của Hứa Tư, nhưng ở đó làm kiểu cởi mở, giống như tự nhiên hòa nhập vào hòn đảo, xinh đẹp hoang dã. Còn căn nhà gỗ bên hồ này lại là một thế giới nho nhỏ Hứa Tư đem tách hẳn với bên ngoài, thanh thú riêng biệt. Nhận thức trái tim một con người, đôi khi rất khó, đôi khi không khó như trong tưởng tượng. Đứng trong đình viện dùng gỗ thô làm hàng rào cao ngăn cách, cảm thụ bố trí tinh tế bên trong, thật khó sinh ra căm hận với nữ nhân từng một thời làm loạn gia đình mình, chia sẻ người yêu với mình, hóa ra trái tim của cô ấy lại đẹp như vậy. Nhìn cái gì đấy? Trương Khắc xách một đống đồ từ gara đi ra, thấy Đường Thanh đứng ngay người trong đình viện, khẽ huých vai cô, hỏi. Mình đang nghĩ tại sao một tên khốn kiếp lại hưởng hết những điều tốt đẹp. Đường Thanh xoay người ra sau lưng Trương Khắc, ôm lấy cổ y, áp người lên lưng Trương Khắc làm nũng nói, tên khốn kiếp, cõng mình vào. Hứa Tư tươi cười đi tới, nhận lấy đống túi đồ trong tay Trương Khắc, trong mắt cô, Trương Khắc là chỗ dựa không thể thay thế, là linh hồn trên người không thể chia cắt. Cho dù có vì Đường Thanh mà phải rời khỏi y, những thứ đó cũng không thể thay đổi. Nghe Đường Thanh nói như thế, trái tim vốn hoảng hốt đốt nhiên yên tĩnh lại, cho dù có một số chuyện thế tục khó chấp nhận, vậy thì cứ giấu nó trong cái góc thế tục không chiếu tới là được, giống như rêu trêu tảng đá vậy, chưa chắc đã thoải mái bằng rêu xanh dưới tảng đá. Để Trương Khác cõng vào phòng khách, Đường Thanh không làm nũng nữa, nhìn bố trí trong phòng, hỏi Hứa Tư, chị Hứa Tư, dẫn em đi tham quan một lúc được không? Được. Tôi bố trí xong phòng cho em rồi, tôi nay để Trương Khác ngủ ở ghế sofa. Á, Đường Thanh giờ mới biết nơi này chỉ có hai gian phòng ngủ, cái đầu đầu heo ấy toàn nói dáng ngủ của em quá tệ, nếu chị không ngại em với chị chen chúc một phòng nhé. Vậy cũng tốt, Hứa Tư cười vui vẻ, thấy Trương Khác đừng đần mặt ra đó hỏi, cơm tối còn trông cậy vào cậu làm đấy, đứng ngây ra đó làm gì? Em đang suy nghĩ một vấn đề triết học vô cùng nghiêm túc. Trương Khác nghiêm trang nói. Vấn đề gì? Đường Thanh dù biết cái miệng chó của Trương Khác chẳng mọc được ngà voi, vẫn không nhịn được hỏi. Ba hòa thượng không có nước uống, mọi người nói vấn đề này có cần nghiêm túc suy nghĩ không? Trương Khác hỏi xong thấy Đường Thanh nghiến răng muốn đấm, vội bỏ chạy, kêu, mình đi mang hoa hồng vào. Một hòa thượng gánh nước uống, hai hòa thượng khiêng nước uống, ba hòa thượng không có nước uống. Chương 1151, vấn đề nghiêm trọng. Trời hôm nay âm u. Lại tối nhanh, tới hoàng hôn đèn đường ở ngõ học phủ đã bật lên, trong ngoài ngõ đầy không khí ngày Tết, người đông như chảy hội, tựa hồ sinh viên các trường xung quanh đều tràn ra vậy, đặc biệt là những đôi yêu nhau, cứ như đêm nay không ra ngoài hoạt động là bị trời phạt. Mục tiêu của thời học bân hôm nay là một cô gái thổi sáo của học viện âm nhạc, hai người đã quen nhau một thời gian, chỉ là thời học bân quá bận rộn, chưa có tiến triển thực chất, muốn mời con gái nhà người ta đi chơi riêng đêm thiên hỷ. Cô gái trả lời đã hẹn bạn trong phòng cùng qua đêm thiên hỷ rồi. Thời học bân liền hạ thấp mục tiêu, tổ chức đám độc thân của sáng vực đông đại lại cùng các cô gái học viện âm nhạc tổ chức liên hoan. Nhận được điện thoại của Trương Khác, thời học bân cũng thấy tổ chức một đám nam nữ ra ngoài ngồi ăn uống đánh bài cũng rất chán, hiếm khi vị tài chủ này đồng ý tài trợ toàn bộ, làm chuyện thú vị ý nghĩa, đúng là dễ khiến các cô gái động lòng. Ban đầu tổ chức tham gia liên hoan chỉ có 15 người, nếu đi ra đường Tân Thị, Khổng Miếu, Phủ Thanh Hà những nơi tụ tập đông người mua hoa hồng, còn phải chuẩn bị quà cho đứa bé ăn xin, lang thang trên phố bán hoa trong đêm thiên hỷ, sau đó chuyển hoa hồng lên núi tặng các cô gái, khẳng định không đủ người. Chỉ có điều thời học bân vừa mới bắn tin ra, những người có kế hoạch đêm nay đều thay đổi tham dự vào, lệnh Tiểu Yến, Chu Tiểu Quân, Thi Tân Phi, Mã Lực, Lâm Băng, Dương Vĩ Nghị, Tô Nhất Đình, Hà Huyền đều kéo người tham gia. Tới ngay cả Diêu Văn Thịnh vừa đón Dịch Hình ở sân bay. Nghe được tin tức này cũng lập tức lái xe tới, Lục Kiện và bạn gái cũng có mặt, đang chuẩn bị chuyển món quà như găng tay, mũ len vào xe. Diêu Văn Thịnh đứng ở bên hút thuốc với Chu Tiểu Quân, Lục Kiện. Dịch Hình hỏi lệnh Tiểu Yến, Khác đại thiếu ra đâu, động tĩnh lớn như thế này sao không thấy cậu ấy xuất hiện. Ai mà biết cậu ấy rơi vào cái ổ ôn nhu nào không thoát ra được chứ. Lệnh Tiểu Yến cười, nhưng mọi người rất nhiệt tình giúp Khác đại tài chủ tiêu tiền. Hiện trường riêng xe hơi đã tụ tập được 16 chiếc, xét thực tế nam nữ hôm nay tới Yến Quy Hồ, Yến Quy Sơn rất nhiều,
mua hoa hồng từ đứa bé bán hoa là không đủ, còn mua sạch hết cả hoa hồng ở những cửa hàng hoa xung quanh. Làm thanh thế lớn như vậy, có lẽ giúp được xã hội chú ý hơn tới những đứa bé lang thang, thất học. Diêu Văn Thịnh vứt mẩu thuốc xuống, lấy chân di lên, nhưng tên đó quá tệ tới giờ không thò mặt ra, chúng ta phải dứt khoát không thừa nhận là chủ ý của y, nếu không vinh quang bị y cướp mất hết. Đám Chu Tiểu Quân, Lục Kiện đều đồng thanh phụ họa, đặc biệt là không để các cô bé đầy ảo tưởng biết được, đây chẳng khác nào độc dược tinh thần. Chuẩn bị thỏa đáng xong, mọi người tụ tập ăn cơm tối xong rồi rầm rộ nhổ trại chia quân ba đường tới đường Tân Thị, Phủ Thanh Hà, Khổng Miếu. DTH, báo chí đều có phóng viên phỏng vấn ngày vui tưng bừng này ở các khu trung tâm, bên này mua hoa hồng, phát quà cho đứa bé lang thang tất nhiên mau chóng khiến phóng viên chú ý. Mọi người đều rất ăn ý, không nói tên người quyên tặng, được tin tức thời sự buổi tối lan truyền, càng khiến ảnh hưởng lan rộng, rất nhiều người biết bọn họ sẽ phát hoa hồng ở Yến Quy Hồ, Yến Quy Sơn, những người vốn không định ra khỏi nhà tối này, xem thời sự cũng cảm thấy trong đêm thiên hỷ ý nghĩa phi phàm này phải đi một chuyến. Những đôi tình nhân vốn định chơi cả đêm ở các khu trung tâm miệng truyền miệng, bắt đầu di chuyển về phía Yến Quy Hồ, nơi đó như trở thành thánh địa của những đôi lứa. Sinh viên các trường xung quanh vốn chẳng có việc gì làm trong kỳ nghỉ này, nghe được tin tức, bất kể có bạn trai bạn gái hay không, cũng mang tâm tư tham gia náo nhiệt, gần như không thiếu một ai. Tình hình này tất nhiên khiến chi cục cảnh sát khu Cao Tân chú ý, ngày lễ thế này, cảnh sát quá nửa không có cơ hội nghỉ ngơi, nhanh chóng phái cảnh sát tới ven Yến Quy Hồ duy trì trị an, đây là thời cơ tốt nâng cao địa vị trung tâm thành phố khu Đông Hồ trong lòng người dân thành phố. Đám thời học bân không một ai ngờ được biến thành động tĩnh lớn như thế, tưởng rằng có thể tạo thành oanh động như sự kiện hoa hồng quảng trường cũng là được rồi. Bọn họ phát quà xong, mười mấy cỗ xe chở đầy hoa quay về Yến Quy Hồ còn chưa tới 9 giờ, thấy bốn xung quanh chật kín người, đều trố mắt. Diêu Văn Thịnh tìm được Hà Kỳ Vân trực hiện trường, nghe hắn nói số người đổ tới ven Yến Quy Hồ có khả năng hơn 30 vạn, há hốc mồm không nói được câu nào, tìm thời học bân, Chu Tiểu Quân tới thương lượng, bà nội nó, lớn chuyện rồi. Giờ kiếm đâu ra mười mấy chục vạn bông hoa hồng nữa. Bọn họ mới chỉ thu gom được chừng 3-4 vạn bông hoa hồng mà thôi, tưởng là đủ dùng rồi, dè đâu được thời sự loan tin ảnh hưởng lớn tới mức này. Lâm Băng, Tô Nhất Đình, Hà Huyền tới hỏi khi nào phát hoa hồng, thời học bân gãi đầu không biết giải quyết thế nào, Trương Khắc trước đó sai người đưa tới 50 vạn đồng, giờ đã lương cạn đạn hết rồi. Cho dù có đủ tiền thì hiện đã 9 giờ, các cửa hàng hoa gần như đã bán hết. Hơn nữa một khi bắt đầu phát hoa, khả năng còn kéo thêm nhiều người hơn nữa tới bên Yến Quy Hồ. Đám Diêu Văn Thịnh khẩn cấp thương lượng xem có nên gọi điện cho Trương Khắc hay không. Diêu Văn Thịnh nói, dù Trương Khắc có thêm một cái đầu nữa cũng chẳng có cách nào ứng phó với vấn đề trước mắt, chúng ta tự vắt óc vậy. Lệnh Tiểu Yến đề xuất, trước tiên cho một số người đem số hoa hồng này lên núi phát đã, xem có lấy hoa hồng từ nơi khác tới được hay không, thanh thế lớn như thế này rồi. Không thể để nó chết hiểu được, cũng chẳng sợ tên tiểu tử kia cuối cùng quỵt nợ không cấp tiền. Di động của anh đang kêu đấy. Tả Tiểu Thanh từ tối tới giờ rơi vào trạng thái phấn khích, giật tay áo thời học bân. Đám thời học bân đang đau đầu không biết giải quyết vấn đề thiếu hoa ra sao, không chú ý điện thoại kêu, được Tả Tiểu Thanh nhắc mới lấy ra. Lệnh Tiểu Yến thuận mắt nhìn thấy số của Đỗ Phi, kỳ quái hỏi, Đỗ lão đại trốn về Hải Châu tiêu diêu tự tại rồi, sao lúc này lại nhớ tới gọi điện thoại cho cậu? Chẳng lẽ nghe được chuyện này qua thời sự, cậu ấy mà rảnh rỗi xem TV sao? Thời học bân nhận điện trước, Đỗ Phi giọng đều giả vang lên, nghe nói tên tiểu tử anh hiến hoa hồng cho toàn bộ thiếu phụ thiếu nữ ở kiến nghiệp à? Thời học bân mặt mày nhăn nhó nhìn Tả Tiểu Thanh nói, thực ra anh chỉ muốn tặng hoa hồng cho một mình em thôi, nhưng sợ em không nhận, mới nghĩ ra chủ ý xấu này. Tả Tiểu Thanh đỏ mặt xấu hổ, mặc dù biết chuyện không phải như vậy, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào. Lệnh Tiểu Yến không chút nể nang nói, đúng là mặt dày. Được, nếu như cậu lấy lòng Tiểu Thanh, vậy là không còn liên quan gì tới chúng tôi nữa. Thời học bân vội chắp tay cầu xin, dù có nhổ hết lông trên người tôi biến thành hoa hồng cũng không đủ phát tối nay. Lại vội vàng trả lời Đỗ Phi, cậu nghe ai nói đấy hả, tôi lấy đâu cái gan dám tặng hoa toàn bộ thiếu nữ, thiếu phụ trong thành phố. Chuyện kiểu này, chẳng cần tôi nói, cậu phải nghĩ ra được ai mới có thể làm chứ, cậu đang ở đâu đấy? Tôi đang sầu thối ruột vì thiếu hoa đây. Tôi sắp tới ngõ học phủ rồi, vừa mới đi qua đường phía Đông Yến Quy Hồ. Hả, thời học bân sừng sốt, bịt ống nghe nói với đám Diêu Văn Thịnh, Đỗ Phi nói cậu ấy sắp tới rồi, đã qua đường phía Đông Yến Quy Hồ.
mau bảo cậu ấy tới chỗ chúng ta. Diêu Văn Thịnh dục. Thời Học Bân nhớ ra bọn họ đang ở ngay đường phía Đông Yến Quy Hồ, vội nói Đỗ Phi quay lại tìm. Chương 1152, kẻ ngốc hoàn mỹ. Bên này vừa khẩn cấp liên hệ với cửa hàng hoa, vừa đợi Đỗ Phi tới. Đã sắp 10 giờ, hoa trong các cửa hàng còn có hạt, phải để phục vụ chuyện làm ăn của cửa hàng, không thể đưa hoa tới. Lúc này liên hệ với thương lái mua hoa của nông dân cũng không kịp nữa, thi thoảng có thương lái thừa hoa cũng thừa cơ báo giá trên trời, làm người ra cau mày. Xe đằng sau Đỗ Phi là xe gì thế? Tần Cương đứng chỗ cao, qua đám đông nhìn thấy chiếc Porsche vàng thời thượng của Đỗ Phi trước tiên, phía sau còn có mấy chiếc xe tải. Ý, hay là lão đại sớm đã tính tới khó khăn của chúng ta? Thời Học Bân nhảy lên bục cao nhìn, thấy một chiếc xe tải đã đỗ lại, lái xe xuống mở thùng sau ra, đỏ rực. Quả nhiên là toàn hoa hồng, Đỗ Phi và Thịnh Hạ xuống xe, chen lấn đám đông đi tới. Nghe nói tên tiểu tử nhà anh chuẩn bị tặng hoa hồng cho toàn bộ thiếu phụ, thiếu nữ kiến nghiệp, tôi lo anh làm hỏng chuyện nới tới chi viện. Thời gian hơi gấp, chỉ có thể điều được mấy xe hoa từ vườn hoa Hải Châu, Tân Thái tới. Nếu vẫn không đủ phát, anh cứ đợi mất mặt đi. Đỗ Phi đi tới đấm vai Thời Học Bân đùa. Nhìn thùng xe xe đầy chặt hoa hồng, lại có mấy xe, chắc phải tới mấy chục vạn bông. Thời Học Bân mới biết khi Trương Khác nói chuyện này với mình đã lường trước được khả năng có thể giống như đốm lửa nhỏ thiêu rụi thảo nguyên, không thể thu thập được, nên sớm thông báo cho Đỗ Phi đưa hoa tới, hắn hưng phấn ôm Đỗ Phi một cái, rồi tổ chức người đi phân phát hoa. Cậu nói sớm một câu có phải chúng tôi bớt đi vài sợi tóc bạc không? Diêu Văn Thịnh đi tới nói với Đỗ Phi, mọi người đi qua trung tâm thành phố, nhìn thấy rất nhiều đứa bé tới giao bán hoa, còn có cả đứa lau giày, ăn xin. Đôi khi bị bọn chúng bám lấy còn có chút khó chịu, thầm nghĩ thành phố này có khi hình thành trăm kiểu nghề nhi đồng rồi. Nhưng qua chuyện hôm nay mới giật mình, số trẻ em trên phố cộng lại không một vạn cũng phải 8.000. Cả thành phố rất nhiều đứa bé theo cha mẹ tới làm công, nhưng không có trường học nào thu nhận, đây là điều trước kia thành phố chưa chú ý, hay nói cách khác chưa đủ coi trọng. Đỗ Phi gật đầu, tối nay có rất nhiều báo chí truyền hình cho đăng việc này, chắc sẽ tiếp tục theo dõi phỏng vấn trẻ em đường phố chứ. Diêu Văn Thịnh chỉ cười, câu hỏi này khó mà trả lời được, tuy nói thành phố hẳn sẽ chú ý, nhưng những bài báo công khai, trong mắt một số quan viên là bôi xấu thành phố, tát vào mặt họ, nếu không đi sâu đăng tin, chẳng có tác dụng làm gương cho các thành phố khác, ảnh hưởng thực tế rất hữu hạn. Hắn nghĩ có lẽ đó mới là ý đồ thực sự của Trương Khác khi bày ra cái trò này, cũng chẳng trách được, quyền thế của Cẩm Hồ có lớn đến đâu, một số quan viên cũng không muốn thấy Cẩm Hồ vung tay múa chân ở vấn đề xã hội. Đối với sinh viên các trường xung quanh chẳng có nơi nào qua đêm thiên hỷ tốt hơn đỉnh Yến Quy nữa, đám Lục Thiên Hữu ngồi xe chuyển hoa hồng lên núi, nhìn thấy trên đường đừng đôi từng cặp kết bạn với nhau lên núi, rất nhiều người chẳng đi đường, mà men theo con đường nhỏ lên núi. Lục Thiên Hữu và Thẩm Tiêu ở trong xe, Đổng Dược Hoa ngồi ở hàng ghế trước nhận điện thoại, quay lại nói với họ, con bà nó, Khác thiếu gia có chuẩn bị từ trước rồi, làm chúng ta lo uổng công, cậu ấy bảo Đỗ Lão Đại mang mấy xe hoa hồng tới. Đủ ứng phó ở dưới núi, chúng ta chỉ cần lo chuyện trên núi. Phát hết hoa chúng ta ở lại luôn, tôi rất chờ mong nhìn mặt trời mọc ngày mai. Thế cũng đủ mệt rồi, Lục Thiên Hữu nhìn ra ngoài cửa sổ, đỉnh núi Yến Quy rất rộng, người lên núi phân tán trong đó, bằng vào mười mấy người chúng ta thì tới bao giờ mới phát xong chỗ hoa này. Trên núi chắc rất nhiều sinh viên trường chúng ta, chuyện phát hoa hồng đã lan đi rồi, tới trên đó hiệu triệu một chút, sẽ có rất nhiều người giúp. Bạn gái Đổng Dược Hoa là sư tỷ học viện ngoại thương ngồi ở ghế trước nói. Tới khổng tước viên trên đỉnh núi, phát hiện ra bãi đỗ xe gần như bị biển người lấp kín rồi, mọi người đây một nhóm, kia một nhóm, giải báo trên mặt đất, ngồi đánh bài tán gẫu, đợi thiên niên kỷ mới. Tin tức sớm đã lan truyền khắp nơi, xe bên này vừa đỗ lại, chẳng cần Lục Thiên Hữu lên tiếng, mọi người đã đổ dồn tới, Lục Thiên Hữu nhìn thấy mấy người quen, đẩy cửa xe ra gọi lớn, Vu Trúc. Có bao nhiêu người trong học viện chúng ta thì bảo lại hết đây giúp nào. Vu Trúc thấy chủ tịch hội sinh viên học viện từ xe xuống, lại nhìn thấy từng hộp hoa hồng đầy ắp, vội cùng Trần Ninh và hai người bạn cùng phòng chạy tới, thì ra tin tức đều là thật cả. Lục Thiên Hữu bảo bọn họ mang những hộp hoa đi phân phát, mọi người nhiệt tình rất cao, có điều muốn phát hết mấy vạn bông hoa cho tất cả các cô gái trên núi rất phí thời gian, đợi phát hết hoa thì đã gần 12 giờ. Mọi người đều hưng phấn đứng dậy. Chuẩn bị đón thời khắc quan trọng nhất của đêm thiên hỷ. Thẩm Tiêu thấy Trần Ninh chạy đi chạy lại phát hoa, mệt tới mặt đỏ hồng, đứng đó trông như đóa hoa lang trong sơn cốc, nhìn thấy trong tay Trần Ninh trống không,
từ xe xuống đưa cho cô một bông hoa, cái người kia nhất định vui lòng tặng em một bông hoa. Thiên hạ thực sự có người như vậy sao? Vu Trúc hỏi, sư huynh, sư tỷ có quen anh ta à? Chỉ có bạn không tin, thiên hạ thế nào cũng có một hai người ngốc. Trần Tĩnh đấu khẩu với Vu Trúc, rồi lại cười nói với Thẩm Tiêu, có điều anh ấy ngốc thật, vì bày tỏ với bạn gái, mà tặng hoa cho toàn bộ các cô gái. Nhìn đồng hồ, vừa đúng 12 giờ, mơ mộng nói, và nếu anh ấy đủ ngốc, lúc này nên bắt pháo hoa tự yến quy hồ lên, như thế mới là ngốc hoàn mỹ. Giọng nói trong trẻo êm ái của Trần Ninh còn chưa dứt, từ đằng xa truyền tới tiếng động lạ, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một ánh sáng từ giữa lòng hồ vọt lên bầu trời, thình lình nở bùng ánh bạc mỹ lệ giữa trời đêm tĩnh lặng. À, có người bắn pháo hoa, người đứng ở bên cửa sổ vui mừng reo lên, Lý Hinh Dư cũng ngạc nhiên quay đầu lại, lúc này chỉ nghe thấy tiếng nổ truyền vào trong phòng, nhìn về phương hướng Yến Quy Hồ, bầu trời đã xuất hiện một quả cầu lớn, tỏa ra ánh kim chói lọi. Không ngừng lan rộng giữa bầu trời, như có vô số bông hoa đang không ngừng xòe nở. Người tham gia yến hội đều tràn tới cửa sổ xem, có người vỗ tay vì cảnh đẹp trước mắt, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng reo hò của nam nữ tụ tập bên hồ, toàn bộ bầu trời Yến Quy Hồ bao phủ bởi bông hoa lửa sáng chói, đủ màu sắc rực rỡ. Lý Hinh Dư đưa mắt nhìn bông hoa hồng cài trên ngực áo, nở nụ cười, dưới lầu có người phát hoa hồng, nam sinh đi xuống mang phát cho mỗi cô gái một bông. Lý Hinh Dư có thể đoán ra tất cả đều là chủ ý xấu của Trương Khác, nên cài hoa hồng lên ngực, chỉ là không biết y trốn trong góc nào, đang ở cùng với ai ngắm nhìn cảnh đẹp này. Trên bầu trời Yến Quy Hồ, những bông hoa lửa đua nhau khoe sắc màu, dưới ánh sáng pháo hoa, chẳng biết từ khi nào đã có mấy chiếc thuyền tụ tập ở giữa hồ, hình thành đại vũ đài biểu diễn pháo hoa, còn có mười mấy chiếc thuyền nhỏ mang loa công suất cao phân tán khắp nơi gần hồ, cùng với loại pháo hoa khác nhau bắn ra, âm nhạc cũng không ngừng biến đổi. Làm không gian tràn ngập sắc thái mộng ảo mê hoặc. Thời Học Bân ngây ra nhìn pháo hoa nở bùng giữa lòng hồ, từng tiếng hoan hô liên hồi bùng phát, nhìn Đỗ Phi và Thịnh Hạ cũng kinh ngạc, nhân lúc tiếng hoan hô tạm lắng xuống, nói, Khác thiếu gia thật không có nghĩa khí, giấu hết tất cả mọi người, nếu ai không thức đêm, chẳng phải bỏ lỡ bữa tiệc pháo hoa này hay sao? Chương 1153, chúc người có tình. Đỗ Phi lấy di động ra định gọi cho Trương Khác, nghĩ rồi lại thôi, cười nói, bữa tiệc pháo hoa là chuẩn bị cho những người thức đêm, ai không thức được thì không đáng được xem. Phát hết hoa hồng xong, Đỗ Phi dẫn mọi người về Yến Viên, chuẩn bị tổ chức phú hội thâu đêm trong biệt thự của y đón mặt trời mọc thiên niên kỷ mới. Khi về Yến Viên thì đã sắp 12 giờ, đám đông bên hồ đang đếm ngược, khi đếm ngược kết thúc mọi người reo lớn chúc mừng năm mới thì bầu trời thình lình bùng nổ bùng lên những bông hoa lửa rực rỡ, mang lại niềm vui bất ngờ phấn khích nhất trong đêm thiên hỷ. Người bình thường đều không hiểu ra sao, trước đó không nghe thấy nói tới chuyện biểu diễn pháo hoa, đám Đỗ Phi, Thời Học Bân thì không hề hoài nghi đây là món quà bất ngờ của Trương Khác. Trương Khác chắc chắn cũng đang nấp ở góc nào đó ngắm pháo hoa đấy. Hà Huyền đi theo Tô Nhất Đình từ trong đám đông chui ra, hưng phấn hô lên. Này mầm họa, đừng có phấn khích như thế, người ta làm thế không phải lấy lòng bạn đâu, đừng mắc bẫy. Tô Nhất Đình bĩu môi, rồi ngẩng đầu lên trời. Không biết cậu ấy đang ở đâu nhỉ? Có ma mới biết nó trốn ở cái xó xỉnh nào. Đỗ Phi cười hô hố, hắn thừa biết Trương Khác buổi chiều Trương Khác ở bên Hứa Tư, được tin Đường Thanh đột nhiên từ Hong Kong về, thật không dám tưởng tượng lúc này Trương Khác đang hưởng thụ phúc phận của muôn người, hay là máu me be bét, mà có khi là lủi thủi một mình rời kiến nghiệp chưa biết chừng. Vừa có người về qua ngõ học phủ, nói tầng thượng chung cư thanh niên không có ánh đèn, chắc chẳng có ai trong đó. Chỗ ngắm pháo hoa tốt nhất trừ quảng trường nhân dân bên hồ, khổng tước viên trên đỉnh Yến Quy, núi Hợp Hoan trong trường Đợi Ết Đông Hải cũng không tệ. Còn nếu nói tới chỗ riêng tư hơn thì có vườn hoa không chung của chung cư thanh niên và căn nhà gỗ bên hồ của Hứa Tư, nhưng ở xung quanh căn nhà đó đều bị cây sồi xum xoe vây kín, nhìn không thấy có chút ánh đèn nào phát ra. Hà Huyền cũng nhìn về phía căn nhà gỗ bên hồ, cho dù trong nội bộ cao tầng Cẩm Hồ cũng ít người biết chủ nhân của nó, nhưng gần đây Trương Khác đều ở đó. Bộ phận hành chính thời gian qua chuyển rất nhiều văn kiện tới đó, nên Hà Huyền biết Trương Khác ở đó, trái tim khẽ rung nhẹ, nhưng cô không biết đó là nơi ở của Hứa Tư. Những người khác thấy cả ngày hôm nay Trương Khác không lộ diện, lại chẳng về chung cư thanh niên, trước đó ai cũng nghĩ y đã rời kiến nghiệp về Tân Vu hoặc tới đâu đó mừng đêm thiên hỷ rồi, lúc này đều tin Trương Khác đang nấp ở góc nào đó quanh đây. Đỗ Phi biết chuyện đau đầu của Trương Khác, nhưng những người khác lại không biết. Trước đó chuyện hoa hồng làm ra thanh thế như vậy mọi người còn nhẫn nại được, đến lúc này cuối cùng không kìm được muốn liên hệ với y.
Dịch Hinh vừa nhìn pháo hoa nở rộ giữa bầu trời vỗ tay hoan hô, vừa xúi bẩy Diêu Văn Thịnh gọi điện cho Trương Khác. Di động cài đặt lời nhắn tự động, nói cái gì mà 5 phút sau sẽ gọi điện lại. Diêu Văn Thịnh lắc di động thở dài, thật không biết cậu ta đang trong cái ổ ôn nhu nhào không muốn ra. Mọi người đều cười hiểu ý, không quan tâm tới y nữa, chuyên tâm đứng trước biệt thự xem buổi biểu diễn pháo hoa. Do không hề có thông báo trước cho nên không ai biết buổi biểu diễn này sẽ kéo dài bao lâu, chỉ thấy từng quầng sáng sặc sỡ xòe nở trong không gian, nhưng chỉ lo ngay giây sau sẽ kết thúc. Sau một phát pháo hoa 5 màu tan hết, view view view, lòng hồ liên tục có bắn lên bầu trời. 6 quả pháo hoa màu bạc đem theo cái đuôi màu bạc dài lao lên tới độ cao lớn nhất phát nổ, không ngờ xuất hiện 6 chữ, chúc người có tình thiên hạ, những chiếc thuyền gần bờ phát ra âm nhạc mỗi lúc một nhanh. 6 chữ bạc này vừa tan thì liên tục có 7 phát pháo hoa nữa bay lên, biến thành 7 chữ, đêm thiên hỷ đều thành quyến trúc. Bên hồ trên núi tức thì vang lên tiếng hoan hô, hò hét, vỗ tay như sấm rền. Lục Kiện lắc đầu cười khổ, Khác đại thiếu gia chơi trò này hại không biết bao thiếu nữ kiến nghiệp đêm nay biến thành phụ nữ. Mọi người cười rộ lên, đều chuyển ánh mắt về phía Thời Học Bân và Tả Tiểu Thanh, không biết hai người này nắm tay nhau từ lúc nào. Tả Tiểu Thanh vội vàng rút tay ra, xấu hổ trốn vào trong biệt thự, Thời Học Bân ngoạc miệng cười làm bộ anh chàng thành thực. Cửa sổ gác xép, Đường Thanh hết sức hồn nhiên quỳ ở trước cửa sổ, tay vịn lên cửa kính, mắt mở to hết cỡ nhìn về phía pháo hoa phóng lên giữa lòng hồ. Hứa Tư một chân duỗi ra, một chân ý tứ gập dưới mông, tư thái ưu nhã theo dõi pháo hoa nở rộ, tới tận khi 13 chữ, chúc người có tình thiên hạ, đêm thiên hỷ đều thành quyến trúc tiêu tan, âm nhạc trên mặt hồ cũng ngừng lại mới xác định buổi biểu diễn pháo hoa kết thúc, cầm di động trên chiếc bàn thấp lên xem, không ngờ đã liên tục một tiếng, vậy mà chẳng hề nhận thấy thời gian trôi đi. Úi ra, Đường Thanh quỳ quá lâu đầu gối tê hết cả, nhìn di động của Trương Khác, sao tên đầu heo lại không có cú điện thoại nào nhỉ? Mình đã nói không ai còn nhớ mình vào lúc này đâu mà, cả hai lại không tin. Trương Khác đứng bên cửa sổ vặn mình, pháo hoa rồi đến lúc phải tan đi, Yến Quy Sơn chìm vào trong bầu trời đêm u ám, chỉ có đường nét màu đen nhàn nhạt ẩn hiện trên mặt hồ long lanh ánh sóng. Hứa Tư cũng cảm thấy khó hiểu, tối nay lúc ăn cơm, Đường Thanh còn nói đùa muốn biết bí mật của Trương Khác chỉ cần bắt y nộp di động ra đặt trên bàn trước 12 giờ là được. Trước 12 giờ Trương Khác nộp điện thoại ra thật. Làm người ta bất ngờ là sau 12 giờ chiếc điện thoại không hề kêu, cũng không có tin nhắn nào truyền tới, từ chưa tới giờ Trương Khác không hề rời khỏi tầm mắt của cô và Hứa Tư, không có khả năng gọi điện cho người khác. Đường Thanh tròn mắt nhìn Trương Khác, ý tứ muốn y nói cho cô biết chuyện này là sao. Đường Thanh lấy chiếc điện thoại của Trương Khác từ tay Hứa Tư, di động bật bình thường, nhìn vạch sóng không có gì khác thường, cô nàng thầm nghĩ quá 12 giờ rồi thế nào cũng có ai đó gọi điện tới, đợi một lúc không có. Rồi sức chú ý bị pháo hoa thu hút hết, đến khi buổi biểu diễn kết thúc mới nhớ ra chuyện này. Cái di động này nhất định ẩn giấu bí mật mà chúng ta không biết. Đường Thanh nằm xuống thảm trải sàn dày, giơ cao chiếc di động trong tay, không đúng, lúc chúng ta xem biểu diễn pháo hoa, Tiểu Khác hình như thừa lúc chúng ta không chú ý vào nhà vệ sinh 3 lần. Chẳng những đi mà còn đi rất lâu, chỉ còn tưởng cậu ấy bị đau bụng, xem ra tinh thần của cậu ấy tốt lắm. Hứa Tư hùa cùng Đường Thanh bắt nạt Trương Khác. Thẳng thắn khai báo nhận khoan hồng, rốt cuộc cậu dở trò gì? Em đâu có dở trò gì đâu. Trương Khác cười ngây thơ ngồi xuống bên Hứa Tư, cả hai cũng thử rồi, cả hai gọi tới đều reo mà, em đi vào nhà vệ sinh có mang di động theo đâu. Ai mà biết vườn sồi có phát minh ra chức năng gì mới không? Đường Thanh không tin đêm thiên hỷ trừ cô và Trương Khác chỉ có mình và Hứa Tư không còn ai nhớ tới Trương Khác, lúc này di động của cô đặt trên bàn rung lên, cầm lấy xem thì thấy điện thoại của mẹ Trương Khác. Kỳ quái nói, sao dì Lương lại gọi điện cho mình vào lúc này nhỉ? Mẹ mình chắc là bắt kịp thời đại cũng mừng đêm thiên hỷ, bạn cứ nhận điện đi. Mình đi ngủ trước đây. Trương Khác chưa nói xong đã bỏ chạy xuống lầu. Đường Thanh nhận điện, nghe thấy Lương cách chân than vãn, di động của Tiểu Khác có vấn đề gì thế, sao gọi điện lại có lời nhắn nói 5 phút sau sẽ gọi lại. Trương Khác, Đường Thanh bịt ống nói rít lên, muốn đuổi theo Trương Khác thì dưới lầu có tiếng đóng cửa đánh sầm một cái. Chú Khác chúc em Ninh và Vu Trúc sao? Chắc bỏ cuộc rồi. Chương 1154, qua đi nỗi lo oai 2 cây 1. Nghe thấy chị Đan Thanh đưa mình ra đỡ cho Tiểu Khác một dao, mới đầu không rõ tình cảm trong lòng thế nào, em chỉ nấp trong phòng khóc. Đường Thanh như con mèo nhỏ cuộn mình ở đầu giường, mép váy ngủ cuộn lên, đôi chăn dài đẹp đẽ tùy ý duỗi ra gác lên chăn,
nhớ lại sự kiện bắt cóc xảy ra mà đông năm ngoái, về sau nghĩ lại, đổi lại là em cũng sẽ lao mình ra đỡ, chỉ là nói thì dễ, trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế, chẳng dám nắm chắc 100% mình dám làm thế. Hứa Tư chẳng bao giờ ngờ được lại có cơ hội cùng Đường Thanh ôm chặt ngồi trên giường tâm sự với nhau không có chướng ngại nào như thế, kéo chăn lên che quá đùi, nghĩ lại từng chuyện xảy ra cùng Trương Khắc những năm qua, giọng có chút thương cảm, mùa hè năm 94 ấy, cảm giác bản thân bị nhốt trong vực sâu tối tăm băng giá, không còn sức kháng cự. Giống như cỏ dại bị chặt đứt ném xuống bùn, nhìn có vẻ tươi tốt đấy, nhưng tự mình biết đã bắt đầu thối rã rồi. Nghĩ đi đi nghĩ, chị không thể kiên cường sống tiếp như Đan Thanh được. Đan Thanh một mình ở lại bớt cũng không phải chuyện chị làm được. Đôi khi chị nghĩ, cậu ấy chỉ cho chị một chút thôi, cũng hơn tất cả người khác có thể cho chị. Sự thực thứ cậu ấy cho chị không phải chỉ một chút, đôi khi nghĩ mình nấp vào một góc nào đó nhớ nhung cậu ấy là đủ rồi, chị luôn cảm thấy có lỗi với em. Hứa Tư co chân lên, mặt vùi vào giữa đầu gối. Mùa hè năm 94 à, em cảm giác trời đất đổ sụp xuống vậy, về sau cuối cùng trời không sập xuống. Đường Thanh cười khẽ, lúc 16 tuổi, có lẽ em sẽ ngốc nghếch tóm lấy cổ áo Tiểu Khắc hỏi trên đời này bạn ấy yêu ai nhất, ôi, đã 20 tuổi rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh, hiện em chỉ quan tâm bạn ấy yêu em thực lòng là đủ rồi. Đột nhiên ngồi bật dậy, à, em nghĩ ra rồi, nhất định tên đầu heo có một cái di động nữa trên người, mỗi khi có điện thoại gọi tới cái máy chúng ta giữ nó sẽ tự động để lại lời nhắn rồi chuyển thông báo cuộc gọi cho máy còn lại. Nói tới đó nghiến răng nghiến lợi hoàn toàn quên hết mấy câu phía trên, ít nhất có 3 cô gái gọi điện cho tên đầu heo, nên mượn cớ vào nhà vệ sinh 3 lần gọi điện lại, chị đoán xem 3 cô gái đó là ai. Hứa Tư không rõ kỹ thuật lắm, nghe chừng có khả năng, nhưng chủ đề này cô tham gia có vẻ không thích hợp cho lắm, cười nhẹ, chị không đoán được. Nhỡ là điện thoại công việc thì sao, cậu ấy không muốn làm chúng ta mất vui, nên sang chỗ khác nghe. Không, nếu là công việc. Tên đầu heo sẽ không gọi lại. Em biết mà, Đường Thanh lắc đầu quầy quậy, suy đoán, một rất có thể là chị Đan Thanh. Hứa Tư không nói gì, nhưng trong lòng cô cũng đoán thế. Tôn Tĩnh Mông, lần này giọng Đường Thanh rất chắc chắn. Hứa Tư nhìn ánh mắt đượm buồn của Đường Thanh, ngồi dậy ôm vai cô, an ủi, đừng đoán nữa, có lẽ đúng, có lẽ không đúng, nhưng trong đêm nay chắc chắn người cậu ấy muốn ở bên cạnh là em đấy. Hi hi, em chẳng thèm buồn vì tên đầu heo. Có điều người đó là chị mà, em chỉ chen ngang thôi. Đường Thanh kiêu ngạo nói, dù thế nào người ở cạnh tên đầu heo đêm nay là chúng ta. Dựa đầu vào vai Hứa Tư, im lặng một lúc lại lẩm bẩm một mình, còn một người nữa. Hứa Tư không biết người khác, nhưng cô dám chắc, nếu Đường Thanh suy đoán đúng, một trong 3 người sẽ có Tạ Vãn Tình. Phòng ngủ cách âm rất tốt, Trương Khắc không nghe thấy ở sát vách Đường Thanh và Hứa Tư đang nói chuyện gì, vừa rồi y tới ban công muốn nhìn họ qua cửa kính. Nhưng bị Đường Thanh kéo rèm xuống che kín. Bầu trời đêm hơi âm u, đèn đường bên hồ vẫn còn sáng, ánh sáng yếu ớt chiều vào, rạng sáng hẳn là có mưa, trừ những người lên Yến Quy Sơn ra, còn rất nhiều người ở bên hồ chưa trở về. Trương Khắc ngồi ở đầu giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác phòng bên vẫn còn nói chuyện, đầu suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi. Tỉnh lại thì đã là 9 giờ sáng năm 2000, ngửi thấy tầng dưới có mùi cháo thơm phức, Trương Khắc mở mắt ra. Thấy cửa phòng khép hờ, chắc là Đường Thanh hoặc Hứa Tư có đi vào, ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, ký ức vẫn như kiếp trước, chỉ có người ở trên núi mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Trương Khắc vươn mình rời giường, mặc áo ngủ, đi chân đất xuống lầu, Hứa Tư đang dọn dẹp, nhìn thấy y liền nói, à, cậu tỉnh rồi, còn tưởng không kịp nói với cậu câu nào đã phải về Hải Châu. Đỗ Phi vừa gọi điện thoại tới, Đường Thanh nhận điện, hẹn buổi trưa cùng ăn cơm. Vốn kế hoạch của Hứa Tư là ở cùng với Trương Khắc đêm thiên hỷ rồi về Hải Châu, không ngờ lại 3 người cùng ở với nhau, trong lòng không còn gì nuối tiếc nữa. Hứa Tư để Trương Khắc ôm nhẹ một cái rồi mới tách ra, vỗ má y, dâu cậu hơi dày rồi đấy, không cạo đi sờ má cũng thấy giáp. Thấy Đường Thanh trong bếp đi ra, nói, giao Tiểu Khắc cho em đấy, mấy ngày thật vui nhé. Em muốn cả 3 ngày đều ở đây, được không? Đường Thanh hỏi. Sao lại không được? Hứa Tư thân mật sờ má Đường Thanh, nhặt sợi tóc dính trên má cô bỏ đi. Mặc dù sự kiện hoa hồng và buổi biểu diễn pháo hoa đêm thiên hỷ sẽ còn được người ta say sưa nhắc đi nhắc lại trong thời gian dài, nhưng đêm thiên hỷ đã thành ký ức ngày hôm qua rồi. Hẹn với Nghiêm Văn Giới, từ sáng sớm Lâm Tuyết đã tới tổng bộ tinh điển trong khu sản nghiệp phần mềm, một lát nữa còn xuống lầu tham gia cuộc họp BQT Hải Túc. Trước khi rời công ty,
cô ta nghe thấy có nữ nhân viên trong văn phòng còn kể chuyện pháo hoa đêm thiên hỷ, quay đầu lại nhìn, không nói gì cả, nhưng ánh mắt ác liệt của cô ta làm người khác im như thóc. Đêm thiên hỷ, Lâm Tuyết lẻ loi ôm gối trong biệt thự, đám người sáng vực đông đại đi khắp thành phố mua hoa, lại còn tổ chức biểu diễn pháo hoa, cô ta tất nhiên nghĩ ra được những thủ đoạn này đều do tên chết tiệt kia bày ra lấy lòng các cô bé. Pháo hoa mặc dù rất đẹp, nhưng lại làm lòng cô ta sinh căm hận, đặc biệt là câu, chúc người có tình thiên hạ, đêm thiên dạ đều thành quyến trúc, như sát muối vào tim, làm Lâm Tuyết một mình uống rượu trước cửa sổ hận bần gan tím ruột,